Cái gì thiếu thì bổ vô, cái gì không đúng thì chỉnh lại. Tôi sửa tôi bổ tôi chỉnh mà, thấy không? Còn huynh đệ, đem hết trong nhà mình ra, bệnh gì đem tới đổ vô thầy, sao chịu nổi? Thầy đâu phải là cái nhà kho chứa bệnh tật đâu, phải không? Chứ nghĩa là thầy, huynh đệ là bệnh tồn kho, đem cái kho đó đổ vô cho thầy, làm sao thầy chứa nổi? Cái nghiệp lực nó đeo đuổi mình. Hôm nay thầy xin phép thầy chia sẻ với huynh đệ bệnh tật và nghiệp chướng. Hai cái này nó liên quan đến nhau, bệnh tật và nghiệp chướng. Đây, bài này bài thứ hai đó, phần hai. Thực sự huynh đệ, chúng ta sinh ra, khi ra khỏi mình người mẹ rồi đó, là mình đã có sẵn cuốn sổ đời của mình đó. Thật ra đứa bé nào cũng vậy, 99.9% tất cả đứa bé đều đẻ ra hai bàn tay nắm cứng thế này nè, đúng không? Mình mở nó ra rồi nó nắm cứng lại. Khi sinh ra, huynh đệ có cái gì trong tay không? Rồi khi nằm thẳng cẳng, nín thở, tim ngừng đập gọi là gì? Có cầm gì theo không? Có cái lòng tham dục, cái nghiệp xấu, nghiệp tốt. Còn vật chất thế gian không thể nào đem đi được. Vật chất thế gian mình ra mình hưởng dụng xong mình để lại. Rồi tiếp tục mình tiến hóa. Một là mình cầm theo cái thức nghiệp thiệt là xấu cho cuộc đời mình. Hai, mình cầm theo cái thức nghiệp thiệt là tốt cho cuộc đời mình trong cái kiếp tới. Đừng có nghĩ rằng là chết là xong, chưa. Những gì mình tạo tác trong lúc sinh tiền, luật nhân quả đã giữ trữ lại một cái kho lưu trữ hồ sơ. Khi mà mình bắt đầu trở về cái nhà mới, vừa đẻ ra khỏi mình người mẹ là không có cái gì, bàn tay cũng không có gì, nhưng mà trong lòng bàn tay này nè, nó có cả một cái thức nghiệp tốt và xấu, ác và thiện, hiền và dữ đều nằm trong này hết. Thành ra lâu lâu để ý đứa nhỏ đi, huynh đệ để ý con mình đi, nó mới biết ngoe ngoe mà nó chừng 5-7 tháng vậy đó, nó dở bàn tay ra nó cười mình nó thôi là thấy cuộc đời thằng nhỏ này là đỡ khổ rồi đó. Còn đứa nhỏ mà dở bàn tay nhìn là khóc hoài, có phải là biết thằng này nó sẽ khổ. Huynh đệ phải để ý đi nha. Mà khi ra cửa, khỏi cửa người mẹ rồi đó, là bao nhiêu, khi mà có vợ, có chồng rồi đó, thì bắt đầu cái nghiệp bắt đầu nó đổ vô. Còn lúc từ nhỏ tới lớn á, nó chỉ biểu lộ khoảng chừng 60-70% của cái nghiệp cũ ngày xưa thôi. Nhưng mà khi bắt đầu lấy chồng, lấy vợ là bắt đầu nghiệp nó sẽ nở ra. Mình sẽ hưởng tất cả những gì mình từng tạo tác trong quá khứ. Và trong lúc từ nhỏ tới lớn mình sống khi có vợ, có chồng, nó sẽ nở tùm lum ra hết. Rồi trong lúc mình sống á, cái đầu mình nghĩ tầm 7, cái miệng nói tầm 3, cái thân làm tùm lum tà la chuyện á, thì mình tạo tác trong lúc còn sống vẫn trả cái nghiệp mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Rồi mình bắt đầu sống trong ngày để tạo tác cho nghiệp ngày mai. Tức là chúng ta tạo tác nghiệp lực không ngừng nghỉ, từ đời này qua đời nọ tới nữa, không bao giờ ngừng nghỉ. Khi mà bắt đầu nó quá lớn rồi á, nó xảy ra bệnh. Rồi chưa kể con mình nó lại mang cái bệnh, cái nghiệp của chính mình, bởi nó với mình cộng nghiệp với nhau, lại tiếp tục nó ra đời để mình nhìn thấy cái sự đau khổ của nó, để mình đau khổ. Cái đó là nghiệp của ai? Mình đau khổ chứ nó biết gì đâu, phải không? Nó bị đó, ai đau khổ? Cha mẹ đau khổ. Tại ra người cha mẹ vì nhìn cái sự đau khổ đó, để phải ngồi xuống mình tụng kinh, niệm Phật cho miên mật, để bản thân mình tự chuyển thức, chuyển hóa cái nghiệp lực của chính mình. Khi mà đứa nhỏ nó khỏe, mình vui, có phải là nghiệp của mình không? Thì nó bệnh mình đau khổ mà, là nghiệp của mình, chứ phải của nó. Bây giờ nó đâu có biết gì đâu, nó ra để nó đòi nợ mình đó. Vì khi ông bà cha mẹ quay lại đòi nợ xưa, bạc đãi ông bà cha mẹ quay lại đòi, nó phải trả thôi. Nhưng mà chúng ta không ý thức được điều này, chúng coi như cái chuyện bình thường. Không có bình thường đâu. Chúng ta còn dính líu với nhau nhiều lắm. Gặp nhau, một là đòi nợ, hai là trả nợ, ba là tiếp tục gây nợ. Rồi để một đống nợ đi kiếm thầy trung đạo. Trời đất ơi, trung đạo nó phải là như chứa nợ. Chúng ta phải hiểu, hả, cái nghiệp nặng á thì trước sau rồi cũng té xuống bệnh à. Nghiệp nhẹ thì còn tà tà chơi được. Nặng nhẹ là bệnh nhiều, bệnh ít. Bệnh nặng, bệnh nhẹ là do cái nghiệp mình tạo tác trong quá khứ, trong hiện tiền. Rồi cái quả của ngày mai là do những gì mình đã từng tạo tác trong ngày hôm qua. Bởi trong lúc đang sống đây là mình tạo nợ, phải không? Còn mình ngày hôm qua là vay nợ, bây giờ tạo nợ, ngày mai là trả nợ. Cho nên thầy viết câu là vay nghiệp, phải không? Trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi sinh tử luật không sai. Đó. Ai là chủ nhân của nghiệp, ai chủ nhân là nợ? Mình. Tất cả chúng ta đều là chủ nhân sản xuất những điều xấu, tốt.
thiện, ác, hiền dữ. Chúng ta là chủ nhân, nên khi gặp cái chuyện nghịch cảnh, chướng duyên, hãy vui vẻ mà nhận nó, bởi mình phải ý thức rằng nó chính là con đẻ của mình trong quá khứ. Cho nên cười ra nước mắt đi, cười ha hả nhưng mà nước mắt vẫn chảy, nghe không? Cười là nó về lẻ quá, khóc là bởi vì nó ghê quá. Cho nên để đừng có làm nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục làm, phải không? Có chuyện bình thường. Chúng ta coi thường luật nhân quả quá cho nên chúng ta tiếp tục tạo tác. Nếu huynh đệ hiểu luật rồi đó, thiệt huynh đệ á, như đây nè, sợ thế bà cố nội, nó ra trước con mắt mình không à, mình thấy đó, rõ ràng luôn à. Huynh đệ chưa có chứng kiến những cái bệnh khiếp khiếp lắm luôn đó. Thầy thấy mà, không lẽ bây giờ thầy lấy phép màu thầy xóa cái mặt nó luôn cho rồi. Nhưng mà mình làm vậy mình sẽ dính vào luật nhân quả, mình xía vào nghiệp của bá tánh chúng sanh. Chúng ta không ai được phép nhúng tay vào chỉnh sửa và chuyển hóa nghiệp của huynh đệ chung quanh mình. Dù có cách là giúp họ ngồi xuống tụng những gì mà mình đã có kinh nghiệm, mình chỉ cho họ tự họ tụng, họ rửa những gì mà họ từng tạo tác, sám hối cho thiệt là miên mật sám hối, thì mình mới mong rằng là mình chuyển hóa được nghiệp lực mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Có rõ không? Rõ chưa? Để chúng ta huynh đệ tới thầy, thầy rất là hạnh phúc khi gặp huynh đệ, gặp thầy thầy rất là hoan hỷ tiếp nhận. Nhưng thầy phải chia sẻ những gì cần thiết để huynh đệ phải làm, chứ không phải thầy làm hết. Nếu thầy làm hết thầy thành ai? Thầy người nhiều chuyện xía vào nghiệp ta bà, thì làm sao thầy sống nổi với cái nghiệp lực của huynh đệ? Nếu làm được chư Phật đã làm hết rồi, đâu có tới huynh đệ đứng đó mà hộ niệm cho thầy, phải không? Chúng ta có quyền giúp huynh đệ mình chỉnh sửa bằng cách là cả hai cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Người yếu nhờ người mạnh kéo phụ, nhưng mà đặc biệt là người yếu phải làm nhiều hơn cái người mạnh một chút, bởi nghiệp của mình mà đâu phải của ổng. Đừng có đưa tên tuổi với thầy đường này, đừng có hồng mà bình an, bản thân này còn chưa an nữa nè. Thầy nó không tin thì thôi, ở Mỹ mà tới nhờ thầy túng cầu an á là $400-500 là thầy rất là an rồi. Thầy thấy số tiền ở mặt thầy tỉnh lắm, thì ngày mai có tiền trả tiền điện, tiền nước, điện thoại chứ, không ăn sao được. Còn nếu mà tới nhờ không là thầy bất ổn, nói mà làm thinh là thầy trong này rộn rộn nè, nó nói cái miệng không à, phải không? Nó cầm bao thư nó thầy cúng cho, còn làm liền thì khỏe lắm. Thực tế là vậy đó, thầy nói cái chuyện đó thôi chứ không phải bản thân thầy đâu. Thầy thì bất động ổn rồi, bây giờ thầy không mong chờ, thì mong rằng là huynh đệ gặp thầy rồi lụm một cái gì đó rồi về cùng tu chung với thầy, đó là một hạnh phúc nhất mà thầy được từ huynh đệ ban cho. Vài ba tháng sau lấy cái mặt đẹp vui vẻ lên là thầy mừng, bởi vì huynh đệ đã nhận được cái sự gia hộ của chư Phật, nên huynh đệ đẹp lên, khỏe lên, vui vẻ hơn. Còn khi gặp chưa gặp thầy á, thì mặt mày chầm dầm một đống, mặt xanh lè như chúng ăn của mình á, gặp thầy rồi buông bỏ vui vẻ, đó là món quà mà huynh đệ cho thầy. Thầy chỉ chờ như đó thôi á. Còn nếu thì gặp thầy rồi năm sau mặt còn tệ hơn đó, thì thầy đau khổ vô cùng, bởi thầy cho thuốc lộn người, vậy nó mới đau khổ hơn, đúng không? Cho lộn thuốc. Thế là chúng ta làm việc chung với nhau để tương trợ giúp đỡ nhau, chứ không phải đến gặp nhau rồi đổ rác hết cho ổng, rồi cái ổng phải hốt rác cho mình, rồi cái ổng mình đưa tên tuổi để ổng cầu nguyện, còn mình ở nhà đi cà nhõng nhõng tiếp tục tạo tác nghiệp là sao? Thấy có công bình không? Đâu có đâu. Mình bóc lột tận tình luôn nữa, coi như ổng là phải làm cho tôi, bởi vì ông là thầy chùa. Thầy mà làm chùa mà đâu có lấy tiền ai, phải không? Đừng có coi thầy tội nghiệp thầy chứ, thầy cũng là bá tánh huynh đệ mà, rõ không? Nên tới thầy á, đừng coi như là gặp thầy là cái mặt thấy nhăn một đống vậy nè, coi như thầy phải lụm cho tôi đó, không tôi sẽ nhăn cả ngày hôm nay á. Tội nghiệp thầy chứ, ngày sáng vui vẻ của thầy là mất hết rồi. Thế là huynh đệ giống như là tới rồi cái làm cho cái mặt thầy giống như huynh đệ thì làm sao gọi đến nói chuyện được. Nhưng mà đỡ cái là mặt thầy dày cho nên thầy không bị ảnh hưởng. Đừng có hồng mà đem cái buồn phiền tới mà làm cho mặt thầy rầu, không bao giờ có đâu. Thì nghe răng thầy cười tối ngày, đừng có hồng mà ảnh hưởng tới thầy. Cho nên huynh đệ với thầy, chúng ta hữu duyên đi gặp lại. Những gì có thể chia sẻ được, trung đạo sẵn sàng làm hết mình, khả năng bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nhưng huynh đệ phải cùng làm với thầy thì chúng ta có thể gọi là giúp đỡ nhau chuyển hóa nghiệp lực được.
chứ chúng ta không thể nào thò tay lấy của người khác được. Của người nào người đó xài, mà nhất là cái phần đó thì của người nào người đó giữ, tài sản riêng tư của bản thân mình từ bao nhiêu kiếp trở lại đây rồi. Quý vị đừng có hòng mà mình làm giấy chuyển nhượng được nha. Đừng có hòng cho ổng là gọi là cái gì mà mình ký giấy cho ông này là toàn quyền quyết định đó. Lầm to. Đúng chưa? Đúng không? Quá đúng luôn, đừng có mà mơ mộng. Đừng có ký giấy sang tên cho thầy, cho thầy xài thoải mái, không có cái chuyện đó đâu. Còn tất cả những gì vấn đề cúng dường cho thầy, thầy nguyện sẽ tất cả những đó trở thành hưởng công đức, làm việc, những việc mà vấn đề sẽ không bao giờ người thầy làm cái gì. Nhưng mà tất cả đều là công đức của vấn đề, cho thầy chỉ là làm công thôi. Thầy làm hết mọi chuyện. Bản thân thầy, thầy biết mà. Thầy có nhiều khả năng. Ừ. Vấn đề chưa hiểu đâu. Nói chuyện với thầy một tiếng đồng hồ trong điện thoại phải trả tiền cho thầy đó, đừng có bình thường. Thầy nói mấy tiếng đồng hồ mà ai trả cho thầy xu nào. Bên Mỹ là sòng phẳng. Muốn nói chuyện với thầy vấn đề tâm linh, nói chuyện với thầy một tiếng đồng hồ phải trả tiền. Nó vậy luôn đó. Mời thầy tới nhà tụng, đụng điểm cho người phải trả tiền. Vì kính được người ta rất là sòng phẳng. Hả, có làm là có tiền. Bên Mỹ nó gọi là thì giờ là tiền bạc. Một tiếng đồng hồ tính tiền một tiếng đồng hồ. Nếu mà mình lỡ mình xui quá, mình nghiệp chướng nặng quá mà ở Mỹ á, không có bảo hiểm sức khỏe. Cấp cứu mình ngày hôm nay, ngày mai tính 16.000 đô một đêm. Thật ra ở Mỹ nó hỏi một câu là cái giường loại nào mắc nhất? Thì người ta đưa là giường của nhà thương. Mắc lắm. Nằm mỗi một tháng mà nằm mê mang cái đút ống vô một tháng 1 triệu đô. Thích ở Mỹ không? Không thích. Bởi thầy đâu có mua bảo hiểm bao giờ đâu. Chính vì không mua bảo hiểm cho nên về Việt Nam ăn lá cây để ở bệnh. Bên Mỹ đó, đừng có tưởng đệ tử thầy á, nổi điên lên tim đập không được, chở cấp cứu 16.000 đô. Không bảo hiểm tiền đâu trả. Thấy chưa? Đừng có tưởng bở. Cho nên huynh đệ, nếu không có nương vào Phật lực, khi trong gia đình chúng ta gặp chuyện đau buồn, bệnh tật, không có tiền bạc, chúng ta phải nương vào Phật lực, đặt hết niềm tin của mình vào chư Phật trong bài tụng và cuốn bài niệm của mình, để mình nương vào cái năng lực thiêng liêng của các ngài hộ trì cho mình để mình vượt qua những cơn khốn khó. Cho nên các ngài mới có các vị gọi là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài nguyện, ngài lắng nghe tiếng kêu gọi của thế gian, sự đau khổ của ba tánh chúng sanh. Người nào đau khổ, khốn khó trong cuộc sống, bệnh tật, kêu gọi ngài, ngài sẽ giúp. Trung đạo nương vào cái lời nguyện đó, trung đạo sống cả cuộc đời này là hơn nửa đời người, thầy vẫn tiếp tục niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì cái gì thầy cần là thầy nói một câu là có. Hãy niệm nhiều năm quá nó trở thành một cái tự nhiên. Hãy tự nhiên tột đỉnh trở thành thiêng liêng. Thật ra thiêng liêng mở miệng là có chuyện sắp xếp. Rõ không? Bởi chúng ta không đủ niềm tin để bước vào Phật Pháp. Rất là cần niềm tin. Làm cái gì cũng phải có niềm tin. Cho nên các vị trước nói linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu mình không đủ niềm tin là mình làm cái trầy trật hoài, lời nguyện mình không bao giờ đắc thành. Còn hãy tin tuyệt đối, sống trong niềm tin, làm cái gì cũng thành. Bởi vì niềm tin cho mình tất cả những sự lạc quan, mạnh mẽ, cương nghị, hãy làm là được. Bởi vì niềm tin chúng ta nó còn bấp bênh quá, không có nơi nương tựa tâm linh, cho nên mình niệm mà mình cũng không có tuyệt đối tin tưởng vào lời niệm. Thầy nói một câu chuyện đơn giản mộc mạc thôi. Thầy chuẩn bị mỗi lần thầy về Mỹ là thầy làm ra tiền, còn ở Việt Nam này lụm tiền lẻ để rồi cho lại người nghèo thôi. Còn bên kia là thực sự làm ra tiền, bởi vì bàn tay thầy được giấy phép làm ra tiền. Thầy dám nói như vậy. Lần đầu tiên thầy nói trước đại chúng, thầy có giấy phép khả năng làm ra tiền ở Mỹ. Nên thầy cầm cái tiền về đây, thầy đi đó đi đây cả năm trời vẫn còn không có hết đó. Bên cạnh đó huynh đệ còn phụ tay để giúp người này người kia. Chúng ta chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh khốn khó, lấy phương tiện làm ra tiền để làm phương tiện cho bản thân mình đi khắp nơi để làm việc cho anh em của mình. Mục đích chính của thầy là giúp anh em mình nhìn lại những gì mà nó từng tạo tác trong quá khứ, những gì mà mình đang đau khổ, đang bị cái này cái nọ cái kia, giúp cho anh em nhìn thấy được điều mình đang sống, nó sự đau khổ mà chúng ta phải dứt trừ nó bằng cách là ngồi xuống để tu, tự mình chuyển nghiệp của bản thân mình, chuyển hoàn cảnh sống của mình. Nếu không, vấn đề sẽ không bao giờ thoát được cảnh khổ do chính mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Tất cả những gì hiện giờ mà chúng ta đang có, đang bị, đang được, đang hạnh phúc, đang đau khổ, đang bệnh tật, đều là do từ thuở quá khứ mình từng tạo tác. Bây giờ mình phải chịu trách nhiệm những gì mà đã từng tạo tác. Rõ chưa?
chúng ta phải can đảm mạnh dạn nhận cái lỗi lầm của mình, ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho thật là miên mật tinh tấn, thì mới có hy vọng tiếp nhận sự gia trì gia hộ các bậc đã chứng đắc. Các ngài mới phóng quang tiếp điện để hộ trì mình tu học cho dỗ vô, để mình rửa nghiệp của mình, hoàn chỉnh sửa lại cái sống của mình. Đó đó mình mới có cơ hội thoát nạn, thoát khổ, thoát phiền não, hết bệnh tật. Rõ chưa? Cho nên niềm tin là tất cả. Niềm tin là tất cả. Các vị đi trước đã nói đó, have faith là tuyệt đối tin tưởng. Have faith. Have faith in God. Tin tưởng tuyệt đối vào Như Lai. Have faith and fear not. Tin tưởng tuyệt đối mà không sợ hãi. Have faith and doubt not. Là không bao giờ nghi ngờ vào sự tin tưởng của mình. Nhờ cái lòng tin tưởng tuyệt đối đó, mình mới giải trừ nghiệp chướng oan gia trái chủ, giúp đỡ của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại, hai bên vạn linh trăm họ, rồi còn dính ở trên thế đất thì chưa được đào thai, được siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Lúc đó mình mới giải trừ được nhiều thứ đau khổ phiền não của mình. Bệnh tật mình dần dần nó sẽ hết. Rõ chưa? Tu là khoa học, chúng ta phải tu khoa học, không được mê muội. Đừng có đau khổ ngồi xuống đó, thay vì mình khóc lóc than thở một tiếng đồng hồ, mình tụng không biết bao nhiêu biến đại bi rồi, bao nhiêu biến A-di-đà rồi. Có phải không? Một tiếng đồng hồ mà rên rỉ than thở cho hoàn cảnh hiện tại bây giờ, mình tụng được không biết bao nhiêu biến rồi đó. Để thay đổi lại cái cách sống, không có ngồi xuống rên rỉ nữa, mà ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho giỏi vô, để mình tự hoán cải, chuyển sửa, chuyển đổi cuộc sống mình hiện tại, rồi giúp đỡ con cái bên cạnh, giúp đỡ những người bà con thân thuộc mình trong gia tộc trước. Cho nên bổn phận chúng ta là phải ngồi xuống tu cho giỏi vô, để mình giúp cho mình có cơ hội thoát nạn, thoát khổ. Rồi anh em huynh đệ bên trong nhà mình cũng có cơ hội hưởng được cái phước mình tu học. Lúc đó họ mới có chuyển đổi được cuộc sống của họ được. Rõ không? Dễ hiểu không? Dễ hiểu chưa? Không có được rên rỉ nữa. Bây giờ phải chấp nhận nó là con đẻ của mình, cho nên mình phải đối xử với nó như thế nào. Mình phải ngồi xuống mình tụng kinh cho đứa con mình nó bớt bệnh, trí tuệ sáng suốt. Rồi tập cho con mình biết niệm Phật giống mình. Người cha mẹ mà để đức lại cho con là giúp cho con cái biết niệm Phật tụng kinh giống mình á, mới để lại cái phước cho con mình được. Nó gọi là cái phước vô lậu. Còn nếu mình có tiền có bạc mình để á, nó lên nó ăn chơi cũng hết thôi. Nó phá riết cũng hết thôi. Cái phước hữu lậu là vật chất, nó phá riết cũng không còn. Nếu không để phước âm đức lại cho con cháu thì không bao giờ cái phước này tồn tại. Phước âm đức là tồn tại lâu dài vĩnh viễn. Còn phước vô lậu tức là dương đức, ăn sẽ hết, xài sẽ hết. Đồng tiền với cái phước đấy nó cùng một cái tính chất. Hả, mình hết phước là hết tiền. Hả, hết phước là họa vô. Mà họa vô là dậu đổ bìm leo, tức là khi mà ngã xuống một cái là bao nhiêu cái xu nó đổ đập lên mình, nó bệnh tật nó nhào vô, là không có tiền để bác sĩ, không có tiền thuốc, là bệnh tật nó lan tràn. Rõ không? Để ngăn chặn cuộc đời mình không tiếp tục tạo tác nghiệp, ngay từ lúc này quý đệ phải ngồi xuống tụng thầy kinh, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Thầy lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần trong cuộc đời, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Trên ba cái này mà thanh tịnh rồi thì chúng ta bớt tạo tác nghiệp rất là nhiều. Quý đệ nghĩ đúng không? Đúng không? Thì ý nghiệp là chủ, ý nghiệp là tất cả. Hả, cái đầu mà nghĩ vớ vẩn nhiều quá là cái miệng nói tầm bậy. Hai miệng nói tầm bậy một hồi là cái thân nhúc nhích tầm bậy. Chứ là đều tạo tác cả. Để tránh tình trạng tiếp tục mỗi ngày tạo tác, ngày nào về mở mắt ra là nghĩ thiện làm lành, rảnh cái ngồi xuống tụng kinh trì chú, thì mình sẽ không có nhiều thời giờ tạo tác. Bởi vì mình tập trung tư tưởng hết vào những điều thiện lành nhất là nghĩ thiện, là ý nghiệp không tạo tác. Làm lành là thân nghiệp không tạo tác. Tụng kinh trì chú là chấm dứt cái khẩu nghiệp. Nói những lời tốt lành, nghĩ những điều tốt lành, làm những điều tốt lành là mình đang làm cho chính bản thân mình, chứ không phải làm cho ba tánh chúng sanh đâu. Đúng không? Thì luật nhân quả sẽ đem về tất cả như chúng ta nghĩ mà. Mình chỉ cần nghĩ một điều này thôi, một tiếng đồng hồ là nó 60.000 lần tư tưởng lên xuống 60.000 lần trong một tiếng đồng hồ đó. Ghê chưa? Thì một phút á là 1.000 lần, mà 60 phút là 60.000 lần nghĩ bậy. Mà một tiếng là 60.000 lần, quý đệ nghĩ một ngày, quý đệ nghĩ bao nhiêu lần, bao nhiêu điều xấu ở trong cái đầu. 10 tiếng đồng hồ là 600.000 lần, quả báo trở về là 2.400.000 lần. Mà trong có 10 tiếng thôi mà quả báo trở về là 2.400.000 lần, quý đệ nghĩ đi. Bao nhiêu ngày quý đệ sống từ hồi xưa tới bây giờ, tới ngày hôm nay luôn, là đã từng nghĩ bao nhiêu điều xấu rồi. Thì cái điều xấu nó trở về với thân thể của mình, của gia tộc mình đầy nhóc trong đó đó. Quý đệ thấy cái luật nhân quả kinh khủng chưa?
hả? Luật nhân quả 1 thành 4 nhân mà, đâu phải là lấy cái này trồng xuống đâu, thì trồng thử cái trái cây thôi, nó mọc bao nhiêu trái ăn bao nhiêu năm hết không? Nó đó, nhân quả 1 thành 4, tất cả những gì chúng ta chọi ra một quay trở về 4 lần. Quý đệ tưởng tượng đi, bây giờ chẳng còn 1 phút thôi, chúng ta nghĩ 1.000 lần, 60 phút là 60.000 lần, chưa kể cái miệng còn láp nháp cả ngày nữa, thì nó ra không biết bao nhiêu điều xấu xa đó. Nó quay trở lại trong 10 tiếng đồng hồ là quay trở lại 2.400.000 lần. Một năm, hai năm, 10 năm, 50 năm, 60 năm, sống cỡ này tới 90 tuổi mà còn nói tầm bậy thì nó cỡ nào? Cái vách tường nghiệp lực mình nó dày vô tận. Cho dù quyền năng Như Lai có mạnh khủng khiếp cỡ nào, không thể nào giúp đỡ chúng ta phá vỡ được cái vách tường nghiệp lực mà mình từng tạo tác cho chính bản thân mình xây dựng lên đó. Mình để nghiệm lại coi thầy nói mình đều có sợ hay không rồi. Thấy chưa? Nếu hiểu được như trung đạo có dám nghĩ bậy không? Không. Nghĩ thiện làm lành tụng kinh đi chú. Kệ cha nó đi, nó làm chuyện của nó, mình cứ xíu vô mất công sanh chuyện. Tại là chúng ta chỉ có 8 câu thôi, nghĩ thiện 8 chữ thôi, nghĩ thiện làm lành tụng kinh đi chú. Nếu không làm được nữa, thì tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, tiếp tục tạo tác nghiệp. Bởi vì ý nghiệp làm chủ của cuộc sống mình, mà lực nhân quả không bao giờ bỏ qua cho từ một sự suy nghĩ nhỏ đến lời nói, đến hành động nhỏ nhẹ cũng đều ghi lại hết. Cho nên khi xảy ra cho chúng ta phải biết rằng là nó trở về tìm cha đẻ của nó, mà mình chính là cha đẻ của nghiệp lực xấu và tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy ngồi xuống nói chuyện là không bao giờ chép bài giảng mà viết xuống từ giấy. Tự vì nhìn thấy huynh đệ hôm nay như thế nào thì cái miệng thầy nói như vậy. Thầy nói sẽ không ngừng và không bao giờ vấp. Không vấp bao giờ. Đẻ ra để nói mà. Hôm nay trung đạo đánh thức huynh đệ vậy. Chúng ta cùng làm việc với nhau. Anh em mình là cùng một gia đình, cùng cha, cùng mẹ Như Lai. Chúng ta cùng một tánh linh như nhau. Thầy hỏi thì huynh đệ cũng trả lời ý như vậy. Nhưng mà chúng ta không chịu nương vào cái tánh linh có sẵn trong bản thể mình để tiến hóa, để bớt tạo tác nghiệp không lành, không tốt, không sạch. Tánh linh trong chúng ta mỗi người đều giống nhau, cho nên thế gian nó gọi là Phật tánh. Nó đặt như vậy thôi, chứ không có tên tuổi gì cả. Mà tánh linh này chẳng có hình dáng, tánh linh này cũng chẳng có cao thấp, chẳng có mập ốm, chẳng có sang hèn, giàu nghèo, chẳng có dày mỏng, chẳng có khôn ngu. Cái tánh linh mỗi người chúng ta không biết đặt cái gì đặt đại nó. Thí dụ Phật giáo đặt là Phật tánh đi, công giáo đặt là Chúa tánh, còn Hồi giáo là đặt Hồi tánh. Nó hôm nay mai đổi, rõ không? Nói chung là mình đặt cái tên theo cái tôn giáo mà mình sống. Nhưng mà đặc biệt cái tánh là tánh chung của tất cả trên thế gian này, không phân biệt bất kể tôn giáo nào. Cái tánh là tánh thiêng liêng chung của vạn vật. Tánh thiêng liêng này là của cha mẹ mình ban cho chúng ta. Mỗi người có tánh đó giống cha giống mẹ. Chúng ta không biết nương vào tánh thiêng liêng sống, chúng ta sống trôi lăn trong vòng sinh tử hết đời này tới đời khác, là lý do chúng ta không chịu nương tựa vào tánh thiêng liêng sẵn có, mà thế gian là ông Phật trong người của mình á. Phật ở đâu? Cũng trả lời y hệt, nhưng mà có dám sống đâu. Sống sợ thành Phật sao? Còn ăn chay thì sợ thành Phật đâu dám ăn. Đừng có tưởng ăn chúng sanh mà thành Phật. Ăn chúng sanh mới là chúng sanh. Ăn chúng sanh bệnh tật rất là nhiều. Mình không bệnh, con mình bệnh. Trong máu huyết mình có vay chúng sanh, thì trong máu huyết con mình nằm trong bụng mình cũng vay chúng sanh. Nãy đứa nào bầu 2 tháng đó, nghe thầy nói cho kỹ vô, về ăn rau cải cho nhiều vô, đừng ăn chúng sanh, là con cái mình nó tiêm nhiễm cái bệnh của chúng sanh đó. Thầy sẽ nói cho huynh đệ bỏ ăn chúng sanh luôn, cho huynh đệ biết mặt. Chúng ta đi sống trong cảnh thế gian này, khi đẻ ra khỏi người mẹ, ra khỏi người mẹ, chúng ta cho hai con đường đi mà thôi. Một, thế gian đặt là cái nơi tối tăm nhất, đau khổ nhất, kinh khủng nhất, thế là địa ngục. Hai, cái nơi hạnh phúc an lành cực lạc nhất là Niết Bàn. Đúng không? Chắc chắn huynh đệ sẽ chọn Niết Bàn. Nhưng mà há chọn Niết Bàn phải sống thế nào mới được Niết Bàn chứ? Nhưng ly chúng ta sống nè, từ khi đẻ ra đến khi lớn, khi chúng ta bắt đầu nằm dãy đạch đạch, rên la, khóc lóc, huynh đệ đừng có nghĩ rằng trung đạo là người như thế này. Nếu trung đạo sống không tốt lành trong cái này đi, khi trung đạo nằm xuống á, 4-5 năm trời á, trung đạo sẽ nói bậy nè, sẽ rên rỉ nè, sẽ khóc lóc nè, phải dãy dụa, phải đau khổ nè, không nằm yên một chỗ vì quá nhiều ý nghĩ xấu á, nằm rên la hoài 5-7 năm mới chết. Chưa kể còn bậy bạ dơ dái tùm lum, không ăn, không tự ăn được, không tự làm vệ sinh được, mọi thứ là nhờ người khác làm không. Là cái nghiệp nó quá nặng đi cho mới nằm như vậy.
Tại sao? Bởi vì cái đầu trong này chỉ có mình biết mình nghĩ gì, mình làm gì thôi. Còn quý đệ nhìn vô đâu thấy gì đâu, phải không? Tại sao trung đạo tới cuối đời lại nằm dãy đạch đạch như vậy? Bởi vì quan gia trái chủ, nó bu, nó đòi, trong lúc còn xin tiền, trung đạo từng vay mượn chúng, vay mượn họ quá nhiều, mà biết ăn họ thôi mà không biết làm cái gì để hồi hướng công đức. Biết nhào vô ăn rồi hưởng, ăn rồi hưởng. Mình vay không biết bao nhiêu nợ. Khi mình yếu đuối quá, mình nằm xuống rồi, họ bu vô, họ tấn công mình, họ đòi cho được. Cho nên người tu á, cố gắng làm sao gặp Phật tử là có nụ cười. Cái nụ cười này chính là mình quảng cáo cho con đường mình đang đi đó. Còn nếu huynh đệ gặp những người khác mà không có nụ cười, hoặc là chứng tỏ mình là cái điều gì, cái mặt mình chầm chầm một đống á, phải biết là mình đang phỉ báng con đường mình đang đi đó. Có ai dám lại gần một người cái mặt chầm chầm đen thù lùi xanh lè không? Dồn thấy mà gớm sao dám theo, thì mình phỉ báng Phật Pháp đó. Đúng không? Đúng chưa? Nếu mình cứ thể gặp ai vậy, cho dù mình xấu, nhưng mà cái nụ cười mình làm người ta dễ chịu. Đã xấu rồi còn đóng vai ngầu, nó ai coi cho được. Phải biết thân phận mình chứ. Thầy là quá biết rõ thân phận của thầy rồi. Nhìn cái mặt thầy là thấy ớn. Nếu mà không có cười đi coi, dồn thấy mà gớm. Cho nên ông cho mình cái nụ cười để nó bớt cái gớm đi, để không gây hận thù bên ngoài. Cái mặt mình mà không ưa rồi á, nó chận đường nó đánh bất tình lình, cái tội thế mà ghét. Có đó, vô quán ngồi cái mặt lùm, thế ra chúng đánh à. Cái tội nhìn thấy ghét, nó đánh mình. Thế gian không ưa nó đánh bất cứ lúc nào. Nên phải biết thân phận mình, cười đi để dĩ hòa vi quý. À, biết thân phận là không tạo tội. Cho nên thầy biết thân phận thầy, thầy cười nhiều. Thầy biết mà. Vấn đề cũng vậy, chúng ta phải biết mình ở cái bậc độ nào. Hả, mình muốn khiêng nặng hơn là mình tự đè chết mình thôi. Đặt tham vọng có những cái không đủ khả năng sẽ đau khổ. Có vậy thôi. Bàn tay mình nắm được bao nhiêu thì nắm. Đừng có nắm nhiều quá, nó sẽ chảy ra khỏi bàn tay này. Vấn đề có nắm được không khí không? Chúng ta đang sống trong thế gian là đang cố gắng giữ không khí. Không có gì giữ được hết á. Chợt sinh ra với hai bàn tay trắng, kia lìa trần cũng trắng đôi tay mà. Trần gian ai dở hay, ai hay, phải không? Sang hèn chết cũng tán thay ngoài đồng. Có ai chung trên trời chưa? Phải không? Thành ra mình á, đẻ ra trần truồng, chết rồi hột nút nó cũng lấy lại nữa. Đó, đừng có hòng nó cho hột nút sợ nằm cấn đau. Khi đẻ ra không có gì, khi đi rồi cũng chẳng có gì, nghĩ lại mình đem gì theo. Ngoài cái ác và thiện theo. Phải không? Cho nên chúng ta chọn ngay từ lúc này đi. Chẳng thà nắm nguyên cái thiện đi, nó còn dễ chịu. Mà người tu của chúng ta nó có nhiều quyền lợi lắm. Khi đang lúc tu đây á, chúng ta bỏ gãy gánh nửa đường, chúng ta, cái thức sáng của mình có thể có quyền chọn lựa quay trở lại thế gian, để vô một căn nhà mới đẹp hơn, đẹp trai, đẹp gái, khỏe hơn, có phương tiện tu nhiều hơn. Cho nên người tu còn có cơ hội chọn lựa. Còn người không tu sống trên đậu phổ, quậy phá, tạo tác không biết bao nhiêu điều ác, thì nghiệp lực sẽ dẫn dắt theo cái luật nhân quả cố định. Rõ chưa? Nó sẽ đưa mình về nơi đó. Mình phải trả những gì mình từng tạo tác. Mình phải bị người ta hành hạ giống như mình đã từng làm người khác. Mình sẽ chịu tất cả những cảnh đau khổ nhất mình từng tạo tác trong lúc sinh tiền. Cho nên bây giờ chọn đi, tạo điều tốt lành để có quyền chọn lựa trở lại thế gian, hay là bị nghiệp lực xây sở, xây chuyển. Chỗ nào nói rõ hết ngày hôm nay. Nãy nói về chúng ta lúc mà cận tử nghiệp, quan gia trái chủ bu nó đòi á, nó đòi đủ thứ chuyện á, không trả làm cho mình đau khổ, nó bẻ cổ, nó ngắt tay ngắt chân. Lúc đó cái đầu của mình đâu có nghe được người ngoài nói, con mắt mình đâu có thấy, cái miệng chỉ biết là la ớ gì cái người bên kia nó đòi quá nhiều mà đông nghẹt để đòi. Nếu trong gia đình có người hiểu chuyện á, lập bản án tụng cho quan gia trái chủ á, nó trả mẹ mình lại, nó tha thứ cho mẹ mình, giúp cho họ siêu sanh đi. Khi quan gia trái chủ nó nghe một thời tụng kinh mình mấy ngày liên tục á, họ buông mẹ mình ra, họ không đòi nữa, họ siêu rồi á, thì mẹ mình không còn rên la nữa. Nếu bà còn phước bà sống lại, còn không bà sẽ ngủm luôn. Còn phước thì tiếp tục sống, không đủ phước thì bắt đầu ngủm trả nợ. Rõ ràng luôn. Thành ra đừng có tưởng rằng là những gì mình vay mượn từ nhỏ tới lớn tới giờ, tới khi nằm xuống không có hả, nó buông nghẹt nhà mình luôn á. Ông nội thầy là một người tu mà thiệt rất là siêng năng, rất là hiền, từ hiền từ nhỏ tới lớn luôn, tới già luôn á. Mà khi chết á, gần chết kêu bố thầy cho cái búa đi để chọi tụi nó nhìn đông quá, nó quá đông luôn, mà ông nội thầy cũng thấy nó đòi nữa đó. Mà ông nội là một người hiền lương vô cùng. Đệ tử thầy Hà Nội đó, mẹ nó nằm mê man rồi, bác sĩ kêu về lo hậu sự, lo hồn hết đi,
bà sẽ chết. Nó lập bàn án cái tụng mấy ngày sau, bà tỉnh là bà nói á, là nó bu nghẹt cái đòi, nghẹt liên tục, có những cái kinh khủng, hình ảnh kinh khủng. Nhưng mà nó tụng cái ngày thứ nhất nó bớt, ngày thứ hai nó bớt, ngày thứ ba bớt, ngày thứ tư bớt. Đôi lúc mà anh tụng thì anh nghe là 10 ngày nữa mẹ con sẽ về. Nhưng mà có 8 ngày thôi bà đã tỉnh dậy, bà đi về á, mà bác sĩ nói là đã chôn rồi đó. Mới Hà Nội nè, thầy đi cách đây 3 tuần. Quỳnh đệ thấy chưa, người ta làm được mình làm được chứ. Người con có quyền lặt bàn án làm cho mẹ cho cha mình, để cầu cha mình quan gia trái chủ. Trung đạo nói rồi, bản thân là nằm xuống mà rên la hét lại, đệ tử phải biết là ông này đã từng tạo tác điều xấu trong âm thầm, cho nên ông nằm đó ông la mấy năm trời. Thấy chưa, mình cũng vậy thôi à. Nên để chúng ta không bị tình trạng này, ngay bây giờ chúng ta ngồi xuống tu cầu cho quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, quan gia trái chủ của mình tiêu trừ ngay từ lúc này. Biết ăn chay niệm Phật, tụng kinh trì chú, để bớt tạo tác nghiệp. Chúng ta khi rời khỏi thế gian, trước khi chết á, huynh đệ cố gắng người tu hiểu luật theo chư Phật. Lúc chết cái đầu nóng hổi, chư thiên cái mặt nóng. Đầu thai sau 49 ngày hoặc 100 ngày là cái ngực nóng, cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, ống nguyện nóng là ngạ quỷ, bàn chân nóng là súc sanh. Thật ra chúng ta là người có tu chút chút như vậy, nhớ lời thầy nói, khi gần chết rờ thử có cái đầu có nóng không là biết mình theo chư Phật. Cái đầu này lúc chỉ có lúc nào nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, sống an lành hạnh phúc, nói điều tốt, làm điều tốt, nghĩ tốt, không ngừng nghỉ trong nhiều năm, thì chắc chắn có cơ hội cái đầu nóng. Và cái mặt nóng là chư thiên, cái ngực nóng là cõi nhân, đầu thai sau 49 hoặc 100 ngày. Cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, ống nguyện nóng là ngạ quỷ, bàn chân nóng là súc sanh. Bây giờ anh để chọn cái gì? Chắc chắn là chọn gì biết rồi. Bàn chân phải không? Chúc mừng. Bây giờ còn ăn chúng sanh là bàn chân thôi. Chắc chắn là chọn cái đó rồi, bởi vì mình không nói ra. Mình chọn cái đầu nhưng mà cái miệng vẫn nhai chúng sanh. Thì làm sao mà cái đầu nóng được? Cái nhà này của ai? Cái nhà này của ai? Mình đem cái điều gì vô cái nhà này để làm ô uế cái chánh điện của người ta? Rồi bỏ bao nhiêu cái thứ kinh khủng nhất cho là bổ nhất á, làm dơ giá cái chánh điện của người đang ở trong nhà mình. Mình cho là thương cái nhà không sao? Mình đang bạc đãi cái chánh điện của người ta, mình đang bạc đãi sự thiêng liêng đang ngự trị bản thể thì mình lúc nào cái miệng nói Phật tại tâm, tâm tại thân, thân cùi. Ăn tầm bậy mà không cùi sao được. Vậy mà đòi đầu nóng, nóng sao? Cái mong đích nóng thì có. Bây giờ muốn cái gì nóng? Chết rờ lẹ 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 coi, chết cha cái bàn chân nóng, kêu tụi con ở lại lại niệm niệm lẹ lên cho lên trên ngực cho mẹ đi. Tại sao thầy nói những điều này? Bởi vì đệ tử thầy á, nó đã có xảy ra rồi đó. Mẹ nó chết cái đầu gối nóng, cả nhà súng lại niệm mấy tiếng đồng hồ cái ngực nóng. Bởi vì con cái trong nhà cộng nghiệp với cha mẹ, ông bà, anh chị em, nên con cái có quyền đứng bên cạnh niệm Phật tụng kinh cầu cho mẹ mình chuyển nghiệp, thì mẹ sẽ không chết xuống cái đầu gối là địa ngục đó. Mà địa ngục ở trên thế gian này chứ không phải trong cái lỗ đen thùi, nhưng mà nó tối tăm nó bên cạnh mình luôn. Sống trong thế gian này cũng địa ngục chung quanh mình không à. Thật ra khi mà cái đầu gối mẹ nó nóng, nó niệm riết lên cái ngực. Rồi một tuần sau có một huynh đệ, cha nó chết về cái bụng nóng hổi, cả nhà xuống lên niệm riết cái mặt nóng. Chứng tỏ rằng là chúng ta là con cái, là cộng nghiệp với ông bà cha mẹ, mình có quyền giúp đỡ ông bà cha mẹ mình chuyển nghiệp ngay cái lúc cận tử nghiệp. Rõ chưa? Cho nên mình lập cái bàn án, mình tụng kinh là đương nhiên mình có quyền làm điều này. Nhờ thầy làm, trung đạo làm chưa chắc đã được. Bởi vì tình thương của trung đạo dành cho cái người thân trong nhà, nó không bằng con cái cha mẹ ông bà. Thầy chỉ làm theo cái nghi thôi, đúng không? Muốn để trả tiền thầy làm. Thầy nói cho thầy không bao giờ nhận đi đám ma, đám dỗ, đám cúng vậy, thầy không dám nhận. Bởi vì nhận mà không làm nên chuyện á, là nó bu mình, nó cắn, cuối đời nó cắn chết luôn á. Quynh đệ tưởng một cái thức nó không có răng, nó cắn đau nhột thế mà có nội ngủ không được á. Thiệt đó, nó tụ quan gia nó độc lắm, nó biết chỗ nào nhột, nó cắn nhột, không ngủ được. Rồi tối nằm la không à. Nó hay lắm á, đòi nợ hay lắm á, chứ không phải bình thường đâu. Sáu đen đòi nợ mình nó chém là xong, còn tụi kia không có. Nó đâu có răng đâu, nó cắn nhột lắm nhỉ. Tưởng tượng đi, đâu ngủ được. Mà bệnh gần chết mà ngủ không được, khổ lắm, la hét không à. Bây giờ muốn quan gia trái chủ bu đeo đòi nợ mình á, tiếp tục ăn chúng sanh làm những điều không tốt lành đi, chuyện chọn lựa huynh đệ, chúc mừng. Còn muốn cái đầu nóng phải sống sao, hỏi thì trả lời, thì chỉ cho. Còn muốn cái bụng nóng hả, sanh rồi cõi chiến tranh, cướp bóc, giành giật, đâm chém, làm đủ chuyện xấu xa, làm hận thù như khác là Atula đó, ngay trong cảnh giới mình luôn, đầy nhóc. Người nào mà thích gây lộn, thích hận thù chính là Atula trong cuộc sống. Nhưng mà mình không biết mình Atula, bởi mình nghĩ là mình con người thôi. Trong cảnh giới nào cũng có Atula cả, mà mình là đại diện cho Atula sống đó. Kiếm chuyện hả hở chút xíu, kiếm chuyện hở chút, kiếm chuyện là nó đó. Còn tham lam mà làm chết người á, tham của người ta làm chết người á,
là thành ngạ quỷ, cái cổ nhỏ xíu, cái bụng thừ lừ, muốn nuốt nuốt không được, muốn ăn ăn không được, cái cổ chút xíu rồi thôi, bụng bự, thành ra khổ lắm, khổ vô cùng vì cái tội tham. Tiếp tục đi, chúc may mắn. Thầy nói thẳng, nói thật, huynh đệ không sửa là chuyện của huynh đệ, mà bổn phận thầy phải nói thẳng. Thầy đánh thức cho ông Phật con đang ngồi đây nè, đã nói cái miệng, ông Phật ở đâu là biết trả lời liền, nhưng mà có dám sống chung đâu, sống chung sẽ thành Phật, nó uổng cái thế gian sao, phải không? Người tu á, mà nói mình ăn chay, mới ăn được vài ba bữa, chúng sanh chạy ngang hai chân nhìn nó thèm, sao tu nổi, vậy mà đòi đầu nóng. Giờ muốn cái gì nóng nói đi. Cái đầu hả? Ừ, hỏi đi thầy trả lời cho con nghe. Thầy là người nói thiệt nha, thầy rờ trên dưới trước khi ngày nào phải rờ coi cái chỗ nào nóng nhất. Mình phải sửa soạn con đường mình đi chứ. Tu mà tu là phải chuẩn bị hết à. Cái này nóng là rờ là đã là được rồi, tiếp tục. Anh có thể là người công giáo thì nói đi nói lại câu chuyện này hoài, bởi vì nó là một cái chứng nghiệm lớn nhất trong gia tộc. Ảnh là người công giáo, tụi này có đi cúng chung với thầy nè, đệ tử thầy cúng chung với thầy á, ảnh bị ung thư gan, ảnh cứ lau rên rỉ la hét không à, khi đem ở nhà thương về ảnh còn rên á, đau quá thầy ơi, đau quá thầy. Mình nói nhỏ lỗ tai ổng đó, anh yên tâm đi, anh chết đi thầy lo cho anh, không thiếu một cái gì, anh chỉ niệm cho thầy câu Nam Mô Di Đà Chúa là được rồi. Nam Mô Di Đà Chúa, nghe chưa? Gật đầu, nghe chưa? Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa. Ừ, ổng gật đầu đây thầy. Cái miệng mình hay lắm á, mình tụng kinh từ phàm khẩu đúng không, ăn tầm bậy nói tầm bạ là phàm khẩu, mình tụng thời gian thành thiện khẩu, tụng thời gian nhiều nhiều năm thành thần khẩu, tụng nhiều vô thành thánh khẩu, tụng thiệt là nhiều cả cuộc đời lại Phật khẩu, nước miếng mình ngọt, nó thơm ngọt, gọi là cam lộ đề hồ. Thì cái miệng mình nói là có Phật lực, nói vô lỗ tai ổng, cái thức của người bệnh nó rất là cạn, rất là mỏng mảnh, cho nên mình nói bằng Phật lực đi vào cái lỗ tai, xong rồi nó đụng vào cái tâm thức của ảnh, tâm thức ảnh sẽ lặp lại Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô. Thì mấy ngày sau ổng kêu vợ ổng lại nói, hey, 5 ngày nữa tao chết. Thì đúng 5 ngày sau cũng tiếp tục Nam Mô Di Đà Chúa. Vậy mà khi chết á, thì ở Vĩnh Long á, vợ ông gọi là, thầy ơi, chồng tôi mới chết, chị rời coi cái nào nó nóng nhất nói cho thầy biết. Thì rờ xuống bàn chân nó lạnh, rờ riết lên cái đầu, cái đầu nó đang nóng mà nó nhịp, nó nói thầy ơi cái đầu đang nóng nhịp, nó bỏ tay ra liền, đang ra khỏi cái đầu. Huynh đệ biết là cái người này á, là cái Chúa, lúc nào cũng Chúa, bây giờ ông là công giáo, thầy anh ruột của thầy, anh thứ năm của thầy á, là thầy thứ bảy. Là ông đi đó, đi đâu? Huynh đệ biết rồi. Khi mà nhất tâm bất loạn, một ngày đến bảy ngày sau, nhất tâm bất loạn, thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, thức đắc vãng sanh, A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, thức đắc vãng sanh, A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Ông anh thầy không những mà bảy ngày mà tới 10 ngày vẫn là Nam Mô Di Đà Chúa. Tại sao? Vì ông lắng nghe được cái tiếng niệm của mình trong cái tâm thức của ổng, tâm thức lặp lại như một cái máy vậy đó. Lúc đó cái đầu ổng rất là sạch. Thì khi mà chết, cái năng lượng của cơ thể mình là cái sự sống đó, nó đưa hết trên đầu đó, bước ra khỏi đây, là nó đi theo cái dòng điện đó, cái luồng năng lực đó. Còn nếu mà mình sống tầm bậy tầm bạ, nặng trược quá, mà cái đầu của mình nó nhiều quan gia trái chủ quá độ, như thấy họ thôi, rồi bắt đầu nó tuột xuống bằng chân, làm cái ra hai bằng chân là mình biết đi đâu rồi đó. Bây giờ vấn đề chọn đi đâu, quyết định âm thầm, đừng nói ra thầy mắc cỡ đó. Nói đi, thầy mắc cỡ giùm. Muốn đi đâu? Đi lên đâu? Chỗ nào trên đó để đi nè mới quan trọng. Đó, bây giờ hỏi, đi đâu? Tiến lên đâu biết tiến lên. Tiến lên đi biết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu đâu thấy gì đâu. Nhưng mà cũng biết tiến lên hàng đầu. Lên bắn chết cha hết cả đám. Tiến lên hàng đầu nè, tiến đi. Đi đâu? Đâu biết đi đâu. Đi Tây Phương biết chỗ nào, phải không? Nhưng cực lạc không biết ở đâu luôn. Bây giờ thầy hỏi Tây Phương ở đâu, đưa địa chỉ đây, điện thoại để tao liên lạc. Không có. Làm gì có địa chỉ liên lạc, đi về xứ đó, đi phải biết chỗ đi chứ. Người tu mà đi mù đi mò thì còn gì, vừa tới lọt xuống hố hết rồi. Tu mù tu mò sẽ lọt chung với một hố. Cho nên nói về Tây Phương thì phải có địa chỉ, có số điện thoại đi liên lạc cái ông chủ ở đó coi có chấp nhận mình hay không. Con làm đơn xin việc làm nè. Ông cho tôi địa chỉ, tôi tới tôi phỏng vấn. Ông nhìn mặt mà nói khỏi tới. Nhìn mặt thấy gớm rồi, bị phỏng vấn làm gì? Tại vì ông có điện thoại, huynh đệ thử liên lạc coi. Bây giờ nó con xin phỏng vấn việc làm, con lên làm người ở trước được chưa? Đừng có nói là vô đó mà ở chung nhà với ổng, phải không? Mới niệm dài 3 năm mà tánh tình còn thấy mà gớm, đòi đi vãng sanh cực lạc.
thầy nghe thầy phát nhột, tánh tình vẫn còn thế mà gom, mở miệng là chửi người ta rồi, hơn thua rồi, đi đâu? Đi đâu? Quý đệ niệm Phật đến bao giờ mà cái miệng mình cười gặp ai cũng thấy thương, cũng dễ thương, lúc đó quý đệ có cơ hội cái đầu nóng đó. Chừng nào mình nhìn thấy mọi người mà cái lòng thương mình giống nhau, người nào muốn cho tình thương một cách nhẹ nhàng mà thực sự là thật lòng thương người ta, hy vọng cái đầu nóng, cái mặt nóng, cái ngực nóng. Từ phần này trở lên là tâm linh, phần này xuống dưới là địa ngục vật chất. Người mình nó có 7 điểm. Điểm thứ nhất đó gọi là luân xa 7, luân xa 6, luân xa 5, luân xa 4. Luân xa 4 này là từ tâm. Nếu huynh đệ tu mà cái ngực mình nó nặng, khó thở mà nó tức quá, có nghĩa là cái lòng từ bi huynh đệ còn quá hạn hẹp, cho nên luân xa 4 nó không mở được. Mà luân xa 4 trên luân xa 7 nó là luân xa tâm linh. Còn từ 3 trở xuống ở dưới bao tử, dưới cái đan điền, dưới xuống này đó là vật chất. Cho nên người nào mà về vật chất quá nhiều, mình cái bệnh phần yếu như đàn bà rất là nặng, đàn ông cũng vậy. Còn ngược trở lên đây, mỗi một luân xa nó kiểm tra một bộ phận trong cơ thể. Chúng ta nếu sống đời sống tâm linh cao cả đó, thì luân xa 4, 5, 6, 7 tự động dần nó sẽ mở dần lên. Còn ông thầy nào nói con thầy sẽ mở luân xa cho con được, mình có lực mở luân xa cho ta được, nhưng mà về tới nhà nó không sống theo cái đời sống an lạc hạnh phúc đạo hạnh á, thì tự động nó đóng lại. Nên người tu có nhiều cơ hội mở luân xa 4, 5, 6, 7. Còn tất cả tu không đúng, người thế gian vậy, là những luân xa này đóng lại, mình sẽ sanh bệnh tật và tánh tình mình không phát triển được. Trong cơ thể mình có nhiều điểm đặc biệt như vậy, nghĩa là sống thực sự là yêu thương bá tánh sanh, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh thì chú không ngừng nghỉ, ngày đêm sáng tối đi đứng nằm ngồi đều tưởng nghĩ tới Phật, thì có cơ hội đi là cái đầu nóng, cái mặt nóng hoặc cái ngực nóng. Còn khi rời cái mông nóng là biết đi đâu thì không biết, thầy chưa biết tới chỗ đó. Dạ, A Di Đà Phật. Để thầy nói không bao giờ dấp. Thì cái bài hôm nay là phải nói để con đệ phải thức tỉnh. Thầy tới đây nó nhiều lần rồi mà cũng chứng nào tật đó, hỏi bệnh hoài, gặp mặt thầy là nhăn cái mặt ra giống đòi nợ vậy đó. Thầy rất là hạnh phúc, rất là hoan nghỉ gặp huynh đệ, chào thầy nói con rất là vui để gặp thầy. Thầy nói thầy rất là mừng để gặp con. Thì hai bên gặp nhau cùng chia sẻ được, mình chia sẻ những cái an lành hạnh phúc của mình, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái cười của thầy. Huynh đệ ngồi gần thầy một tiếng đồng hồ, huynh đệ cũng vui nữa, rất là vui. Thầy bảo đảm làm được điều này, bởi trong lòng thầy chẳng có cái gì để làm cho huynh đệ phiền hết á. Đệ tử thầy nó gặp thầy là cả ngày chỉ biết cười thôi, bị đứa nào nhăn thầy sẽ chửi tan nát cuộc đời của nó. Nó đem cái nhăn tới cho thầy à, đâu phải cái thùng rác công cộng. Thầy bảo đảm huynh đệ ai buồn thì buồn, tới gặp thầy một tiếng đồng hồ sau là sẽ hết buồn. Nhưng mà ra khỏi cửa nhà thầy cái chuyện đó của nó nha, còn trong cái chỗ khu vực thầy nó phải chấp nhận vui, bởi vì nó không muốn buồn cũng không được nữa, muốn nghĩ bậy cũng không nghĩ bậy được, muốn hỏi thầy phải ghi xuống giấy, không chịu ghi gặp thầy là quên. Như vậy luôn đó, thì thầy cũng còn quên mà, thầy quên còn kinh khủng hơn nó nữa. Đứa nào cười la vậy? Nên chúng ta đi vào thế gian, chúng ta sống để trả nghiệp, rồi tiếp tục tạo nghiệp, rồi vay nghiệp. Chúng ta tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để tiếp tục cùng tạo nghiệp. Hãy chống đối thù hận là tạo nghiệp. Yêu thương huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau là mình giúp đỡ để hoàn tất nghiệp. Nên chúng ta bệnh tật nhiều ít cũng do mình từng tạo tác trong quá khứ, thân thể mình ốm đau bệnh tật nặng nề. Tại sao một người cũng cùng tuổi mình họ vui vẻ thoải mái cùng mình lại bệnh? Hỏi lại coi cái cách sống như thế nào, mình phải sống như thế nào để cho mình có cơ hội khỏe mạnh. Phải biết chăm sóc cái thân này bằng những tư tưởng tốt lành, những lời nói tốt lành, những hành động tốt lành, thì cơ thể mình có nhiều cơ hội khỏe mạnh. Tại vì á, tướng tự tâm sanh, nếu tâm không an lành á, thì tướng không được an lành. Hãy cái mặt mình, trong lòng mình đau khổ thì mặt mình sẽ buồn, đau bệnh thì mặt sẽ nhăn. Nói chung là tướng tự tâm sanh. Trên cái tâm mình an lành, chừng an lành nhiều, cực an lành á, mình đã nằm trong cảnh giới niết bàn ở tại thế gian này á, thì người mình rất là khỏe và trong sáng. Thì mong rằng huynh đệ tiếp nhận sự chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta cùng tiến hóa với nhau, để cho giúp đỡ cho mình bớt đau khổ, bớt bệnh tật. Tại ta phải ngồi xuống nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, tụng kinh trì chú để giúp đỡ cho cuộc đời mình thoát nạn, thoát khổ, giúp đỡ gia đình mình bớt phiền não. Nên việc làm huynh đệ là sao? Làm ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho đời bớt khổ. Còn thầy chỉ là cái người kéo phụ một chút xíu mà thôi. Nếu đệ nào muốn bớt khổ, bớt buồn phiền não, thầy sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ.
Còn kêu thầy rước hết nghiệp thầy không làm. Nếu còn ăn mặn thầy sẽ nói một câu thầy sẽ không giúp. Bởi thầy giúp khỏe xong về nhà tiếp tục ăn mặn tạo tác nghiệp. Thầy cho huynh đệ đó phương tiện tiếp tục làm ác, cho nên thầy sẽ không làm. Thầy nói thẳng. Còn nếu tu ăn chay thầy sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ. Bởi vì cho người ta phương tiện tu là tạo đại phước. Còn làm cho nó khỏe hơn thì tiếp tục ăn nhậu nữa là mình là đại họa. Cho nên thầy không làm. Mít lòng ráng chịu. Có vậy thôi. Còn đến với thầy, muốn hết bệnh, muốn khỏe là phải ăn chay tụng kinh. Để thầy bớt phải cực khổ với huynh đệ. Hả? Còn ăn mặn thầy khó giúp lắm. Tại vì cái luồng, cái trược khí nó độc quá, nó mạnh quá, nó ra. Thầy để bàn tay vô, nó không có hút cái năng lượng an lành. Nó cứ đẩy đồ dơ ra không mà. Thành ra thầy để vô nó phí đi. Thầy điểm nguyệt cho nó dội ngược ra. Bởi vì nó không có cái lòng từ đối với những người xung quanh. Chỉ biết mình thôi mới tạo tác nghiệp. Mình còn dùng chúng sanh nhiều. Có nghĩa là mình chấp nhận bệnh tật của thế gian. Có vậy thôi. Quynh đệ phải hiểu rằng là thịt của chúng sanh rất là độc. Bây giờ nó nuôi còn kinh khủng hơn, nhất là những cá biển. Bây giờ đâu còn cá nữa đâu. Biển đâu còn cá nữa. Nó ăn tới trứng luôn, nó chích điện hết rồi. Bây giờ cá là cá nuôi, mà nuôi những cái gì độc nhất, để nó bự nhất, nó lẻ nhất để bán, thì mình ăn cái gì? Mình biết rồi, phải không? Mình tự mình cho thuốc độc vào người mình, nhưng mà mình những le lưỡi ra khoái lắm. Tội nghiệp. Biết mà không sợ. Biết không sợ súng. Biết không sợ súng. Có nghe đâu mà sợ. Huynh đệ là vậy đó. Cả nông nổ bên cạnh không nghe nữa mà. Cái lưỡi này ngộ lắm. Có một tấc thôi. Hả? Thích rồi đó. Trong cái đầu mình nó có một cái tế bào rất là nhỏ. Nó gọi là cái memory cells. Đó là một cái tế bào ký ức á. Nó nhớ. Ăn thích quá là cái nó nhất cái vị này. Thấy gì đó. Là cái này nó ghi vô. Mốt ăn không trúng là nó nhăn cái mặt. Cho nên có gì mà không chúng sanh ăn, cứ bỏ miệng ăn đi, kệ nó, miễn no được rồi. Có là vui rồi, cho nên ai cho ăn cũng cảm ơn hết á. Nhớ không? Rồi ăn tầm bậy bạ vô mút bệnh kiếm thầy, thầy biết thầy không có nhận đâu. Rồi chưa kể mà nói bây giờ mà còn hiệu tu lo cho mình á, nợ quan gia trái chủ của huyện thất tổ bà cho siêu hết đi. Rồi mình cũng siêu luôn, khỏi để lại gánh nặng cho con cháu của mình. Nếu mà không có làm mốt bị gì, đừng có kêu thầy tụng tam thời niệm giúp đỡ đâu á nha. Thầy không có đi đâu á. Thầy biết trong đám có cái đứa đám này trong đó, thầy không có đi tam thời niệm đó. Mắc công nó đứng ké vô trong. Đúng không? Rồi nhờ thầy tới cúng cầu siêu đừng có hồng. Thầy biết trong đám nó có 5-7 đứa mà biết thầy mà còn nhờ thầy cầu siêu á, thầy tránh cho nó ra. Thầy cho nó lãng giảng cho nó biết mặt. Thầy có khả năng đó, đừng có tưởng. Bây giờ biết đi chưa? Đi đâu? Đi đâu đây? Đi đâu là biết đi đâu? Về đâu? Đó, về đâu nè? Niết bàn ở tại thế gian. Tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. Không đi đâu xa đó. Đang vui vẻ hạnh phúc với nhau á. Đưa tiền vô chi không đều, đập đầu vỡ đầu là địa ngục rồi. Thấy chưa? Mới phút trước là niết bàn, vừa quay lại cái địa ngục tức thì. Sống làm sao đi, giây phút nào cũng là vui vẻ hạnh phúc là niết bàn. Thầy lặp lại cái câu này, thầy lặp cũng phải 100.000 lần rồi đó. Phải không? Huynh đệ là người niệm Phật, tụng kinh hiểu rồi. Thầy hỏi đi hỏi lại trong bao nhiêu cái dĩa đây, thầy đánh thức huynh đệ nào chưa nghe phải nghe. Phật A-di-đà là ai? Đó, ừ, câu này là biết rồi đó. Phật A-di-đà là ai? Nói lớn lên. Thầy cứ làm, ừ. Phật A-di-đà chính là ta chính là Phật A-di-đà. Phải không? Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Vậy này đi đâu? Ông Phật này không chịu sống trong an lành hạnh phúc thì ông Phật đang bị chôn trong cái địa ngục của trần gian. Còn nếu ông Phật này sống với cái tâm an lành hạnh phúc chân như chư Phật thì ông này đang sống trong cảnh cực lạc của Niết Bàn. Đi đâu? Địa chỉ nằm ngay đây nè, cần gì phải gọi xa. Gọi điện thoại đó kia là trật rồi, gọi vô trong này luôn, khỏi cần điện thoại cầm tay. Hello! Ngồi dậy đi ông cụ. Nói thẳng với cái ông này nè, ông chủ nhà này đó. Ông là chủ nhà, còn cái này là phương tiện của ông để tiến hóa thôi. Nếu mà không chăm sóc cái phương tiện của ông mà nó nghèo nàn á, nó bệnh tật á, nó gãy ngã giữa đường. Nên cố gắng giữ cái phương tiện này cho trong sạch, mạnh khỏe đi. Thì phương tiện tu học mình rất là cao, rất là dài, rất là rộng. Nhưng phải biết chăm sóc căn nhà của ông thì phương tiện tu học mình rất nhiều. Thế nên mình tiến hóa rất là lẹ. Bây giờ biết mình là ai chưa? Phải sống sao cho cái đầu nóng chứ. Biết sống rồi phải không? Tự lo đi.
phải không? Còn kiếm thầy làm gì nữa? Cho hết rồi, có gì nữa đâu, đưa hết nãy giờ rồi không xài được nữa thôi. Thiệt là uổng công ngồi nói chuyện. Bây giờ biết rõ ông đó ở đâu chưa? Biết Tây Phương đâu chưa? Ông Phật có tên gì? Cũng thế gian đặt thôi. A Di Đà Đạo. A Di Đà Đạo, A Di Đà Đạo, A Di Đà Chúa, A Di Đà Chúa. Nói ông anh thầy đó, A Di Đà Chúa đó, A Di Đà Đạo. Tên gì con? Con tên gì? Hả? Nhi hả Nhi? Nam Mô A Di Đà Nhi. Phật A Di Đà chính là ta. Ta chính là Phật A Di Đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ cõi ta bà. Khi chứng ngộ đã đông là Tây Phương Cực Lạc. Vậy này xin đi đâu? Đi không có địa chỉ, không có nơi trốn, không có hướng đi. Mà lúc mà gần tượng thử nghiệp á, thì ma quỷ nợ nó đòi đầy nhóc nè, có biết đường đi không? Lúc đó hả, lái xe, lái ẩu, lái bậy á, đuổi vô chỗ khác không có chuyện nữa. Mình lái cái này đi đâu? Phải không? Nếu mà không tỉnh thức lái được không? Cái thằng say rượu lái xe sẽ tạo tai nạn đó. Còn chưa kể cái nhà này nó gần đi rồi mà lái tầm bậy thế nào cũng chui xuống cái lỗ kia kìa. Làm sao mà đi về Tây Phương được? Không có địa chỉ sao đi? Phải có cái bản đồ chứ. Tây Phương ở chỗ này nè, số mấy đường gì, nắp đâu thấy đường đâu mà nhìn. Bản đồ có sẵn mà không, mò không được sao lái, không đụng tạo tai nạn đó. Trời ơi, trên con đường biết bao nhiêu chướng ngại vật, lái đi đâu? Phải không? Lúc đó xỉn quá độ rồi, cái xỉn của nghiệp lực ở đâu thấy đường, lái là ủi tầm bậy tầm bạ đó. Phải không? Muốn đi nữa không? Thôi ở nhà với ông này cho chắc ăn. Ông này là tất cả đó. Huynh đệ bỏ ông này rồi huynh đệ mất tất cả. Huynh đệ mà rời xa ông này rồi huynh đệ không có một ông Phật nào khác hết. Huynh đệ mà còn ngồi thiền tụng kinh mà thấy Phật đứng trước mặt là chưa thiệt đâu. Chừng nào huynh đệ thấy cái ông mà đang ngồi đây mà thấy ông đứng trước mặt mình là ổng, hai người đó, ông nói là thiệt đó. Mà pháp thế gian nó gọi là pháp thân. Còn cái người ngồi đây là báo thân của ổng, có nghĩa là cái nhà của ổng, ổng đứng trước mặt mình. Khi huynh đệ mà gặp cái ông đó đứng trước mặt mình là mình rồi đó, nhiều lần rồi đó, mình chấp nhận ông này là ông thầy của mình, là ông Phật của mình á. Từ đó thì huynh đệ sẽ không bao giờ gặp ông Phật nào khác ngoài ông Phật của mình ra. Lúc đó mình mới thực sự là đã nhìn thấy Phật tánh của chính bản thân mình. Tu làm sao tu? Nhìn được pháp thân của mình, còn có nghĩa là mình nhìn được Phật tánh của chính mình. Muốn được như vậy, cái tâm của mình phải thật là an lành, hạnh phúc tuyệt đối, mình mới có cơ hội nhìn được Phật tánh của chính bản thân mình đang ngự trị trong bản thể mà thế gian gọi là báo thân đó. Bởi vì chính cái đó là pháp thân của mình. Mà người tu khi nhìn được pháp thân, còn có nghĩa là mình có cơ hội sẽ nhìn được đại ngã của mình là Như Lai. Bởi pháp thân chính là quyền năng biết được Như Lai. Quý vị thấy chưa? Người tu kiếm ai? Kiếm ở đâu? Bộ lên trên kia ngồi à, nhịp 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 đùi cái uống cà phê, uống thuốc lá, cái lá sen héo quá cái niệm, cái nó tươi lên cái hút thuốc tiếp. Đỡ chơi à? Không bao giờ có đâu cưng, mơ đi. Mơ đi. Mơ cho nó vui vậy thôi. Bộ lên trên kia ngồi chơi cho đã đời, còn bá tánh như này sao? Hả? Đã là Phật rồi á, đừng có hòng mà ở không một buổi, một giây, một phút, làm đầu tắt mặt tối mà không có lương đó, đừng có tưởng mặt. Đừng có tưởng giỡn. Muốn đi là dễ lắm sao? Đi đâu? Đừng muốn làm nghề đó dễ lắm sao? Đừng có hòng. Phải sống như thế nào mới được ở chung với mấy đó người đó? Rồi sống như thế nào mới được làm việc cho bá tánh chúng sanh? Chứ phải là đụng chút xíu làm mệt mỏi, rên rỉ, nhằn nhằn rồi làm sao làm? Tụi con mới biết làm cho bá tánh sanh là không có một lời cằn nhằn nào hết. Có về nhà mệt mỏi làm thinh, chui vô cái bùn nước muối ngâm cho nó đã xong ra, niệm Phật tụng kinh cho nó hết. Không được cằn nhằn, không được nhăn mặt, không được than thở với ai hết. Đó là làm việc cho chư Phật là phải vậy đó. Phải chịu đựng với đám khỉ đột này nè. Tụi nó đủ thứ hết trơn á. Gặp cười hẹ với về nhà. Ai, trời, đau. Ai mình gãi, mình gãi đâu nhờ ai gãi được. Trị bệnh nhiều quá về nhà mình mẹ ngứa phải tự gãi. Gãi không được ngâm muối cho nó hết. Mình ôm nghiệp của người ta mình bị mà. Phải không? Ai biết được mình bị cái gì. Nhưng làm thinh làm tiếp. Về nhà sạch sẽ xong mai ra làm nữa. Làm hoài không ngừng. Đừng có tưởng lên kia rồi ngồi nhịp đùi hút thuốc cà phê rồi đánh bài tứ sắc rồi nó héo xong cái niệm tiếp cho nó tươi cái ngồi nữa. Mơ. Chuyện tưởng tượng không à. Bây giờ biết niệm Phật đi đâu chưa? Giờ hỏi lại. Muốn đi chỗ đen thù lùi hay chỗ sáng? Muốn cái đầu nóng hay cái chân nóng? Chân nóng chúc mừng. Thầy trả lời sẵn luôn đi. Còn muốn cái đầu nóng phải làm sao? Tự biết rồi phải không? Cứ vay mượn chúng sanh nhiều vô đi, đầu nó sẽ nóng. Đầu có những cái đó, nó nóng. Bị gạt chưa?
Còn đầu gối nóng cũng tốt lắm á. Thầy nói đi huynh đệ, thấy nó là sợ luôn, có cơ hội sẽ hết bệnh tật. Tại vì trong thịt chúng sanh á, nó nhiều độc tố ghê lắm. Mình ăn, bây giờ mình không có bị gì, nhưng mà con trong cái bụng mình á, nó sẽ bị đó. Nó bị nhiều lắm luôn á. Tại đứa nhỏ sau này, nhiều đứa nhỏ bệnh lắm. Thì cha mẹ nghĩ ăn thịt chúng sanh là bổ, thực sự mình cấy cái độc tố vô trong cái trứng của mình á, con mình nó sanh bệnh tật. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu sâu sắc điều đó đâu, phải không? Chúng ta cấy thuốc độc vào những cái gen trong con người của mình á, mình cấy trong đó sẵn, khi đẻ đứa nhỏ ra nó sanh bệnh tật là lỗi của mình, không phải lừa đứa nhỏ, nó vô tội. Nhưng mà các ngài cho mình thấy điều đó là nhân quả, mình phải học để mình giải trừ nhân quả của mình, nghiệp lực của mình. Thì nói nãy giờ nói liên tục mà. Ở đây chúng ta chia sẻ Phật pháp là phải hỏi và nói chuyện với nhau. Hỏi bệnh cũng được, thầy sẽ giải thích tại sao bệnh, thầy sẽ chỉ cho huynh đệ tự giải bệnh. Chúng ta chia sẻ Phật pháp cho nên phải nói qua nói lại, đàm đạo với nhau mình mới giải quyết được vấn đề học. Cái gì là Phật, thầy nói đã đủ rồi đó, tới đây là cạn. Nghiệp chướng và bệnh tật hả, mình tạo tác nhiều trong cuộc sống thế gian từ nhỏ tới lớn, thì chắc chắn quan gia thế chủ đeo đòi mình. Mình càng tệ, càng lúng lớn càng tệ. Sanh bệnh tật, bệnh nhiều bệnh ít do nghiệp nhiều, nghiệp ít. Nặng nhẹ do nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Tất cả chúng ta đều sống trong cái cõi ta bà này là đều phải bị luật nhân quả kiểm soát từng giây, từng phút, từng giờ, từng thở ra vào. Từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta phải biết rằng là mình luôn luôn bị quán xét bởi luật nhân quả của vũ trụ. Cái gì thiếu thì bổ vô, cái gì không đúng thì chỉnh lại. Tôi sửa tôi bổ tôi chỉnh mà, thấy không? Ông huynh đệ đem hết trong nhà mình ra, bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì đem tới đổ vô thầy, sao chịu nổi? Thầy đâu phải là cái nhà kho chứa bệnh tật đâu, phải không? Nghĩa là thầy, huynh đệ là bệnh tồn kho, đem cái kho đó đổ vô cho thầy, làm sao thầy chứa nổi? Cái nghiệp lực nó đeo đuổi mình. Hôm nay thầy xin phép thầy chia sẻ với huynh đệ bệnh tật và nghiệp chướng. Hai cái này nó liên quan đến nhau. Bệnh tật và nghiệp chướng. Đây, bài này bài thứ hai đó. Phần hai. Thực sự huynh đệ chúng ta sinh ra, khi ra khỏi mình người mẹ rồi đó, là mình đã có sẵn cuốn sổ đời của mình đó. Thật ra đứa bé nào cũng vậy. 99.9% tất cả đứa bé đều đẻ ra hai bàn tay nắm cứng thế này nè. Đúng không? Mình mở nó ra rồi nó nắm cứng lại. Khi sinh ra, huynh đệ có cái gì trong tay không? Rồi khi nằm thẳng cẳng, nín thở, tim ngừng đập gọi là gì? Có cầm gì theo không? Có cái lòng tham dục, cái nghiệp xấu, nghiệp tốt. Còn vật chất thế gian không thể nào đem đi được. Vật chất thế gian mình ra mình hưởng dụng xong mình để lại. Rồi tiếp tục mình tiến hóa. Một là mình cầm theo cái thức nghiệp thiệt là xấu cho cuộc đời mình. Hai, cầm theo cái thức nghiệp thiệt là tốt cho cuộc đời mình trong cái kiếp tới. Đừng có nghĩ rằng là chết là xong, chưa. Những gì mình tạo tác trong lúc sinh tiền, luật nhân quả để giữ trữ lại một cái kho lưu trữ hồ sơ. Khi mà mình bắt đầu trở về cái nhà mới, vừa đẻ ra khỏi mình người mẹ là không có cái gì, bàn tay cũng không có gì. Nhưng mà trong lòng bàn tay này nè, nó có cả một cái thức nghiệp tốt và xấu, ác và thiện, hiền và dữ đều nằm trong này hết. Thành ra lâu lâu để ý đứa nhỏ đi, huynh đệ để ý con mình đi. Nó mới biết ngoan ngoe ngoe mà, nó chừng 5-7 tháng vậy đó, nó dở bàn tay ra, nó cười mình nó thôi, là thấy cuộc đời thằng nhỏ này là đỡ khổ rồi đó. Còn đứa nhỏ mà dở bàn tay nhìn là khóc hoài, có phải là biết thằng này nó sẽ khổ. Huynh đệ phải để ý đi nha. Mà khi ra cửa, khỏi cửa người mẹ rồi đó, là bao nhiêu, khi mà có vợ, có chồng rồi đó, thì bắt đầu cái nghiệp, bắt đầu nó đổ vô. Còn lúc từ nhỏ tới lớn á, nó chỉ biểu lộ khoảng chừng 60-70% của cái nghiệp cũ ngày xưa thôi. Nhưng mà khi bắt đầu lấy chồng, lấy vợ là bắt đầu nghiệp nó sẽ nở ra. Mình sẽ hưởng tất cả những gì mình từng tạo tác trong quá khứ. Và trong lúc từ nhỏ tới lớn mình sống khi có vợ, có chồng, nó sẽ nở tùm lum ra hết. Rồi trong lúc mình sống á, cái đầu mình nghĩ tầm 7, cái miệng nói tầm 3, cái thân làm tùm lum tà la chuyện á. Thì mình tạo tác trong lúc còn sống, rồi vẫn trả cái nghiệp mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Rồi mình bắt đầu sống trong ngày để tạo tác cho nghiệp ngày mai. Tức là chúng ta tạo tác nghiệp lực không ngừng nghỉ. Từ đời này qua đời nọ tới nữa, không bao giờ ngừng nghỉ. Khi mà bắt đầu nó quá lớn rồi á, nó xảy ra bệnh. Rồi chưa kể con mình nó lại mang cái bệnh, cái nghiệp của chính mình, bởi nó với mình cộng nghiệp với nhau, lại tiếp tục nó ra đời để mình nhìn thấy cái sự đau khổ của nó, để mình đau khổ.
Cái đó là nghiệp của ai? Mình đau khổ chứ nó biết gì đâu, phải không? Nó bị đó. Ai đau khổ? Cha mẹ đau khổ. Cho nên người cha mẹ vì nhìn cái sự đau khổ đó, để phải ngồi xuống mình tụng kinh, niệm Phật cho miên mật, để bản thân mình tự chuyển thức, chuyển hóa cái nghiệp lực của chính mình. Khi mà đứa nhỏ nó khỏe, mình vui, có phải là nghiệp của mình không? Thì nó bệnh, mình đau khổ mà, là nghiệp của mình, phải không nó? Bởi vì nó đâu có biết gì đâu. Nó ra để nó đòi nợ mình đó. Vì khi ông bà cha mẹ quay lại đòi nợ xưa, bạc đãi ông bà cha mẹ quay lại đòi, phải trả thôi. Nhưng mà chúng ta không ý thức được điều này, chúng coi như cái chuyện bình thường. Không có bình thường đâu. Chúng ta còn dính líu tới nhau nhiều lắm. Gặp nhau một là đòi nợ, hai là trả nợ, ba là tiếp tục gây nợ. Rồi để một đống nợ đi kiếm thầy trung đạo. Trời đất ơi. Trung đạo nó phải là như chứ nợ. Chúng ta phải hiểu. Hả, cái nghiệp nặng á, thì trước sau rồi cũng té xuống bệnh à. Nghiệp nhẹ thì còn tà chơi được. Nặng nhẹ là bệnh nhiều bệnh ít. Bệnh nặng bệnh nhẹ là do cái nghiệp mình tạo tác trong quá khứ, trong hiện tiền. Rồi cái quả của ngày mai là do những gì mình đã từng tạo tác trong ngày hôm qua. Bởi trong lúc đang sống đây là mình tạo nợ, phải không? Còn mình ngày hôm qua là vay nợ, bây giờ tạo nợ, ngày mai là trả nợ. Cho nên thầy viết câu là vay nghiệp, phải không? Trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi sinh tử luật không sai. Đó. Ai là chủ nhân của nghiệp? Ai chủ nhân là nợ? Mình. Tất cả chúng ta đều là chủ nhân sản xuất ra những điều xấu, tốt, thiện, ác, hiền dữ. Chúng ta là chủ nhân. Nên khi gặp cái chuyện nghịch cảnh, chướng duyên, hãy vui vẻ mà nhận nó. Bởi mình phải ý thức rằng nó chính là con đẻ của mình trong quá khứ. Cho nên cười ra nước mắt đi, cười ha hả nhưng mà nước mắt vẫn chảy, nghe không? Cười là nó về lẻ quá, khóc là bởi vì nó ghê quá. Cho nên để đừng có làm nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục làm, phải không? Có chuyện bình thường. Chúng ta coi thường luật nhân quả quá cho nên chúng ta tiếp tục tạo tác. Nếu huynh đệ hiểu luật rồi đó, thiệt huynh đệ á, như đây nè, sợ thế bà cố nội. Nó ra trước con mắt mình không à, mình thấy đó, rõ ràng luôn à. Quýnh đệ chưa có chứng kiến những cái bệnh khiếp khiếp lắm luôn đó. Thầy thấy mà, không lẽ bây giờ thầy lấy phép màu thầy xóa cái mặt nó luôn cho rồi. Nhưng mà mình làm vậy mình sẽ dính vào luật nhân quả, mình xía vào nghiệp của bá tánh chúng sanh. Chúng ta không ai được phép nhúng tay vào chỉnh sửa và chuyển hóa nghiệp của huynh đệ chung quanh mình. Dù có cách là giúp họ ngồi xuống tụng những gì mà mình đã có kinh nghiệm, mình chỉ cho họ tự họ tụng, họ rửa những gì mà họ từng tạo tác. Sám hối cho thiệt là miên mật sám hối. Thì mình mới mong rằng là mình chuyển hóa được nghiệp lực mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Có rõ không? Rõ chưa? Để chúng ta huynh đệ tới thầy rất là hạnh phúc khi gặp huynh đệ gặp thầy. Thầy rất là hoan hỷ tiếp nhận. Nhưng thầy phải chia sẻ những gì cần thiết để huynh đệ phải làm. Chứ không phải thầy làm hết. Nếu thầy làm hết thầy thành ai? Thấy người nhiều chuyện xía vào nghiệp ta bà thì làm sao thầy sống nổi với cái nghiệp lực của huynh đệ. Nếu làm được chư Phật đã làm hết rồi, đâu có tới huynh đệ đứng đó mà hộ niệm cho thầy, phải không? Chúng ta có quyền giúp huynh đệ mình chỉnh sửa bằng cách là cả hai cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Người yếu nhờ người mạnh kéo phụ, nhưng mà đặc biệt là người yếu phải làm nhiều hơn cái người mạnh một chút, bởi nghiệp của mình mà đâu phải của ổng. Đừng có đưa tên tuổi với thầy đời này, đừng có hồng mà bình an. Bản thân này còn chưa an nữa nè. Thầy nó không tin thì thôi. Ở Mỹ mà tới nhờ thầy túng cầu an á, là 400-500 đô là thầy rất là an rồi. Thầy thấy số tiền ở mặt thầy tỉnh lắm. Thì ngày mai có tiền trả tiền điện, tiền nước, điện thoại chứ. Không an sao được. Còn nếu mà tới nhờ không là thầy bất ổn. Nói mà làm thinh là thầy trong này rộn rộn nè. Nó nói cái miệng không à. Phải không? Nó cầm bao thư, thầy cúng cho con làm liền thì khỏe lắm. Thực tế là vậy đó. Thầy nói cái chuyện đó thôi chứ không phải bản thân thầy đâu. Thầy thì bất động ổn rồi. Bây giờ thầy không mong chờ. Thì mong rằng là huynh đệ gặp thầy rồi lụm một cái gì đó rồi về cùng tu chung với thầy. Đó là một hạnh phúc nhất mà thầy được từ huynh đệ ban cho. Vài ba tháng sau lấy cái mặt đẹp vui vẻ lên là thầy mừng. Bởi vì huynh đệ đã nhận được cái sự gia hộ của chư Phật.
dân quân đệ đẹp lên, khỏe lên, vui vẻ hơn. Còn khi gặp chưa gặp thầy á, thì mặt mày chầm dầm một đống, mặt xanh lè như chúng ăn của mình á. Gặp thầy rồi buông bỏ vui vẻ, đó là món quà mà quân đệ cho thầy. Thầy chỉ chờ như đó thôi á. Còn nếu thì gặp thầy rồi năm sau mặt còn tệ hơn đó, thì thầy đau khổ vô cùng. Bởi thầy cho thuốc lộn người, vậy nó mới đau khổ hơn đúng không? Cho lộn thuốc. Tại đó chúng ta làm việc chung với nhau để tương trợ giúp đỡ nhau, chứ không phải đến gặp nhau rồi đổ rác hết cho ổng, rồi cái ổng phải hốt rác cho mình, rồi cái ổng mình đưa tên tuổi để ổng cầu nguyện, còn mình ở nhà đi cà nhõng nhõng tiếp tục tạo tác nghiệp là sao? Thấy có công bình không? Đâu có đâu. Mình bóc lột tận tình luôn nữa, coi như ổng là phải làm cho tôi, bởi vì ông là thầy chùa. Thầy mà làm chùa mà đâu có lấy tiền ai, phải không? Đừng có coi thầy tội nghiệp thầy chứ, thầy cũng là bá tánh huynh đệ mà, rõ không? Nên tới thầy á, đừng coi như là gặp thầy là cái mặt thấy nhăn một đống vậy nè, coi như thầy phải lụm cho tôi đó, không tôi sẽ nhăn cả ngày hôm nay á. Tội nghiệp thầy chứ, ngày sáng vui vẻ của thầy là mất hết rồi. Tới huynh đệ giống như là tới rồi cái làm cho cái mặt thầy giống như huynh đệ thì làm sao mà gọi đến nói chuyện được. Nhưng mà đỡ cái là mặt thầy dày cho nên thầy không bị ảnh hưởng. Đừng có hòng mà đem cái buồn phiền tới mà làm cho mặt thầy rầu, không bao giờ có đâu. Thì nghe răng thầy cười tối ngày, đừng có hòng mà ảnh hưởng tới thầy. Cho nên huynh đệ với thầy, chúng ta hữu duyên đi gặp lại, những gì có thể chia sẻ được, trung đạo sẵn sàng làm hết mình, khả năng bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nhưng huynh đệ phải cùng làm với thầy thì chúng ta có thể gọi là giúp đỡ nhau chuyển hóa nghiệp lực được. Chứ chúng ta không thể nào thò tay lấy của người khác được. Của người nào người đó xài, mà nhất là cái phần đó thì của người nào nó giữ tài sản riêng tư của bản thân mình từ bao nhiêu kiếp trở lại đây rồi. Quý đệ đừng có hòng mà mình làm giấy chuyển nhượng được nha. Đừng có hòng cho ổng là gọi là cái gì mà mình ký giấy cho ông này là toàn quyền quyết định đó. Lầm to. Đúng chưa? Đúng không? Quá đúng luôn, đừng có đâu mà mơ mộng. Đừng có ký giấy sang tên cho thầy, rồi thầy xài thoải mái, không có cái chuyện đó đâu. Còn tất cả những gì huynh đệ cúng dường cho thầy, thầy nguyện sẽ tất cả những đó trở thành hưởng công đức làm việc, những việc mà huynh đệ sẽ không bao giờ người thầy làm cái gì, nhưng mà tất cả đều là công đức huynh đệ cho thầy, chỉ là làm công thôi. Thầy làm hết mọi chuyện. Bản thân thầy, thầy biết mà. Thầy có nhiều khả năng. Ừ. Huynh đệ chưa hiểu đâu, nói chuyện với thầy một tiếng đồng hồ trong điện thoại phải trả tiền cho thầy đó, đừng có bình thường. Thầy nói mấy tiếng đồng hồ không ai trả cho thầy xu nào. Bên Mỹ là sòng phẳng. Muốn nói chuyện với thầy vấn đề tâm linh, nói chuyện với thầy một tiếng đồng hồ phải trả tiền. Nó vậy luôn đó. Mời thầy tới nhà tụng, đụng điểm cho người phải trả tiền. Vì cái được người ta rất là sòng phẳng, hả, có làm là có tiền. Bên Mỹ nó gọi là thì giờ là tiền bạc, một tiếng đồng hồ tính tiền một tiếng đồng hồ. Nếu mà mình lỡ mình xui quá, mình nghiệp chướng nặng quá mà ở Mỹ á, không có bảo hiểm sức khỏe, cấp cứu mình ngày hôm nay, ngày mai tính 16.000 đô một đêm. Thật ra ở Mỹ nó hỏi một câu là cái giường loại nào mắc nhất? Thì người ta đưa là giường của nhà thương. Mắc lắm. Nằm mỗi một tháng mà nằm mê man nó đút ống vô một tháng 1 triệu đô. Thích ở Mỹ không? Không thích. Bởi thầy đâu có mua bảo hiểm bao giờ đâu. Chính vì không mua bảo hiểm cho nên về Việt Nam ăn lá cây để ở bệnh. Bên Mỹ đó, đừng có tưởng đệ tử thầy á, nổi điên lên tim đập không được, chở cấp cứu 16.000 đô, không bảo hiểm tiền đâu trả. Thấy chưa? Đừng có tưởng bở. Cho nên huynh đệ, nếu không có nương vào Phật lực, khi trong gia đình chúng ta gặp chuyện đau buồn, bệnh tật, không có tiền bạc, chúng ta phải nương vào Phật lực, đặt hết niềm tin của mình vào chư Phật trong bài tụng và cuốn bài niệm của mình, để mình nương vào cái năng lực thiêng liêng của các ngài hộ trì cho mình để mình vượt qua những cơn khốn khó. Cho nên các ngài mới có các vị gọi là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài nguyện, ngài lắng nghe tiếng kêu gọi của thế gian, sự đau khổ của ba tánh chúng sanh. Người nào đau khổ, khốn khó trong cuộc sống, bệnh tật, kêu gọi ngài, ngài sẽ giúp. Trung đạo nương vào cái lời nguyện đó, trung đạo sống cả cuộc đời này là hơn nửa đời người, thầy vẫn tiếp tục niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì cái gì thầy cần là thầy nói một câu là có. Hả, niệm nhiều năm quá nó trở thành một cái tự nhiên. Hả, tự nhiên tột đỉnh trở thành thiêng liêng. Thầy đã thiêng liêng mở miệng là có chuyện sắp xếp. Rõ không? Bởi chúng ta không đủ niềm tin để bước vào Phật Pháp.
rất là cần niềm tin. Làm cái gì cũng phải có niềm tin. Cho nên các vị trước nói linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu mình không đủ niềm tin là mình làm cái trầy trật hoài, lời nguyện mình không bao giờ đắc thành. Còn hãy tin tuyệt đối, sống trong niềm tin, làm cái gì cũng thành. Bởi vì niềm tin cho mình tất cả những sự lạc quan, mạnh mẽ, cương nghị, hãy làm là được. Bởi vì niềm tin chúng ta nó còn bấp bênh quá, không có nơi nương tựa tâm linh, cho nên mình niệm mà mình cũng không có tuyệt đối tin tưởng vào lời niệm. Thầy nói một câu chuyện đơn giản mộc mạc thôi. Thầy chuẩn bị, mỗi lần thầy về Mỹ là thầy làm ra tiền. Còn ở Việt Nam này lụm tiền lẻ để rồi cho lại người nghèo thôi. Còn bên kia là thực sự làm ra tiền. Bởi vì bàn tay thầy được giấy phép làm ra tiền. Thầy dám nói như vậy. Lần đầu tiên thầy nói trước đại chúng, thầy có giấy phép khả năng làm ra tiền ở Mỹ. Cho nên thầy cầm cái tiền về đây, thầy đi đó đi đây cả năm trời vẫn còn không có hết đó. Bên cạnh đó huynh đệ còn phụ tay để giúp người này người kia. Chúng ta chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh khốn khó, lấy phương tiện làm ra tiền để làm phương tiện cho bản thân mình đi khắp nơi để làm việc cho anh em của mình. Mục đích chính của thầy là giúp anh em mình nhìn lại những gì mà nó từng tạo tác trong quá khứ, những gì mà mình đang đau khổ, đang bị cái này cái nọ kia, giúp cho anh em nhìn thấy được điều mình đang sống, nó sự đau khổ mà chúng ta phải dứt trừ nó bằng cách là ngồi xuống để tu, tự mình chuyển nghiệp của bản thân mình, chuyển hoàn cảnh sống của mình. Nếu không, vấn đề sẽ không bao giờ thoát được cảnh khổ do chính mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Tất cả những gì hiện giờ chúng ta đang có, đang bị, đang được, đang hạnh phúc, đang đau khổ, đang bệnh tật đều là do từ thuở quá khứ mình từng tạo tác. Bây giờ mình phải chịu trách nhiệm những gì mà đã từng tạo tác. Rõ chưa? Chúng ta phải can đảm mạnh dạn nhận cái lỗi lầm của mình, ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho thật là miên mật tinh tấn thì mới có hy vọng tiếp nhận sự gia trì gia hộ các bậc đã chứng đắc. Các ngài mới phóng quang tiếp điển để hộ trì mình tu học cho dỗ vô để mình rửa nghiệp của mình, hoàn chỉnh sửa lại cái sống của mình. Đó đó mình mới có cơ hội thoát nạn, thoát khổ, thoát phiền não, hết bệnh tật. Rõ chưa? Cho nên niềm tin là tất cả. Niềm tin là tất cả. Các vị đi trước đã nói đó, have faith là tuyệt đối tin tưởng. Have faith. Have faith in God, tin tưởng tuyệt đối vào Như Lai. Have faith and fear not, tin tưởng tuyệt đối mà không sợ hãi. Have faith and doubt not, là không bao giờ nghi ngờ vào sự tin tưởng của mình. Nhờ cái lòng tin tưởng tuyệt đối đó, mình mới giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ, giúp đỡ của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại, hai bên vạn linh trăm họ, còn dính ở trên thế đất thì chưa được đào thai, được siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Lúc đó mình mới giải trừ được nhiều thứ đau khổ phiền não của mình. Bệnh tật mình dần dần nó sẽ hết. Rõ chưa? Tu là khoa học. Chúng ta phải tu khoa học, không được mê muội. Đừng có đau khổ ngồi xuống đó, thay vì mình khóc lóc than thở một tiếng đồng hồ, mình tụng không biết bao nhiêu biến đại bi rồi, bao nhiêu biến A-di-đà rồi, có phải không? Một tiếng đồng hồ mà rên rỉ than thở cho hoàn cảnh hiện tại bây giờ, mình tụng được không biết bao nhiêu biến rồi đó. Để thay đổi là cái cách sống, không có ngồi xuống rên rỉ nữa, mà ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho giỏi vô, để mình tự hoán cải, chuyển sửa, chuyển đổi cuộc sống mình hiện tại, rồi giúp đỡ con cái bên cạnh, giúp đỡ những người bà con thân thuộc mình trong gia tộc trước. Cho nên bổn phận chúng ta là phải ngồi xuống tu cho giỏi vô, để mình giúp cho mình có cơ hội thoát nạn, thoát khổ. Rồi anh em huynh đệ bên trong nhà mình cũng có cơ hội hưởng được cái phước mình tu học. Lúc đó họ mới có chuyển đổi được cuộc sống của họ được. Rõ không? Dễ hiểu không? Dễ hiểu chưa? Không có được rên rỉ nữa. Bây giờ phải chấp nhận nó là con đẻ của mình, cho nên mình phải đối xử với nó như thế nào. Mình phải ngồi xuống mình tụng kinh cho đứa con mình nó bớt bệnh, trí tuệ sáng suốt. Rồi tập cho con mình biết niệm Phật giống mình. Người cha mẹ mà để đức lại cho con là giúp cho con cái biết niệm Phật tụng kinh giống mình á, mới để lại cái phước cho con mình được. Nó gọi là cái phước vô lậu. Còn nếu mình có tiền có bạc mình để nó lên nó ăn chơi cũng hết thôi. Nó phá rí cũng hết thôi. Cái phước hữu lậu là vật chất, nó phá rí cũng không còn. Nếu không để phước âm đức lại cho con cháu thì không bao giờ cái phước này tồn tại. Phước âm đức là tồn tại lâu dài vĩnh viễn. Còn phước vô lậu tức là dương đức, ăn sẽ hết, xài sẽ hết. Đồng tiền với cái phước đấy nó cùng một cái tính chất. Hả, mình hết phước là hết tiền. Hả, hết phước là họa vô. Mà họa vô là dậu đổ bìm leo, tức là khi mà ngã xuống một cái là bao nhiêu cái xu nó đổ đập lên mình, nó bệnh tật nó nhào vô, là không có tiền để bác sĩ, không có tiền uống thuốc, là bệnh tật nó lan tràn. Rõ không?
để ngăn chặn cuộc đời mình không tiếp tục tạo tác nghiệp. Ngay từ lúc này quý đệ phải ngồi xuống tụng thầy kinh, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Thầy lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần trong cuộc đời, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Trên ba cái này mà thanh tịnh rồi thì chúng ta bớt tạo tác nghiệp rất là nhiều. Quý đệ nghĩ đúng không? Đúng không? Thì cái ý nghiệp là chủ, ý nghiệp là tất cả. Hả, cái đầu mà nghĩ vớ vẩn nhiều quá là cái miệng nó tầm bậy. Hả, miệng nó tầm bậy một hồi là cái thân nhúc nhích tầm bậy. Chứ là đều tạo tác cả. Để tránh tình trạng tiếp tục mỗi ngày tạo tác, ngày nào về mở mắt ra là nghĩ thiện làm lành, rảnh cái ngồi xuống tụng kinh trì chú, thì mình sẽ không có nhiều thời giờ tạo tác. Bởi vì mình tập trung tư tưởng hết vào những điều thiện lành nhất là nghĩ thiện, là ý nghiệp không tạo tác, làm lành là thân nghiệp không tạo tác, tụng kinh trì chú là chấm dứt cái khẩu nghiệp. Nói những lời tốt lành, nghĩ những điều tốt lành, làm những điều tốt lành là mình đang làm cho chính bản thân mình, chứ không phải làm cho ba tánh chúng sanh đâu. Đúng không? Thì luật nhân quả sẽ đem về tất cả như chúng ta nghĩ mà. Mình chỉ cần nghĩ một điều này thôi, một tiếng đồng hồ là nó 60.000 lần, tư tưởng lên xuống 60.000 lần trong một tiếng đồng hồ đó. Ghê chưa? Thì một phút á, là 1.000 lần, và 60 phút là 60.000 lần nghĩ bậy. Mà một tiếng là 60.000 lần, quý đệ nghĩ một ngày, quý đệ nghĩ bao nhiêu lần, bao nhiêu điều xấu ở trong cái đầu. 10 tiếng đồng hồ là 600.000 lần, quả báo trở về là 2.400.000 lần. Mà trong có 10 tiếng thôi mà quả báo trở về là 2.400.000 lần, quý đệ nghĩ đi. Bao nhiêu ngày quý đệ sống từ hồi xưa tới bây giờ, tới ngày hôm nay luôn là đã từng nghĩ bao nhiêu điều xấu rồi. Thì cái điều xấu nó trở về với thân thể của mình, của gia tộc mình đầy nhóc trong đó đó. Quý đệ thấy cái luật nhân quả kinh khủng chưa? Hả? Luật nhân quả 1 thành 4, nhân mà. Đâu phải là lấy cái này trồng xuống đâu, thì nó trồng thử cái trái cây thôi. Nó mọc bao nhiêu trái, ăn bao nhiêu năm hết không? Nó đó, nhân quả 1 thành 4. Tất cả những gì chúng ta chọi ra một quay trở về 4 lần. Quý đệ tưởng tượng đi. Bây giờ chẳng còn 1 phút thôi, chúng ta nghĩ 1.000 lần. 60 phút là 60.000 lần. Chưa kể cái miệng còn láp nháp cả ngày nữa. Thì nó ra không biết bao nhiêu điều xấu xa đó. Nó quay trở lại trong 10 tiếng đồng hồ là quay trở lại 2.400.000 lần. Một năm, 2 năm, 10 năm, 50 năm, 60 năm, sống cỡ này tới 90 tuổi mà còn nói tầm bậy thì nó cỡ nào? Cái vách tường nghiệp lực mình nó dày vô tận. Cho dù quyền năng Như Lai có mạnh khủng khiếp cỡ nào, không thể nào giúp đỡ chúng ta phá vỡ được cái vách tường nghiệp lực mà mình từng tạo tác cho chính bản thân mình xây dựng lên đó. Mình để nghiệm lại coi thầy nói mình đều có sợ hay không rồi. Thấy chưa? Nếu hiểu được như trung đạo có dám nghĩ bậy không? Không. Nghĩ thiện làm lành tụng kinh đi chú. Kể cha nó đi, nó làm chuyện của nó, mình cứ xía vô mới công sanh chuyện. Đó là chúng ta chỉ có 8 câu thôi, nghĩ thiện 8 chữ thôi, nghĩ thiện làm lành tụng kinh đi chú. Nếu không làm được nữa, thì tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, tiếp tục tạo tác nghiệp. Bởi vì ý nghiệp làm chủ của cuộc sống mình, mà lực nhân quả không bao giờ bỏ qua cho từ một sự suy nghĩ nhỏ đến lời nói, đến hành động nhỏ nhẹ cũng đều ghi lại hết. Nên khi xảy ra cho chúng ta phải biết rằng là nó trở về tìm cha đẻ của nó, mà mình chính là cha đẻ của nghiệp lực xấu và tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy ngồi xuống nói chuyện là không bao giờ chép bài giảng mà viết xuống từ giấy. Tự vì nhìn thấy huynh đệ hôm nay như thế nào thì cái miệng thầy nói như vậy. Thầy nói sẽ không ngừng và không bao giờ vấp. Không vấp bao giờ. Đẻ ra để nói mà. Hôm nay trung đạo đánh thức huynh đệ vậy. Chúng ta cùng làm việc với nhau, anh em mình là cùng một gia đình, cùng cha cùng mẹ Như Lai. Chúng ta cùng một tánh linh như nhau. Thầy hỏi thì huynh đệ cũng trả lời ý như vậy, nhưng mà chúng ta không chịu nương vào cái tánh linh có sẵn trong bản thể mình để tiến hóa, để bớt tạo tác nghiệp không lành, không tốt, không sạch. Tánh linh trong chúng ta mỗi người đều giống nhau, cho nên thế gian nó gọi là Phật tánh, nó đặt như vậy thôi, chứ không có tên tuổi gì cả. Mà tánh linh này chẳng có hình dáng, tánh linh này cũng chẳng có cao thấp, chẳng có mập ốm, chẳng có sang hèn, giàu nghèo, chẳng có dày mỏng, chẳng có khôn ngu. Cái tánh linh mỗi người chúng ta không biết đặt cái gì đặc đại nữa. Thí dụ Phật giáo đặt là Phật tánh đi, công giáo đặt là Chúa tánh, còn Hồi giáo là đặt Hồi tánh. Nó hôm nay mai đổi. Rõ không? Nói chung là mình đặt cái tên theo cái tôn giáo mà mình sống. Nhưng mà đặc biệt cái tánh đó là tánh chung của tất cả trên thế gian này, không phân biệt bất kể tôn giáo nào. Cái tánh đó là tánh thiêng liêng chung của vạn vật. Tánh thiêng liêng này là của cha mẹ mình ban cho chúng ta. Mỗi người có tánh đó giống cha giống mẹ. Chúng ta không biết nương vào tánh thiêng liêng sống
chúng ta sống trôi lăn trong vòng sinh tử hết đời này tới đời khác là lý do chúng ta không chịu nương tựa vào tánh thiêng liêng sẵn có mà thế gian là ông Phật trong người của mình á. Phật ở đâu? Cũng trả lời y hệt, nhưng mà có dám sống đâu, sống sợ thành Phật sao? Còn ăn chay thì sợ thành Phật đâu dám ăn. Đừng có tưởng ăn chúng sanh mà thành Phật, ăn chúng sanh đó là chúng sanh. Ăn chúng sanh bệnh tật rất là nhiều, mình không bệnh, con mình bệnh. Trong máu huyết mình có vay chúng sanh, thì trong máu huyết con mình nằm trong bụng mình cũng vay chúng sanh. Nãy đứa nào bầu 2 tháng đó, nghe thầy nói cho kỹ vô, về ăn rau cải cho nhiều vô, đừng ăn chúng sanh, rồi con cái mình nó tiêm nhiễm cái bệnh của chúng sanh đó. Thầy sẽ nói cho mình để bỏ ăn chúng sanh luôn, cho mình để biết mặt. Chúng ta đi sống trong cảnh thế gian này, khi đẻ ra khỏi người mẹ, ra khỏi người mẹ, chúng ta cho hai con đường đi mà thôi. Một, thế gian nó đặt là cái nơi tối tăm nhất, đau khổ nhất, kinh khủng nhất, thế là địa ngục. Hai, cái nơi hạnh phúc an lành cực lạc nhất là Niết Bàn. Đúng không? Chắc chắn mình đều sẽ chọn Niết Bàn. Nhưng mà hãy chọn Niết Bàn phải sống thế nào mới được Niết Bàn chứ. Nhưng ly chúng ta sống nè, từ khi đẻ ra đến khi lớn, khi chúng ta bắt đầu nằm dãy đạch đạch, rên la, khóc lóc, quý đệ đừng có nghĩ rằng trung đạo là người như thế này. Nếu trung đạo sống không tốt lành trong cái này đi, khi trung đạo nằm xuống á, 4-5 năm trời á, trung đạo sẽ nói bậy nè, sẽ rên rỉ nè, sẽ khóc lóc nè, phải dãy dụa, phải đau khổ nè, không nằm yên một chỗ vì quá nhiều ý nghĩ xấu á, nằm rên la hoài 5-7 năm mới chết. Chưa kể á, còn bậy bạ dơ dái tùm lum, không ăn, không tự ăn được, không tự làm vệ sinh được, mọi chứ là nhờ người khác làm không. Là cái nghiệp nó quá nặng đi cho mới nằm như vậy. Tại sao? Bởi vì cái đầu trong này chỉ có mình biết mình nghĩ gì, mình làm gì thôi. Cũng có để nhìn vô đâu thấy gì đâu, phải không? Tại sao trung đạo tới cuối đời lại nằm dãy đạch đạch như vậy? Bởi vì quan gia trái chủ, nó bu, nó đòi, trong lúc còn xin tiền, trung đạo từng vay mượn chúng, vay mượn họ. Quá nhiều, mà biết ăn họ thôi mà không biết làm cái gì để hồi hướng công đức. Biết nhào vô ăn rồi hưởng, ăn rồi hưởng. Mình vay không biết bao nhiêu nợ. Khi mình yếu đuối quá, mình nằm xuống rồi, họ bu vô, họ tấn công mình, họ đòi cho được. Cho nên người tu á, cố gắng làm sao gặp Phật tử là có nụ cười. Cái nụ cười này chính là mình quảng cáo cho con đường mình đang đi đó. Còn nếu huynh đệ gặp những người khác mà không có nụ cười, hoặc là chứng tỏ mình là cái điều gì, cái mặt mình chầm chầm một đống á, phải biết là mình đang phỉ báng con đường mình đang đi đó. Có ai dám lại gần một người cái mặt chầm chầm, đen thù lùi, xanh lè không? Dồn thấy mà gớm sao dám theo, thì mình phỉ báng Phật Pháp đó. Đúng không? Đúng chưa? Nếu mình cứ thể gặp ai vậy, cho dù mình xấu, nhưng mà cái nụ cười mình làm người ta dễ chịu. Đã xấu rồi còn đóng vai ngầu, nó ai coi cho được. Phải biết thân phận mình chứ. Thầy là quá biết rõ thân phận của thầy rồi. Nhìn cái mặt thầy là thấy ớn. Nếu mà không có cười đi coi, dồn thấy mà gớm. Cho nên ông cho mình cái nụ cười để nó bớt cái gớm đi, để không gây hận thù bên ngoài. Cái mặt mình mà không ưa rồi á, nó chận đường nó đánh bất tình lình, cái tội thế mà ghét. Có đó, vô quán ngồi cái mặt lùm, thế ra chúng đánh à. Cái tội nhìn thấy ghét, nó đánh mình. Thế gian không ưa, nó đánh bất cứ lúc nào. Nên phải biết thân phận mình, cười đi để dĩ hòa, vi quý. À. Biết thân phận là không tạo tội. Cho nên thầy biết thân phận thầy, thầy cười nhiều. Thầy biết mà. Vấn đề cũng vậy, chúng ta phải biết mình ở cái bậc độ nào. Mình muốn khiên nặng hơn là mình tự đè chết mình thôi. Đặt tham vọng, có những cái không đủ khả năng sẽ đau khổ. Có vậy thôi. Bàn tay mình nắm được bao nhiêu thì nắm. Đừng có nắm nhiều quá, nó sẽ chảy ra khỏi bàn tay này. Vấn đề có nắm được không khí không? Chúng ta đang sống trong thế gian là đang cố gắng giữ không khí. Không có gì giữ được hết á. Chợt sinh ra với hai bàn tay trắng, khi lìa trần cũng trắng đôi tay mà. Trần gian ai dở hay, ai hay, phải không? Sang hèn chết cũng tán thay ngoài đồng. Ai chung trên trời chưa? Phải không? Thành ra mình á, đẻ ra trần truồng, chết rồi hột nút nó cũng lấy lại nữa. Đó, đừng có hòng nó cho hột nút sợ nằm cấn đau. Khi đẻ ra không có gì, khi đi rồi cũng chẳng có gì, nghĩ lại mình đem gì theo. Ngoài cái ác và thiện theo, phải không? Cho nên chúng ta chọn ngay từ lúc này đi, chẳng thà nắm nguyên cái thiện đi nó còn dễ chịu. Mà người tu của chúng ta nó có nhiều quyền lợi lắm. Khi đang lúc tu đây á, chúng ta bỏ gãy gánh nửa đường, chúng ta cái thức sáng của mình có thể có quyền chọn lựa quay trở lại thế gian để vô một căn nhà mới đẹp hơn, đẹp trai đẹp gái, khỏe hơn, có phương tiện tu nhiều hơn,
Cho nên người tu còn có cơ hội chọn lựa. Còn người không tu sống sân đổ phổ, quậy phá, tạo tác không biết bao nhiêu điều ác, thì nghiệp lực sẽ dẫn dắt theo cái luật nhân quả cố định. Rõ chưa? Nó sẽ đưa mình về nơi đó. Mình phải trả những gì mình từng tạo tác. Mình phải bị người ta hành hạ giống như mình đã từng làm người khác. Mình sử dụng tất cả những cảnh đau khổ nhất mình từng tạo tác trong lúc sinh tiền. Cho nên bây giờ chọn đi, tạo điều tốt lành để có quyền chọn lựa trở lại thế gian, hay là bị nghiệp lực xây sở, xây chuyển. Chỗ nào nói rõ hết ngày hôm nay. Nãy nói về chúng ta lúc mà cận tử nghiệp, quan gia trái chủ bu nó đòi á, nó đòi đủ thứ chuyện á, không trả làm cho mình đau khổ, nó bẻ cổ, nó ngắt tay ngắt chân. Lúc đó cái đầu của mình đâu có nghe được người ngoài nói, con mắt mình đâu có thấy, cái miệng chỉ biết là la ơ ớ gì cái người bên kia nó đòi quá nhiều, mà đông nghẹt để đòi. Nếu trong gia đình có người hiểu chuyện á, lập bản án tụng cho quan gia trái chủ á, nó trả mẹ mình lại, nó tha thứ cho mà mình, giúp cho họ siêu sanh đi. Khi quan gia trái chủ nó nghe một thời tụng kinh mình mấy ngày liên tục á, họ buông mẹ mình ra, họ không đòi nữa, họ siêu rồi á, thì mẹ mình không còn rên la nữa. Nếu bà còn phước bà sống lại, còn không bà sẽ ngủm luôn. Còn phước thì tiếp tục sống, không đủ phước thì bắt đầu ngủm trả nợ. Rõ ràng luôn. Thành ra đừng có tưởng rằng là những gì mình vay mượn từ nhỏ tới lớn tới giờ, tới khi nằm xuống không có hả, nó bu nghẹt nhà mình luôn á. Ông nội thầy là một người tu mà thiệt rất là siêng năng, rất là hiền, từ nhỏ tới lớn luôn, tới già luôn á. Mà khi chết á, gần chết kêu bố thầy cho cái búa đi để chọi tụi nó nhìn đông quá, nó quá đông luôn, mà ông nội thầy cũng thấy nó đòi nữa đó. Mà ông nội là một người hiền lương vô cùng. Đệ tử thầy Hà Nội đó, mẹ nó nằm mê man rồi, bác sĩ kêu về lo hậu sự, lo hồn hết đi, bà sẽ chết. Nó lập bản án, nó tụng mấy ngày sau bà tỉnh là bà nói á, là nó bu nghẹt, nó đòi nghẹt liên tục, có những cái kinh khủng, hình ảnh kinh khủng. Nhưng mà nó tụng riết ngày thứ nhất nó bớt, ngày thứ hai nó bớt, ngày thứ ba bớt, ngày thứ tư bớt. Đôi lúc mà anh tụng thì anh nghe là 10 ngày nữa mẹ con sẽ về, nhưng mà có 8 ngày thôi bà đã tỉnh dậy, bà đi về á, mà bác sĩ nói là đã chôn rồi đó. Mới Hà Nội nè, thầy đi cách đây 3 tuần. Quỳnh đệ thấy chưa, người ta làm được mình làm được chứ. Người con có quyền lặt bản án làm cho mẹ cho cha mình, để cầu cha mình quan gia trái chủ. Trung đạo nói rồi, bản thân là nằm xuống mà rên la hét lại, thì tự phải biết là ông này đã từng tạo tác điều xấu trong âm thầm, cho nên ông nằm đó ông la mấy năm trời. Thấy chưa, mình cũng vậy thôi à. Nên để chúng ta không bị tình trạng này, ngay bây giờ chúng ta ngồi xuống tu cầu cho quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, quan gia trái chủ của mình tiêu trừ ngay từ lúc này. Biết ăn chay niệm Phật, tụng kinh trì chú, để bớt tạo tác nghiệp. Chúng ta khi rời khỏi thế gian, trước khi chết á, huynh đệ cố gắng người tu hiểu luật theo chư Phật. Lúc chết cái đầu nóng hổi, chư thiên cái mặt nóng. Đầu thai sau 49 ngày hoặc 100 ngày là cái ngực nóng. Cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, ống nguyện nóng là ngạ quỷ, bàn chân nóng là súc sanh. Thật ra chúng ta là người có tu chút như vậy, nhớ lời thầy nói. Khi gần chết rờ thử có cái đầu có nóng không là biết mình theo chư Phật. Cái đầu này lúc chưa có lúc nào nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, sống an lành hạnh phúc, nói điều tốt, làm điều tốt, nghĩ tốt, không ngừng nghỉ trong nhiều năm, thì chắc chắn có cơ hội cái đầu nóng. Và cái mặt nóng là chư thiên, cái ngực nóng là cõi nhân, đầu thai sau 49 hoặc 100 ngày. Cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, ống nguyện nóng là ngạ quỷ, bàn chân nóng là súc sanh. Bây giờ anh để chọn cái gì? Chắc chắn là chọn gì biết rồi. Bàn chân phải không? Chúc mừng. Bây giờ còn ăn chúng sanh là bàn chân thôi. Chắc chắn là chọn cái đó rồi, bởi vì mình không nói ra. Mình chọn cái đầu nhưng mà cái miệng vẫn nhai chúng sanh. Thì làm sao mà cái đầu nóng được? Cái nhà này của ai? Cái nhà này của ai? Mình đem cái điều gì vô cái nhà này để làm ô uế cái chánh điện của người ta? Rồi bỏ bao nhiêu cái thứ kinh khủng nhất, cho là bổ nhất á, làm dơ ra cái chánh điện của người đang ở trong nhà mình. Mình cho là thương cái nhà không sao? Mình đang bạc đãi cái chánh điện của người ta, mình đang bạc đãi sự thiêng liêng đang ngự trị bản thể, thì mình lúc nào cái miệng nói Phật tại tâm, tâm tại thân, thân cùi. Ăn tầm bậy mà không cùi sao được. Vậy mà đòi đầu nóng, nóng sao? Cái mong đích nóng thì có. Bây giờ muốn cái gì nóng? Chết rờ lẹ 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 coi, chết cha cái bàn chân nóng, như tụi con ở lại lại niệm niệm lẹ lên cho cái lên trên ngực cho mẹ đi. Tại sao thầy nói những điều này? Bởi vì đệ tử thầy á, nó đã có xảy ra rồi đó. Mẹ nó chết cái đầu gối nóng, cả nhà xúm lại niệm mấy tiếng đồng hồ cái ngực nóng. Bởi vì con cái trong nhà cộng nghiệp với cha mẹ, ông bà, anh chị em, nên con cái có quyền đứng bên cạnh niệm Phật tụng kinh cầu cho mẹ mình chuyển nghiệp, thì mẹ sẽ không chết xuống cái đầu gối là địa ngục đó. Mà địa ngục ở trên thế gian này chẳng phải trong cái lỗ đen thùi, nhưng mà nó tối tăm nó bên cạnh mình luôn. Sống trong thế gian này cũng địa ngục chung quanh mình không à. Thật ra khi mà cái đầu gối mẹ nó nóng, nó niệm ria cái lên cái ngực. Rồi một tuần sau có một huynh đệ, cha nó chết vậy, cái bụng nóng hổi, cả nhà xuống lên niệm riết cái mặt nóng.
chứng tỏ rằng là chúng ta là con cái, là cộng nghiệp với ông bà cha mẹ. Mình có quyền giúp đỡ ông bà cha mẹ, mình chuyển nghiệp ngay cái lúc cận tử nghiệp. Rõ chưa? Cho nên mình lập cái bàn án, mình tụng kinh là đương nhiên mình có quyền làm điều này. Nhờ thầy làm, trung đạo làm chưa chắc đã được. Bởi vì tình thương của trung đạo dành cho cái người thân trong nhà, nó không bằng con cái cha mẹ ông bà. Thầy chỉ làm theo cái nghi thôi, đúng không? Muốn để trả tiền thầy làm. Thầy nói cho thầy không bao giờ nhận đi đám ma, đám dỗ, đám cúng gì, thầy không có dám nhận. Bởi vì nhận mà không làm nên chuyện á, là nó bu mình, nó cắn, cuối đời nó cắn chết luôn á. Quân đệ tưởng một cái thức nó không có răng, nó cắn đau nhột thế mà có nội ngủ không được á. Thiệt đó, nó tụ quan gia nó độc lắm, nó biết chỗ nào nhột, nó cắn nhột không ngủ được. Rồi tối nằm la không à. Nó hay lắm á, đòi nợ hay lắm á, chứ không phải bình thường đâu. Sáu đen đòi nợ mình nó chém là xong, còn tụi kia không có. Nó đâu có răng đâu, nó cắn nhột lắm nha. Tưởng tượng đi, đâu ngủ được. Mà bệnh gần chết mà ngủ không được, khổ lắm, la hét không à. Bây giờ muốn quan gia trái chủ bu đeo đòi nợ mình á, tiếp tục ăn chúng sanh làm những điều không tốt lành đi, chuyện chọn lựa huynh đệ chúc mừng. Còn muốn cái đầu nóng phải sống sao, hỏi thì trả lời, thầy chỉ cho. Còn muốn cái bụng nóng á, sanh ra cõi chiến tranh, cướp bóc, giành giật, đâm chém, làm đủ chuyện xấu xa, làm hận thù như khác là Atula đó, ngay trong cảnh giới mình luôn, đầy nhóc. Người nào mà thích gây lộn, thích hận thù chính là Atula trong cuộc sống. Nhưng mà mình không biết mình Atula, bởi mình nghĩ là mình con người thôi. Trong cảnh giới nào cũng có Atula cả, mà mình là đại diện cho Atula sống đó. Kiếm chuyện hả hở chút xíu, kiếm chuyện hở chút xíu, kiếm chuyện là nó đó. Còn tham lam mà làm chết người á, tham của người ta làm chết người á, là thành ngạ quỷ, cái cổ nhỏ xíu, cái bụng thừ lừ, muốn nuốt cũng nuốt không được, muốn ăn ăn không được, cái cổ chút xíu rồi thôi. Bụng bự thành ra khổ lắm á, khổ vô cùng vì cái tội tham. Tiếp tục đi, chúc may mắn. Thầy nói thẳng, nói thật, huynh đệ không sửa là chuyện của huynh đệ. Mà bổn phận thầy phải nói thẳng. Thầy đánh thức cho ông Phật con đang ngồi đây nè. Đã nói cái miệng, ông Phật ở đâu là biết trả lời liền. Nhưng mà có dám sống chung đâu. Sống chung sẽ thành Phật, nó uổng cái thế gian sao. Phải không? Người tu á, mình nói mình ăn chay, mới ăn được vài ba bữa, chúng sanh chạy ngang hai chân nhìn nó thèm. Sao tu nổi? Vậy mà đòi đầu nóng. Giờ muốn cái gì nóng nói đi. Cái đầu hả? Ừ, hỏi đi thầy trả lời cho con nghe. Thầy là người nói thiệt nha, thầy rờ trên dưới trước khi ngày nào cũng phải rờ coi cái chỗ nào nóng nhất. Mình phải sửa soạn con đường mình đi chứ. Tu mà tu là phải chuẩn bị hết à. Cái này nóng là rờ là đã là được rồi, tiếp tục. Anh có thể là người công giáo, thầy nói đi lại câu chuyện này hoài, bởi vì nó là một cái chứng nghiệm lớn nhất trong gia tộc. Ảnh là người công giáo. Tụi này có đi cúng chung với thầy nè, đệ tử thầy cúng chung với thầy á. Ảnh bị ung thư gan, ảnh cứ lau rên rỉ la hét không à. Khi đem ở nhà thương về ảnh còn rên á, đau quá thầy ơi, đau quá thầy. Mình nói nhỏ lỗ tai ổng đó, anh yên tâm đi. Anh chết đi thầy lo cho anh, không thiếu một cái gì, anh chỉ niệm cho thầy câu Nam Mô Di Đà Chúa là được rồi. Nam Mô Di Đà Chúa, nghe chưa? Gật đầu, nghe chưa? Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa. Ừ. Ổng gật đầu đây thiệt. Cái miệng mình hay lắm á, mình tụng kinh từ phàm khẩu đúng không? Ăn tầm bậy nó tầm bạ là phàm khẩu. Mình tụng thời gian thành thiện khẩu. Tụng thời gian nhiều nhiều năm thành thần khẩu. Tụng nhiều vô thành thánh khẩu. Tụng thiết là nhiều cả cuộc đời là Phật khẩu. Nước miếng mình ngọt, nó thơm ngọt, gọi là cam lộ đề hồ. Thì cái miệng mình nói là có Phật lực, nói vô lỗ tai ổng. Cái thức của người bệnh nó rất là cạn, rất là mỏng mảnh. Chứ mình nói bằng Phật lực đi vào cái lỗ tai, xong rồi nó đụng vào cái tâm thức của ảnh. Tâm thức anh sẽ lặp lại Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa. Thì mấy ngày sau ổng kêu vợ ổng lại, nói hey, 5 ngày nữa tao chết. Thì đúng 5 ngày sau cũng tiếp tục Nam Mô Di Đà Chúa. Vậy mà khi chết á, thì ở Vĩnh Long á, vợ ông gọi là thầy ơi, chồng tôi mới chết. Chị rời coi cái nào nó nóng nhất nói cho thầy biết. Thì rời xuống bàn chân nó lạnh, rời riết lên cái đầu. Cái đầu nó đang nóng mà nó nhịp. Nó nói thầy ơi, cái đầu đang nóng nhịp. Nó bỏ thầy ra liền, đang ra khỏi cái đầu. Huynh đệ biết là cái người này á, là cái Chúa, lúc nào cũng Chúa. Bây giờ ông là công giáo, thầy anh ruột của thầy, anh thứ năm của thầy á, là thầy thứ bảy. Là ông đi đó, đi đâu? Huynh đệ biết rồi. Khi mà nhất tâm bất loạn, một ngày đến bảy ngày sau, nhất tâm bất loạn, thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Ông anh thầy không những mà 7 ngày mà tới 10 ngày vẫn là Nam Mô Di Đà Chúa. Tại sao? Vì ông lắng nghe được cái tiếng niệm của mình trong cái tâm thức của ổng. Tâm thức lặp lại như một cái máy vậy đó. Lúc đó cái đầu ổng rất là sạch. Thì
Khi mà chết, cái năng lượng của cơ thể mình là cái sự sống đó, nó đưa hết trên đầu nó bước ra khỏi đây, là nó đi theo cái dòng điện đó, cái luồng năng lực đó. Còn nếu mà mình sống tầm bậy tầm bạ, nặng trược quá, mà cái đầu của mình nó nhiều quan gia trái chủ quá độ, cho thấy họ thôi, rồi bắt đầu nó tuột xuống bằng chân, làm cái ra hai bằng chân là mình biết đi đâu rồi đó. Bây giờ vấn đề chọn đi đâu, quyết định âm thầm, đừng nói ra thầy mắc cỡ đó. Nói đi, thầy mắc cỡ giùm. Muốn đi đâu? Đi lên đâu? Chỗ nào trên đó để đi nè mới quan trọng. Đó, bây giờ hỏi đi đâu? Tiến lên đâu biết tiến lên à, tiến lên đi biết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu đâu thấy gì đâu, nhưng mà cũng biết tiến lên hàng đầu. Lên bắn chết cha hết cả đám. Tiến lên hàng đầu nè. Tiến đi. Đi đâu? Đâu biết đi đâu. Đi Tây Phương biết chỗ nào, phải không? Như Cực Lạc không biết ở đâu luôn. Bây giờ thầy hỏi Tây Phương ở đâu, đưa địa chỉ đây, điện thoại để tao liên lạc. Không có. Làm gì có địa chỉ liên lạc, đi về xứ đó, đi phải biết chỗ đi chứ. Người tu mà đi mù đi mò thì còn gì, vừa tới lọt xuống hố hết rồi. Tu mù tu mò sẽ lọt chung với một hố. Cho nên nói về Tây Phương phải có địa chỉ, có số điện thoại đi liên lạc cái ông chủ ở đó coi có chấp nhận mình hay không. Con làm đơn xin việc làm nè, ông cho tôi địa chỉ, tôi tới tôi phỏng vấn. Ông nhìn mặt mà nó khỏi tới. Nhìn mặt thấy gớm rồi bị phỏng vấn làm gì? Tại vì ông có điện thoại huynh đệ thử liên lạc coi. Bây giờ nó con xin phỏng vấn việc làm, con lên làm người ở trước được chưa? Nó đừng có nói là vô đó mà ở chung nhà với ổng. Phải không? Mới niệm dài 3 năm mà tánh tình còn thấy mày gớm rồi đi, vãng sanh Cực Lạc. Thầy nghe thầy phát nhột. Tánh tình vẫn còn thấy mà gớm, mở miệng là chửi người ta rồi, hơn thua rồi, đi đâu? Đi đâu? Huynh đệ niệm Phật đến bao giờ mà cái miệng mình cười gặp ai cũng thấy thương, cũng dễ thương, lúc đó huynh đệ có cơ hội cái đầu nóng đó. Chừng nào mình nhìn thấy mọi người mà cái lòng thương mình giống nhau, người nào muốn cho tình thương một cách nhẹ nhàng mà thực sự là thật lòng thương người ta, hy vọng cái đầu nóng, cái mặt nóng, cái ngực nóng. Từ phần này trở lên là tâm linh, phần này xuống dưới là địa ngục vật chất. Người mình nó có 7 điểm. Điểm thứ nhất đó gọi là luân xa 7, luân xa 6, luân xa 5, luân xa 4. Luân xa 4 này là từ tâm. Nếu huynh đệ tu mà cái ngực mình nó nặng, khó thở mà nó tức quá, có nghĩa là cái lòng từ bi huynh đệ còn quá hạn hẹp, cho nên luân xa 4 nó không mở được. Mà luân xa 4 trên luân xa 7 nó là luân xa tâm linh. Còn từ 3 trở xuống dưới bao tử, dưới cái đan điền, dưới xuống này đó là vật chất. Cho nên người nào mà về vật chất quá nhiều, mình cái bệnh phần díu người đàn bà rất là nặng, đàn ông cũng vậy. Còn ngược trở lên đây, mỗi một luân xa nó kiểm tra một bộ phận trong cơ thể. Chúng ta nếu sống đời sống tâm linh cao cả đó, thì luân xa 4, 5, 6, 7 tự động dần nó sẽ mở dần lên. Còn ông thầy nào nói con thầy sẽ mở luân xa cho con được, mình có lực mở luân xa cho ta được, nhưng mà về tới nhà nó không sống theo cái đời sống an lạc hạnh phúc đạo hạnh đó, thì tự động nó đóng lại. Nên người tu có nhiều cơ hội mở luân xa 4, 5, 6, 7. Còn tất cả tu không đúng, người thế gian cũng vậy, là những luân xa này đóng lại, mình sẽ sanh bệnh tật và tánh tình mình không phát triển được. Trong cơ thể mình có nhiều điểm đặc biệt như vậy. Chúng ta sống thực sự là yêu thương bá tánh sanh, nghĩ thiền làm lành tụng kinh thì chú không ngừng nghỉ, ngày đêm sáng tối đi đứng nằm ngồi đều tưởng nghĩ tới Phật, thì có cơ hội đi là cái đầu nóng, cái mặt nóng hoặc cái ngực nóng. Còn khi rời cái mông nóng là biết đi đâu thì không biết, thầy chưa biết tới chỗ đó. Dạ, A Di Đà Phật. Để thầy nói không bao giờ dấp. Thì cái bài hôm nay là phải nói để con đệ phải thức tỉnh. Thầy tới đây nó nhiều lần rồi mà cũng chứng nào tật đó, hỏi bệnh hoài. Gặp mặt thầy là nhăn cái mặt ra giống đòi nợ vậy đó. Thầy rất là hạnh phúc, rất là hoan nghỉ gặp huynh đệ, chào thầy nói con rất là vui để gặp thầy. Thầy nói thầy rất là mừng để gặp con. Thì hai bên gặp nhau còn chia sẻ được, mình chia sẻ những cái an lành hạnh phúc của mình, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái cười của thầy. Huynh đệ ngồi gần thầy một tiếng đồng hồ, huynh đệ cũng vui nữa, rất là vui. Thầy bảo đảm làm được điều này, bởi trong lòng thầy chẳng có cái gì để làm cho huynh đệ phiền hết á. Đệ tử thầy nó gặp thầy là cả ngày chỉ biết cười thôi, bị đứa nào nhăn thầy sẽ chửi tan nát cuộc đời của nó. Nó đem cái nhăn tới cho thầy à, đâu phải cái thùng rác công cộng. Thầy bảo đảm huynh đệ ai buồn thì buồn, tới gặp thầy một tiếng đồng hồ sau là sẽ hết buồn. Nhưng mà ra khỏi cửa nhà thầy cái chuyện đó của nó nha, còn trong cái chỗ khu vực thầy nó phải chấp nhận vui. Bởi vì nó không muốn buồn cũng không được nữa, muốn nghĩ bậy cũng không nghĩ bậy được, muốn hỏi thầy phải ghi xuống giấy, không chịu ghi gặp thầy là quên. Như vậy luôn đó, thì thầy cũng còn quên mà, thầy quên còn kinh khủng hơn nó nữa. Đứa nào cười la vậy? Cho nên chúng ta đi vào thế gian, chúng ta sống
để trả nghiệp, rồi tiếp tục tạo nghiệp, rồi vay nghiệp. Chúng ta tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để tiếp tục cùng tạo nghiệp. Hãy chống đối thù hận là tạo nghiệp. Yêu thương huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau là mình giúp đỡ để hoàn tất nghiệp. Cho nên chúng ta bệnh tật nhiều ít cũng do mình từng tạo tác trong quá khứ. Thân thể mình ốm đau bệnh tật nặng nề. Tại sao một người cũng cùng tuổi mình họ vui vẻ thoải mái cùng mình lại bệnh? Hỏi lại coi cái cách sống như thế nào? Mình phải sống như thế nào để cho mình có cơ hội khỏe mạnh? Phải biết chăm sóc cái thân này bằng những tư tưởng tốt lành, những lời nói tốt lành, những hành động tốt lành, thì cơ thể mình có nhiều cơ hội khỏe mạnh. Tại vì á, tướng tự tâm sanh, nếu tâm không an lành á, thì tướng không được an lành. À, cái mặt mình, trong lòng mình đau khổ thì mặt mình sẽ buồn. Đau bệnh thì mặt sẽ nhăn. Nói chung là tướng tự tâm sanh. Trên cái tâm mình an lành, chừng an lành nhiều nhiều nhiều, cực cực an lành á, mình đã nằm trong cảnh giới Niết Bàn ở tại thế gian này á, thì người mình rất là khỏe và trong sáng. Thì mong rằng huynh đệ tiếp nhận sự chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta cùng tiến hóa với nhau, để cho giúp đỡ cho mình bớt đau khổ, bớt bệnh tật. Tại ra phải ngồi xuống, nghỉ thiền làm lành, tụng kinh trì chú. Tụng kinh trì chú để giúp đỡ cho cuộc đời mình thoát nạn, thoát khổ, giúp đỡ gia đình mình bớt phiền não. Nên việc làm huynh đệ là sao? Là làm ngồi xuống tụng kinh, niệm Phật cho đời bớt khổ. Còn thầy chỉ là cái người kéo phụ một chút xíu mà thôi. Nếu huynh đệ nào muốn bớt khổ, bớt buồn phiền não, thầy sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ. Còn kêu thầy rước hết nghiệp, thầy không làm. Nếu còn ăn mặn, thầy sẽ nói một câu, thầy sẽ không giúp. Bởi thầy giúp khỏe xong về nhà, tiếp tục ăn mặn, tạo tác nghiệp. Thầy cho huynh đệ đó phương tiện tiếp tục làm ác, cho nên thầy sẽ không làm. Thầy nói thẳng. Còn nếu tu ăn chay, thầy sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ. Bởi vì cho người ta phương tiện tu là tạo đại phước. Còn làm cho nó khỏe hơn để tiếp tục ăn nhậu nữa là mình là đại họa. Cho nên thầy không làm. Mít lòng ráng chịu. Có vậy thôi. Còn đến với thầy, muốn hết bệnh, muốn khỏe là phải ăn chay tụng kinh. Để thầy bớt phải cực khổ với huynh đệ. À, còn ăn mặn thầy khó giúp lắm. Tại vì cái luồng, cái trược khí nó độc quá, nó mạnh quá, nó ra. Thầy để bàn tay vô, nó không có hút cái năng lượng an lành. Nó cứ đẩy đồ dơ ra không mà. Thành ra thầy để vô nó phí đi. Thầy điểm quyệt cho nó dội ngược ra. Bởi vì nó không có lòng từ đối với những người xung quanh. Chỉ biết mình thôi mới tạo tác nghiệp. Mình còn dùng chúng sanh nhiều. Có nghĩa là mình chấp nhận bệnh tật của thế gian. Có vậy thôi. Huynh đệ phải hiểu rằng là thịt của chúng sanh rất là độc. Bây giờ nó nuôi còn kinh khủng hơn, nhất là những cá biển, bây giờ đâu còn cá nữa đâu. Biển đâu còn cá nữa. Nó ăn tới trứng luôn, nó chích điện hết rồi. Bây giờ cá là cá nuôi, mà nuôi những cái gì độc nhất, để nó bự nhất, nó lẻ nhất, để bán, thì mình ăn cái gì? Mình biết rồi, phải không? Mình tự mình cho thuốc độc vào người mình, nhưng mà mình những le lưỡi ra khoái lắm. Tội nghiệp. Biết mà không sợ. Điếc không sợ súng. Điếc không sợ súng. Có nghe đâu mà sợ. Huynh đệ là vậy đó. Cà nông nổ bên cạnh không nghe nữa mà. Cái lưỡi này ngộ lắm. Có một tấc thôi. Hả thích rồi đó. Trong cái đầu mình nó có một cái tế bào rất là nhỏ. Nó gọi là cái memory cells. Đó là một cái tế bào ký ức đó, nó nhớ. Ăn thích quá là cái nó nhức cái vị này. Thấy gì đó. Là cái này nó ghi vô. Mốt ăn không trúng là nó nhăn cái mặt. Cho nên có gì mà không chúng sanh ăn, cứ bỏ miệng ăn đi, kệ nó, miễn no được rồi. Có là vui rồi, cho nên ai cho ăn cũng cảm ơn hết á. Nhớ không? Rồi ăn tầm bậy bạ vô mút bệnh kiếm thầy, thầy biết thầy không có nhận đâu. Rồi chưa kể mà nói bây giờ mà, còn hiệu tu lo cho mình á, nợ quan gia trái chủ của Huyền Thất Tổ bà cho siêu hết đi. Rồi mình cũng siêu luôn, khỏi để lại gánh nặng cho con cháu của mình. Nếu mà không có làm mốt bị gì, đừng có kêu thầy tụng tam thời hệ niệm giúp đỡ đâu á nha. Thầy không có đi đâu á. Thầy biết trong đám có cái đứa đám này trong đó, thầy không có đi tam thời hệ niệm đó. Mắc công nó đứng ké vô trong. Đúng không? Rồi nhờ thầy tới cúng cầu siêu đừng có hồng. Thầy biết trong đám nó có 5-7 đứa mà biết thầy mà còn nhờ thầy cầu siêu á, thầy tránh cho nó ra. Thầy cho nó lãng giảng cho nó biết mặt. Thầy có khả năng đó, đừng có tưởng. Bây giờ biết đi chưa? Đi đâu? Đi đâu đây? Đi đâu là biết đi đâu? Về đâu? Đó, về đâu nè? Niết bàn ở tại thế gian. Tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. Không đi đâu xa đó. Đang vui vẻ hạnh phúc với nhau á.
đưa tiền vô chi không đều, đập đầu vỡ đầu là địa ngục rồi, thấy chưa? Mới phút trước là niết bàn, vừa quay lại cái địa ngục tức thì. Sống làm sao đi, giây phút nào cũng là vui vẻ hạnh phúc là niết bàn. Thầy lặp lại cái câu này, thầy lặp cũng phải 100.000 lần rồi đó, phải không? Huynh đệ là người niệm Phật tụng kinh hiểu rồi, thầy hỏi đi hỏi lại trong bao nhiêu cái dĩa đây, thầy đánh thức huynh đệ nào chưa nghe phải nghe Phật A Di Đà là ai đó. Ừ, câu này là biết rồi đó. Phật A Di Đà là ai, nói lớn lên. Thầy có làm Phật A Di Đà chính là ta, ta chính là Phật A Di Đà, phải không? Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà, khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Vậy này đi đâu? Ông Phật này không chịu sống trong an lành hạnh phúc thì ông Phật đang bị chôn trong cái địa ngục của trần gian. Còn nếu ông Phật này sống với cái tâm an lành hạnh phúc chân như chư Phật thì ông này đang sống trong cảnh cực lạc của Niết Bàn. Đi đâu? Địa chỉ nằm ngay đây nè, cần gì phải gọi xa. Gọi điện thoại ra kia là trật rồi, gọi vô trong này luôn, khỏi cần điện thoại cầm tay. Hello! Ngồi dậy đi ông cụ. Nói thẳng với cái ông này nè, ông chủ nhà này đó. Ông là chủ nhà, còn cái này là phương tiện của ông để tiến hóa thôi. Nếu mà không chăm sóc cái phương tiện của ông mà nó nghèo nàn á, nó bệnh tật á, nó gãy ngã giữa đường. Nên cố gắng giữ cái phương tiện này cho trong sạch, mạnh khỏe đi. Thì phương tiện tu học mình rất là cao, rất là dài, rất là rộng. Nhưng phải biết chăm sóc căn nhà của ông thì phương tiện tu học mình rất nhiều. Cho nên mình tiến hóa rất là lẹ. Bây giờ biết mình là ai chưa? Phải sống sao cho cái đầu nóng chứ. Biết sống rồi phải không? Tự lo đi. Phải không? Còn kiếm thầy làm gì nữa? Cho hết rồi, có gì nữa đâu, đưa hết nãy giờ rồi, không xài được nữa thôi. Thiệt là uổng công ngồi nói chuyện. Bây giờ biết rõ ông đó ở đâu chưa? Biết Tây Phương đâu chưa? Ông Phật có tên gì? Cũng thế gian đặt thôi. A Di Đà Đạo, A Di Đà Đạo, A Di Đà Đạo, A Di Đà Chúa, A Di Đà Chúa. Nói ông anh thầy đó, A Di Đà Chúa đó, A Di Đà Đạo. Tên gì con? Con tên gì? Hả? Nhi hả Nhi? Nam Mô A Di Đà Nhi. Phật A Di Đà chính là ta, ta chính là Phật A Di Đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ cõi ta bà, khi chứng ngộ đại đông là Tây Phương Cực Lạc. Vậy này xin đi đâu? Đi không có địa chỉ, không có nơi trốn, không có hướng đi. Mà lúc mà gần tưởng thử nghiệp á thì ma quỷ nợ nó đòi đầy nhóc, là có biết đường đi không? Lúc đó hả, lái xe lấy ẩu lái bậy á, đuổi vô chỗ khác còn có chuyện nữa. Mình lái cái này đi đâu? Phải không? Nếu mà không tỉnh thức lái được không, cái thằng say rượu lái xe sẽ tạo tai nạn đó. Còn chưa kể cái nhà này nó gần đi rồi mà lái tầm bậy thế nào cũng chui xuống cái lỗ kia kìa. Làm sao mà đi về Tây Phương được, không có địa chỉ sao đi? Phải có cái bản đồ chứ, Tây Phương ở chỗ này nè, số mấy đường gì? Nắt đâu thấy đường đâu mà nhìn. Bản đồ có sẵn mà không, mò không được sao lái, không đụng tạo tai nạn đó. Trời ơi, trên con đường biết bao nhiêu chướng ngại vật, lái đi đâu? Phải không? Lúc đó xỉn quá độ rồi, cái xỉn của nghiệp lực ở đâu thấy đường, lái là ủi tầm bậy tầm bạ đó. Phải không? Muốn đi nữa không? Thôi ở nhà với ông này cho chắc ăn. Ông này là tất cả đó. Huynh đệ bỏ ông này rồi huynh đệ mất tất cả. Huynh đệ mà rời xa ông này rồi huynh đệ không có một ông Phật nào khác hết. Huynh đệ mà còn ngồi thiền tụng kinh mà thấy Phật đứng trước mặt là chưa thiệt đâu. Chỉ nào huynh đệ thấy cái ông mà đang ngồi đây mà thấy ông đứng trước mặt mình là ổng, hai người đó, ông đó mới là thiệt đó. Mà pháp thế gian nó gọi là pháp thân. Còn cái người ngồi đây là báo thân của ổng, còn nghĩa là cái nhà của ổng, ổng đứng trước mặt mình. Khi huynh đệ mà gặp cái ông đó đứng trước mặt mình là mình rồi đó, nhiều lần rồi đó, mình chấp nhận ông này là ông thầy của mình, là ông Phật của mình á. Từ đó thì quý vị sẽ không bao giờ gặp ông Phật nào khác ngoài ông Phật của mình ra. Lúc đó mình mới thực sự là đã nhìn thấy Phật tánh của chính bản thân mình. Tu làm sao tu? Nhìn được pháp thân của mình còn có nghĩa là mình nhìn được Phật tánh của chính mình. Muốn được như vậy, cái tâm của mình phải thật là an lành hạnh phúc tuyệt đối, mình mới có cơ hội nhìn được Phật tánh của chính bản thân mình đang ngự trị trong bản thể mà thế gian gọi là báo thân đó. Bởi vì chính cái đó là pháp thân của mình. Mà người tu khi nhìn được pháp thân còn có nghĩa là mình có cơ hội sẽ nhìn được đại ngã của mình là Như Lai. Bởi pháp thân chính là quyền năng biết được Như Lai. Quý đệ thấy chưa? Rồi tu kiếm ai? Kiếm ở đâu? Bộ lên trên kia ngồi à, nhịp đùi cái uống cà phê, uống thuốc lá, cái lá sen héo qua cái niệm, cái nó tươi lên cái hút thuốc tiếp. Đỡ chơi à? Không bao giờ có đâu cưng, mơ đi. Mơ đi. Mơ cho nó vui vậy thôi. Bộ lên trên kia ngồi chơi cho đã đời, còn bá tánh như này sao? Hả?
đã là Phật rồi ha, đừng có hòng mà ở không một buổi, một giây, một phút, làm đầu tắt mặt tối mà không có lương đó, đừng có tưởng mặt, đừng có tưởng giỡn. Muốn đi là dễ lắm sao, đi đâu, rồi muốn làm nghề đó cũng dễ lắm sao, đừng có hòng. Phải sống như thế nào mới được ở chung với mấy đó người đó, rồi sống như thế nào mới được làm việc cho bá tánh chúng sanh, chứ phải là đụng chút xíu làm mệt mỏi, rên rỉ, nhằn nhằn rồi làm sao làm. Tụi con phải biết làm cho bá tánh sanh là không có một lời cằn nhằn nào hết. Có về nhà mệt mỏi làm thinh, chui vô cái bùn nước muối ngâm cho nó đã, xong ra niệm Phật tụng kinh cho nó hết. Không được cằn nhằn, không được nhăn mặt, không được than thở với ai hết. Đó là làm việc cho chư Phật là phải vậy đó. Phải chịu đựng cái đám khỉ đột này nè. Tụi nó đủ thứ hết trơn á. Gặp cười hẹ với về nhà, ai da trời đau. Ai mình gãi, mình ngứa mình gãi đâu nhờ ai gãi được. Trị bệnh nhiều quá về nhà mình mẩy ngứa phải tự gãi. Gãi không được ngâm muối cho nó hết. Mình ôm nghiệp của người ta mình bị mà. Phải không? Ai biết được mình bị cái gì, nhưng làm thinh làm tiếp, về nhà sạch sẽ xong mai ra làm nữa, làm hoài không ngừng. Đừng có tưởng lên kia rồi ngồi nhịp đùi hút thuốc cà phê rồi đánh bài tứ sắc rồi nó héo xong cái niệm tiếp cho nó tươi cái ngồi nữa, mơ chuyện tưởng tượng không à. Bây giờ biết niệm Phật đi đâu chưa? Giờ hỏi lại, muốn đi chỗ đen thù lùi hay chỗ sáng? Muốn cái đầu nóng hay cái chân nóng? Chân nóng chúc mừng. Thầy trả lời sẵn luôn đi, còn muốn cái đầu nóng phải làm sao? Tự biết rồi phải không? Cứ vay mượn chúng sanh nhiều vô đi, đầu nó sẽ nóng. Đầu nó chân cái đó, nó nóng. Bị gạt chưa? Còn đầu gối nóng cũng tốt lắm á. Ừ. Thầy nói đây huynh đệ, thấy nó là sợ luôn rồi, có cơ hội sẽ hết bệnh tật. Tại vì trong thịt chúng sanh á, nó nhiều độc tố ghê lắm. Mình ăn, bây giờ mình không có bị gì, nhưng mà con trong cái bụng mình á, nó sẽ bị đó. Nó bị nhiều lắm luôn á. Tại đứa nhỏ sau này, nhiều đứa nhỏ bệnh lắm. Vì cha mẹ nghĩ ăn thịt chúng sanh là bổ, thực sự mình cấy cái độc tố vô trong cái trứng của mình á, con mình nó sanh bệnh tật. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu sâu sắc điều đó đâu. Phải không? Chúng ta cấy thuốc độc vào những cái gen trong con người của mình á, mình cấy trong đó sẵn, khi đẻ đứa nhỏ ra nó sanh bệnh tật là lỗi của mình, không phải lừa đứa nhỏ, nó vô tội. Nhưng mà các ngài cho mình thấy điều đó là nhân quả. Mình phải học để mình giải trừ nhân quả của mình, nghiệp lực của mình. Thầy nói nãy giờ nói liên tục mà. Đội đệ chúng ta chia sẻ Phật Pháp là phải hỏi và nói chuyện với nhau. Hỏi bệnh cũng được, thầy sẽ giải thích tại sao bệnh. Thầy sẽ chỉ cho huynh đệ tự giải bệnh. Chúng ta chia sẻ Phật Pháp cho nên phải nói qua nói lại, đàm đạo với nhau mình mới giải quyết được vấn đề học. Cái gì là Phật, thầy nói đã đủ rồi đó, tới đây là cạn. Nghiệp chướng và bệnh tật hả, mình tạo tác nhiều trong cuộc sống thế gian từ nhỏ tới lớn thì chắc chắn quan gia thế chủ đeo đòi mình. Mình càng tệ, càng lúng lớn càng tệ. Sanh bệnh tật, bệnh nhiều bệnh ít do nghiệp nhiều nghiệp ít. Nặng nhẹ do nghiệp nặng nghiệp nhẹ. Tất cả chúng ta đều sống trong cái cõi ta bà này là đều phải bị luật nhân quả kiểm soát từng giây từng phút từng giờ từng thở ra vào, từng hành động từng lời nói từng cử chỉ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta phải biết rằng là mình luôn luôn bị quán xét bởi luật nhân quả của vũ trụ. Cái gì thiếu thì bổ vô, cái gì không đúng thì chỉnh lại. Tôi sửa tôi bổ tôi chỉnh mà, thấy không? Ông huynh đệ đem hết trong nhà mình ra, bệnh gì đem tới đổ vô thầy, sao chịu nổi? Thầy đâu phải là cái nhà kho chứa bệnh tật đâu, phải không? Chứ nghĩa là thầy huynh đệ là bệnh tồn kho, đem cái kho đó đổ vô cho thầy, làm sao thầy chứa nổi? Cái nghiệp lực nó đeo đuổi mình. Hôm nay thầy xin phép thầy chia sẻ với huynh đệ bệnh tật và nghiệp chướng, hai cái này nó liên quan đến nhau. Bệnh tật và nghiệp chướng, đây bài này bài thứ hai đó, phần hai. Thực sự huynh đệ chúng ta sinh ra, khi ra khỏi mình người mẹ rồi đó, là mình đã có sẵn cuốn sổ đời của mình đó. Thật ra đứa bé nào cũng vậy, 99.9% tất cả đứa bé đều đẻ ra hai bàn tay nắm cứng thế này nè, đúng không? Mình mở nó ra rồi nó nắm cứng lại. Khi sinh ra, huynh đệ có cái gì trong tay không? Rồi khi nằm thẳng cẳng, nín thở, tim ngừng đập gọi là gì? Có cầm gì theo không? Có cái lòng tham dục, cái nghiệp xấu, nghiệp tốt. Còn vật chất thế gian không thể nào đem đi được. Vật chất thế gian mình ra mình hưởng dụng xong mình để lại. Rồi tiếp tục mình tiến hóa. Một là mình cầm theo cái thức nghiệp
thiệt là xấu cho cuộc đời mình, hai thì cầm theo cái thất nghiệp thiệt là tốt cho cuộc đời mình trong cái kiếp tới. Đừng có nghĩ rằng là chết là xong, chưa. Những gì mình tạo tác trong lúc sinh tiền, luật nhân quả đã giữ trữ lại một cái kho lưu trữ hồ sơ. Khi mà mình bắt đầu trở về cái nhà mới, vừa đẻ ra khỏi mình người mẹ là không có cái gì, bàn tay cũng không có gì, nhưng mà trong lòng bàn tay này nè, nó có cả một cái thức nghiệp tốt và xấu, ác và thiện, hiền và dữ đều nằm trong này hết. Thành ra lâu lâu để ý đứa nhỏ đi, huynh đệ để ý con mình đi, nó mới biết ngoan ngoe ngoe mà nói chừng 5-7 tháng vậy đó, nó dở bàn tay ra, nó cười mình nó thôi, là thấy cuộc đời thằng nhỏ này là đỡ khổ rồi đó. Còn đứa nhỏ mà dở bàn tay nhìn là khóc hoài, khóc hoài là biết thằng này nó sẽ khổ. Huynh đệ phải để ý đi nha. Mà khi ra cửa, khỏi cửa người mẹ rồi đó, là bao nhiêu, khi mà có vợ, có chồng rồi đó, thì bắt đầu cái nghiệp bắt đầu nó đổ vô. Còn lúc từ nhỏ tới lớn á, nó chỉ biểu lộ khoảng chừng 60-70% của cái nghiệp cũ ngày xưa thôi. Nhưng mà khi bắt đầu lấy chồng, lấy vợ là bắt đầu nghiệp nó sẽ nở ra. Mình sẽ hưởng tất cả những gì mình từng tạo tác trong quá khứ. Và trong lúc từ nhỏ tới lớn mình sống khi có vợ, có chồng, nó sẽ nở tùm lum ra hết. Rồi trong lúc mình sống á, cái đầu mình nghĩ tầm bậy, cái miệng nói tầm bạ, cái thân làm tùm lum tà la chuyện á, thì mình tạo tác trong lúc còn sống vẫn trả cái nghiệp mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Rồi mình bắt đầu sống trong ngày để tạo tác cho nghiệp ngày mai. Tức là chúng ta tạo tác nghiệp lực không ngừng nghỉ, từ đời này qua đời nọ tới nữa, không bao giờ ngừng nghỉ. Khi mà bắt đầu nó quá lớn rồi á, nó xảy ra bệnh. Rồi chưa kể con mình nó lại mang cái bệnh, cái nghiệp của chính mình, bởi nó với mình cộng nghiệp với nhau, lại tiếp tục nó ra đời để mình nhìn thấy cái sự đau khổ của nó, để mình đau khổ. Cái đó là nghiệp của ai? Mình đau khổ chứ nó biết gì đâu, phải không? Nó bị đó. Ai đau khổ? Cha mẹ đau khổ. Tại ra người cha mẹ vì nhìn cái sự đau khổ đó, để phải ngồi xuống mình tụng kinh, niệm Phật cho miên mật, để bản thân mình tự chuyển thức, chuyển hóa cái nghiệp lực của chính mình. Khi mà đứa nhỏ nó khỏe, mình vui, có phải là nghiệp của mình không? Thì nó bệnh, mình đau khổ mà, là nghiệp của mình, đâu phải của nó. Bởi vì nó đâu có biết gì đâu, nó ra để nó đòi nợ mình đó. Vậy khi ông bà cha mẹ quay lại đòi nợ xưa, bạc đãi ông bà cha mẹ quay lại đòi, nó phải trả thôi. Nhưng mà chúng ta không ý thức được điều này, chúng coi như cái chuyện bình thường. Không có bình thường đâu. Chúng ta còn dính líu tới nhau nhiều lắm. Gặp nhau một là đòi nợ, hai là trả nợ, ba là tiếp tục gây nợ. Rồi để một đống nợ đi kiếm thầy trung đạo. Trời đất ơi. Trung đạo nó phải là như chứa nợ. Chúng ta phải hiểu. Hả, cái nghiệp nặng á, thì trước sau rồi cũng té xuống bệnh à. Nghiệp nhẹ thì còn tà tà chơi được. Nặng nhẹ là bệnh nhiều, bệnh ít. Bệnh nặng, bệnh nhẹ là do cái nghiệp mình tạo tác trong quá khứ, trong hiện tiền. Rồi cái quả của ngày mai là do những gì mình đã từng tạo tác trong ngày hôm qua. Bởi trong lúc đang sống đây là mình tạo nợ, phải không? Còn mình ngày hôm qua là vay nợ, bây giờ tạo nợ, ngày mai là trả nợ. Cho nên thầy viết câu là vay nghiệp, phải không? Trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi sinh tử luật không sai. Đó. Ai là chủ nhân của nghiệp? Ai chủ nhân là nợ? Mình. Tất cả chúng ta đều là chủ nhân sản xuất những điều xấu, tốt, thiện, ác, hiền, dữ. Chúng ta là chủ nhân. Nên khi gặp cái chuyện nghịch cảnh, chướng duyên, hãy vui vẻ mà nhận nó. Bởi mình phải ý thức rằng nó chính là con đẻ của mình trong quá khứ. Cho nên cười ra nước mắt đi, cười ha hả nhưng mà nước mắt vẫn chảy, nghe không? Cười là nó về lẻ quá, khóc là bởi vì nó ghê quá. Cho nên để đừng có làm nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục làm, phải không? Có chuyện bình thường. Chúng ta coi thường luật nhân quả quá, cho nên chúng ta tiếp tục tạo tác. Nếu huynh đệ hiểu luật rồi đó, thiệt huynh đệ á, như đây nè, sợ thế bà cố nội, nó ra trước con mắt mình không à, mình thấy đó rõ ràng luôn à. Huynh đệ chưa có chứng kiến những cái bệnh khiếp khiếp lắm luôn đó. Thầy thấy mà, không lẽ bây giờ thầy lấy phép màu thầy xóa cái mặt nó luôn cho rồi. Nhưng mà mình làm vậy mình sẽ dính vào luật nhân quả, mình xía vào nghiệp của bá tánh chúng sanh. Chúng ta không ai được phép nhúng tay vào chỉnh sửa và chuyển hóa nghiệp của huynh đệ chung quanh mình. Dù có cách là giúp họ ngồi xuống tụng những gì mà mình đã có kinh nghiệm, mình chỉ cho họ, tự họ tụng, họ rửa những gì mà họ từng tạo tác, sám hối cho thiệt là miên mật sám hối, thì mình mới mong rằng là mình chuyển hóa được nghiệp lực mình từng tạo tác trong ngày hôm qua.
Có rõ không? Rõ chưa? Để chúng ta huynh đệ tới thầy, thầy rất là hạnh phúc khi gặp huynh đệ, gặp thầy thầy rất là hoan hỷ tiếp nhận. Nhưng thầy phải chia sẻ những gì cần thiết để huynh đệ phải làm, chứ không phải thầy làm hết. Nếu thầy làm hết thầy thành ai? Thầy người nhiều chuyện xía vào nghiệp ta bà, thì làm sao thầy sống nổi với cái nghiệp lực của huynh đệ? Nếu làm được chư Phật đã làm hết rồi, đâu có tới huynh đệ đứng đó mà hộ niệm cho thầy, phải không? Chúng ta có quyền giúp huynh đệ mình chỉnh sửa bằng cách là cả hai cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Người yếu nhờ người mạnh kéo phụ, nhưng mà đặc biệt là người yếu phải làm nhiều hơn cái người mạnh một chút, bởi nghiệp của mình mà đâu phải của ổng. Đừng có đưa tên tuổi với thầy rồi này, đừng có hòng mà bình an, bản thân thầy còn chưa an nữa nè. Thầy nó không tin thì thôi, ở Mỹ mà tới nhờ thầy túng cầu an á là 400-500 đô là thầy rất là an rồi. Thầy thấy số tiền ở mặt thầy tỉnh lắm, thì ngày mai có tiền trả tiền điện, tiền nước, điện thoại chứ, không an sao được. Còn nếu mà tới nhờ không là thầy bất ổn, nói mà làm thinh là thầy trong này rộn rộn nè, nó nói cái miệng không à, phải không? Nó cầm bao thư nó thầy cúng cho con làm liền thì khỏe lắm. Thực tế là vậy đó, thầy nói cái chuyện đó thôi chứ không phải bản thân thầy đâu. Thầy thì bắt đầu cũng ổn rồi, bây giờ thầy không mong chờ, thì mong rằng là muốn để gặp thầy rồi lụm một cái gì đó rồi về cùng tu chung với thầy, đó là một hạnh phúc nhất mà thầy được từ huynh đệ ban cho. Vài ba tháng sau lấy cái mặt đẹp vui vẻ lên là thầy mừng, bởi vì huynh đệ đã nhận được cái sự gia hộ của chư Phật, nên huynh đệ đẹp lên, khỏe lên, vui vẻ hơn. Còn khi gặp chưa gặp thầy á, thì mặt mày chầm dầm một đống, mặt xanh lè như chúng ăn của mình á. Gặp thầy rồi buông bỏ vui vẻ, đó là món quà mà huynh đệ cho thầy, thầy chỉ chờ như đó thôi á. Còn nếu thì gặp thầy rồi năm sau mặt còn tệ hơn nữa thì thầy đau khổ vô cùng, bởi thầy cho thuốc lộn người, vậy nó mới đau khổ hơn, đúng không? Cho lộn thuốc. Tại đó chúng ta làm việc chung với nhau để tương trợ giúp đỡ nhau, chứ không phải đến gặp nhau rồi đổ rác hết cho ổng, rồi cái ổng phải hốt rác cho mình, rồi cái ổng mình đưa tên tuổi để ổng cầu nguyện, còn mình ở nhà đi cà nhõng nhõng tiếp tục tạo tác nghiệp là sao? Thấy có công bình không? Đâu có đâu, mình bóc lột tận tình luôn nữa. Coi như ổng là phải làm cho tôi, bởi vì ông là thầy chùa. Thầy mà làm chùa mà đâu có lấy tiền ai, phải không? Đừng có coi thầy tội nghiệp thầy chứ, thầy cũng là bá tánh huynh đệ mà, rõ không? Nhân tới thầy á, đừng coi như là gặp thầy là cái mặt thấy nhăn một đống vậy nè, coi như thầy phải lụm cho tôi đó, không tôi sẽ nhăn cả ngày hôm nay á. Tội nghiệp thầy chứ, ngày sáng vui vẻ của thầy là mất hết rồi. Tới huynh đệ giống như là tới rồi cái làm cho cái mặt thầy giống như huynh đệ, thầy làm sao gọi đến nói chuyện được. Nhưng mà đỡ cái là mặt thầy dày cho nên thầy không bị ảnh hưởng. Đừng có hòng mà đem cái buồn phiền tới mà làm cho mặt thầy rầu, không bao giờ có đâu. Thì nghe răng thầy cười tối ngày, đừng có hòng mà ảnh hưởng tới thầy. Cho nên huynh đệ với thầy, chúng ta hữu duyên đi gặp lại, những gì có thể chia sẻ được, trung đạo sẵn sàng làm hết mình, khả năng bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nhưng huynh đệ phải cùng làm với thầy thì chúng ta có thể gọi là giúp đỡ nhau chuyển hóa nghiệp lực được, chứ chúng ta không thể nào thò tay lấy của người khác được. Của người nào người đó xài, mà nhất là cái phần đó thì của người nào đó giữ. Tài sản riêng tư của bản thân mình từ bao nhiêu kiếp trở lại đây rồi, huynh đệ đừng có hòng mà mình làm giấy chuyển nhượng được nha. Đừng có hòng cho ổng là gọi là cái gì mà mình ký giấy cho ông này là toàn quyền quyết định đó, lầm to. Đúng chưa? Đúng không? Quá đúng luôn, đừng có mà mơ mà mộng. Đừng có ký giấy sang tên cho thầy rồi thầy xài thoải mái, không có cái chuyện đó đâu. Còn tất cả những gì huynh đệ cúng dường cho thầy, thầy nguyện sẽ tất cả những đó trở thành hưởng công đức, làm việc những việc mà huynh đệ sẽ không bao giờ người thầy làm cái gì, nhưng mà tất cả đều là công đức huynh đệ, cho thầy chỉ là làm công thôi. Thầy làm hết mọi chuyện, bản thân thầy thầy biết mà, thầy có nhiều khả năng. Huynh đệ chưa hiểu đâu, nói chuyện với thầy một tiếng đồng hồ trong điện thoại phải trả tiền cho thầy đó, đừng có bình thường. Thầy nói mấy tiếng đồng hồ không ai trả cho thầy xu nào. Bên Mỹ là sòng phẳng, muốn nói chuyện với thầy vấn đề tâm linh, nói chuyện với thầy một tiếng đồng hồ phải trả tiền. Nó vậy luôn đó, mời thầy tới nhà tụng đụng điểm cho người phải trả tiền, vì cái được người ta rất là sòng phẳng, hả, có làm là có tiền. Bên Mỹ nó gọi là thì giờ là tiền bạc, một tiếng đồng hồ tính tiền, một tiếng đồng hồ.
Nếu mà mình lỡ mình xui quá, mình nghiệp chướng nặng quá mà ở Mỹ á, không có bảo hiểm sức khỏe, cấp cứu mình ngày hôm nay ngày mai tính 16.000 đô một đêm. Thật ra ở Mỹ nó hỏi một câu là cái giường loại nào mắc nhất, thì người ta đưa là giường của nhà thương. Mắc lắm, nằm mỗi một tháng mà nằm mê man nó đút ống vô một tháng 1 triệu đô. Thích ở Mỹ không? Không thích. Bởi thầy đâu có mua bảo hiểm bao giờ đâu. Chính vì không mua bảo hiểm cho nên về Việt Nam ăn lá cây để ở bệnh. Bên Mỹ đó, đừng có tưởng đệ tử thầy á, nổi điên lên tim đập không được, chở cấp cứu 16.000 đô, không bảo hiểm tiền đâu trả. Thấy chưa? Đừng có tưởng bở. Cho nên huynh đệ, nếu không có nương vào Phật lực, khi trong gia đình chúng ta gặp chuyện đau buồn, bệnh tật, không có tiền bạc, chúng ta phải nương vào Phật lực, đặt hết niềm tin của mình vào chư Phật, trong bài tụng và cuốn bài niệm của mình, để mình nương vào cái năng lực thiêng liêng của các ngài hộ trì cho mình để mình vượt qua những cơn khốn khó. Cho nên các ngài mới có các vị gọi là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài nguyện, ngài lắng nghe tiếng kêu gọi của thế gian, sự đau khổ của bá tánh chúng sanh. Người nào đau khổ, khốn khó trong cuộc sống, bệnh tật, kêu gọi ngài, ngài sẽ giúp. Trung đạo nương vào cái lời nguyện đó, trung đạo sống cả cuộc đời này là hơn nửa đời người, thầy vẫn tiếp tục niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì cái gì thầy cần là thầy nói một câu là có. Hả, niệm nhiều năm quá nó trở thành một cái tự nhiên. Hả, tự nhiên tột đỉnh trở thành thiêng liêng. Thật ra thiêng liêng mở miệng là có chuyện sắp xếp. Rõ không? Bởi chúng ta không đủ niềm tin để bước vào Phật Pháp. Rất là cần niềm tin. Làm cái gì cũng phải có niềm tin. Cho nên các vị trước nói linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu mình không đủ niềm tin là mình làm cái trầy trật hoài, lời nguyện mình không bao giờ đắc thành. Còn hãy tin tuyệt đối, sống trong niềm tin, làm cái gì cũng thành. Bởi vì niềm tin cho mình tất cả những sự lạc quan, mạnh mẽ, cương nghị, hãy làm là được. Bởi vì niềm tin chúng ta nó còn bấp bênh quá, không có nơi nương tựa tâm linh, cho nên mình niệm mà mình cũng không có tuyệt đối tin tưởng vào lời niệm. Thầy nói một câu chuyện đơn giản mộc mạc thôi. Thầy chuẩn bị mỗi lần thầy về Mỹ là thầy làm ra tiền, còn ở Việt Nam này lụm tiền lẻ để rồi cho lại người nghèo thôi. Còn bên kia là thực sự làm ra tiền, bởi vì bàn tay thầy được giấy phép làm ra tiền. Thầy dám nói như vậy, lần đầu tiên thầy nói trước đại chúng, thầy có giấy phép khả năng làm ra tiền ở Mỹ. Cho nên thầy cầm cái tiền về đây, thầy đi đó đi đây cả năm trời vẫn còn không có hết. Bên cạnh đó huynh đệ còn phụ tay để giúp người này người kia. Chúng ta chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh khốn khó, lấy phương tiện làm ra tiền để làm phương tiện cho bản thân mình đi khắp nơi để làm việc cho anh em của mình. Mục đích chính của thầy là giúp anh em mình nhìn lại những gì mà nó từng tạo tác trong quá khứ, những gì mà mình đang đau khổ, đang bị cái này cái nọ kia, giúp cho anh em nhìn thấy được điều mình đang sống, đó sự đau khổ mà chúng ta phải dứt trừ nó bằng cách là ngồi xuống để tu, tự mình chuyển nghiệp của bản thân mình, chuyển hoàn cảnh sống của mình. Nếu không, huynh đệ sẽ không bao giờ thoát được cảnh khổ do chính mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Tất cả những gì hiện giờ chúng ta đang có, đang bị, đang được, đang hạnh phúc, đang đau khổ, đang bệnh tật đều là do từ thuở quá khứ mình từng tạo tác. Bây giờ mình phải chịu trách nhiệm những gì mình đã từng tạo tác. Rõ chưa? Chúng ta phải can đảm mạnh dạn nhận cái lỗi lầm của mình, ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho thật là miên mật tinh tấn, thì mới có hy vọng tiếp nhận sự gia trì gia hộ các bậc đã chứng đắc. Các ngài mới phóng quang tiếp điển để hộ trì mình tu học cho dỗ vô, để mình rửa nghiệp của mình, hoàn chỉnh sửa lại cái sống của mình. Đó đó mình mới có cơ hội thoát nạn, thoát khổ, thoát phiền não, hết bệnh tật. Rõ chưa? Cho nên niềm tin là tất cả. Niềm tin là tất cả. Các vị đi trước đã nói đó, have faith là tuyệt đối tin tưởng. Have faith in God, tin tưởng tuyệt đối vào Như Lai. Have faith and fear not, tin tưởng tuyệt đối mà không sợ hãi. Have faith and doubt not, là không bao giờ nghi ngờ vào sự tin tưởng của mình. Nhờ cái lòng tin tưởng tuyệt đối đó, mình mới giải trừ nghiệp chướng oan gia trái chủ, giúp đỡ của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên vạn linh trăm họ, rồi còn dính ở trên thế đất thì chưa được đào thai, được siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Lúc đó mình mới giải trừ được nhiều thứ đau khổ phiền não của mình. Bệnh tật mình dần dần nó sẽ hết. Rõ chưa? Tu là khoa học. Chúng ta phải tu khoa học, không được mê muội.
đừng có đau khổ ngồi xuống đó, thay vì mình khóc lóc than thở một tiếng đồng hồ, mình tụng không biết bao nhiêu biến đại bi rồi, bao nhiêu biến a di đà rồi, có phải không? Một tiếng đồng hồ mà rên rỉ than thở cho hoàn cảnh hiện tại bây giờ, mình tụng được không biết bao nhiêu biến rồi đó. Để thay đổi là cái cách sống, không có ngồi xuống rên rỉ nữa, mà ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho giỏi vô, để mình tự hoán cải, chuyển sửa, chuyển đổi cuộc sống mình hiện tại, rồi giúp đỡ con cái bên cạnh, giúp đỡ những người bà con thân thuộc mình trong gia tộc trước. Cho nên bổn phận chúng ta là phải ngồi xuống tu cho giỏi vô, để mình giúp cho mình có cơ hội thoát nạn, thoát khổ, rồi anh em huynh đệ bên trong nhà mình cũng có cơ hội hưởng được cái phước mình tu học, lúc đó họ mới có chuyển đổi được cuộc sống của họ được. Rõ không? Dễ hiểu không? Dễ hiểu chưa? Không có được rên rỉ nữa. Bây giờ phải chấp nhận nó là con đẻ của mình, cho nên mình phải đối xử với nó thế nào. Mình phải ngồi xuống mình tụng kinh cho đứa con mình nó bớt bệnh, trí tuệ sáng suốt, rồi tập cho con mình biết niệm Phật giống mình. Người cha mẹ mà để đức lại cho con là giúp cho con cái biết niệm Phật tụng kinh giống mình, mới để lại cái phước cho con mình được. Nó gọi là cái phước vô lậu. Còn nếu mình có tiền có bạc mình để nó lên nó ăn chơi cũng hết thôi, nó phá riết cũng hết thôi. Cái phước hữu lậu là vật chất, nó phá riết cũng không còn. Nếu không để phước âm đức lại cho con cháu thì không bao giờ cái phước này tồn tại. Phước âm đức là tồn tại lâu dài vĩnh viễn. Còn phước vô lậu tức là dương đức, ăn sẽ hết, xài sẽ hết. Đồng tiền với cái phước đó nó cùng một cái tính chất. Hả, mình hết phước là hết tiền. Hả, hết phước là họa vô. Mà họa vô là dậu đổ bìm leo, tức là khi mà ngã xuống một cái là bao nhiêu cái xu nó đổ đập lên mình, nó bệnh tật nó nhào vô, là không có tiền để bác sĩ, không có tiền uống thuốc, là bệnh tật nó lan tràn. Rõ không? Để ngăn chặn cuộc đời mình không tiếp tục tạo tác nghiệp, ngay từ lúc này quý đệ phải ngồi xuống tụng thì kinh, nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Thầy lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần trong cuộc đời, nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Trên ba cái này mà thanh tịnh rồi thì chúng ta bớt tạo tác nghiệp rất là nhiều. Quý đệ nghĩ đúng không? Đúng không? Thì ý nghiệp là chủ, ý nghiệp là tất cả. Hả, cái đầu mà nghĩ vớ vẩn nhiều quá là cái miệng nó tầm bậy. Hả, miệng nó tầm bậy một hồi là cái thân nhúc nhích tầm bậy. Chứ là đều tạo tác cả. Để tránh tình trạng tiếp tục mỗi ngày tạo tác, ngày nào về mở mắt ra là nghĩ thiện làm lành, rảnh cái ngồi xuống tụng kinh trì chú, thì mình sẽ không có nhiều thời giờ tạo tác. Bởi vì mình tập trung tư tưởng hết vào những điều thiện lành nhất là nghĩ thiện, là ý nghiệp không tạo tác, làm lành là thân nghiệp không tạo tác, tụng kinh trì chú là chấm dứt cái khẩu nghiệp. Nói những lời tốt lành, nghĩ những điều tốt lành, làm những điều tốt lành là mình đang làm cho chính bản thân mình, chứ không phải làm cho ba tánh chúng sanh đâu. Đúng không? Thì luật nhân quả sẽ đem về tất cả như chúng ta nghĩ mà. Mình chỉ cần nghĩ một điều này thôi, một tiếng đồng hồ là nó 60.000 lần, tư tưởng lên xuống 60.000 lần trong một tiếng đồng hồ đó. Ghê chưa? Thì một phút á, là 1.000 lần, mà 60 phút là 60.000 lần nghĩ bậy. Mà một tiếng là 60.000 lần, quý đệ nghĩ một ngày, quý đệ nghĩ bao nhiêu lần, bao nhiêu điều xấu ở trong cái đầu. 10 tiếng đồng hồ là 600.000 lần, quả báo trở về là 2.400.000 lần. Mà trong có 10 tiếng thôi mà quả báo trở về là 2.400.000 lần, quý đệ nghĩ đi. Bao nhiêu ngày quý đệ sống từ hồi xưa tới bây giờ, tới ngày hôm nay luôn là đã từng nghĩ bao nhiêu điều xấu rồi. Thì cái điều xấu nó trở về với thân thể của mình, của gia tộc mình đầy nhóc trong đó đó. Quý đệ thấy cái luật nhân quả kinh khủng chưa? Hả? Luật nhân quả 1 thành 4, nhân mà. Đâu phải là lấy cái này trồng xuống đâu, thì nó trồng thử cái trái cây thôi, nó mọc bao nhiêu trái ăn bao nhiêu năm hết không? Nó đó, nhân quả 1 thành 4. Tất cả những gì chúng ta chọi ra một quay trở về 4 lần. Quý đệ tưởng tượng đi. Bây giờ chẳng còn 1 phút thôi, chúng ta nghĩ 1.000 lần. 60 phút là 60.000 lần. Chưa kể cái miệng còn láp nháp cả ngày nữa. Thì nó ra không biết bao nhiêu điều xấu xa đó. Nó quay trở lại trong 10 tiếng đồng hồ là quay trở lại 2.400.000 lần. Một năm, 2 năm, 10 năm, 50 năm, 60 năm sống cỡ này tới 90 tuổi mà còn nói tầm bậy thì nó cỡ nào? Cái vách tường nghiệp lực mình nó dày vô tận, cho dù quyền năng Như Lai có mạnh khủng khiếp cỡ nào, không thể nào giúp đỡ chúng ta phá vỡ được cái vách tường nghiệp lực mà mình từng tạo tác cho chính bản thân mình xây dựng lên đó. Mình để nghiệm lại coi thầy nói mình đều có sợ hay không rồi. Thấy chưa? Nếu hiểu được như trung đạo có dám nghĩ bậy không? Không. Nghĩ thiện làm lành tụng kinh thì chú, kể cha nó đi, nó làm chuyện của nó, mình cứ xía vô mất công sanh chuyện. Tại là chúng ta chỉ có 8 câu thôi, nghĩ thiện 8 chữ thôi, nghĩ thiện làm lành tụng kinh thì chú. Nếu không làm được nữa thì tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, tiếp tục tạo tác nghiệp.
Bởi vì ý nghiệp làm chủ của cuộc sống mình, mà lực nhân quả không bao giờ bỏ qua cho từ một sự suy nghĩ nhỏ đến lời nói, đến hành động nhỏ nhẹ cũng đều ghi lại hết. Cho nên khi xảy ra cho chúng ta, phải biết rằng là nó trở về tìm cha đẻ của nó, mà mình chính là cha đẻ của nghiệp lực xấu và tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy ngồi xuống nói chuyện là không bao giờ chép bài giảng mà viết xuống từ giấy. Tại vì nhìn thấy huynh đệ hôm nay như thế nào thì cái miệng thầy nói như vậy. Thầy nói sẽ không ngừng và không bao giờ vấp. Không vấp bao giờ. Đẻ ra để nói mà. Hôm nay chúng đạo đánh thức huynh đệ vậy. Chúng ta cùng làm việc với nhau. Anh em mình là cùng một gia đình, cùng cha, cùng mẹ Như Lai. Chúng ta cùng một tánh linh như nhau. Thầy hỏi thì huynh đệ cũng trả lời ý như vậy, nhưng mà chúng ta không chịu nương vào cái tánh linh có sẵn trong bản thể mình để tiến hóa, để bớt tạo tác nghiệp không lành, không tốt, không sạch. Tánh linh trong chúng ta mỗi người đều giống nhau, cho nên thế gian nó gọi là Phật tánh, nó đặt như vậy thôi, chứ không có tên tuổi gì cả. Mà tánh linh này chẳng có hình dáng, tánh linh này cũng chẳng có cao thấp, chẳng có mập ốm, chẳng có sang hèn, giàu nghèo, chẳng có dày mỏng, chẳng có khôn ngu. Cái tánh linh mỗi người chúng ta không biết đặt cái gì đặt đại nó. Thí dụ Phật giáo đặt là Phật tánh đi, công giáo đặt là Chúa tánh, còn Hồi giáo là đặt Hồi tánh. Nó hôm nay mai đổi, rõ không? Nói chung là mình đặt cái tên theo cái tôn giáo mà mình sống. Nhưng mà đặc biệt cái tánh đó là tánh chung của tất cả trên thế gian này, không phân biệt bất kể tôn giáo nào. Cái tánh đó là tánh thiêng liêng chung của vạn vật. Tánh thiêng liêng này là của cha mẹ mình ban cho chúng ta, mỗi người có tánh đó giống cha giống mẹ. Chúng ta không biết nương vào tánh thiêng liêng sống, chúng ta sống trôi lăn trong vòng sinh tử hết đời này tới đời khác, là lý do chúng ta không chịu nương tựa vào tánh thiêng liêng sẵn có mà thế gian là ông Phật trong người của mình đó. Phật ở đâu? Cũng trả lời y hệt, nhưng mà có dám sống đâu. Sống sợ thành Phật sao? Còn ăn chay thì sợ thành Phật đâu dám ăn. Đừng có tưởng ăn chúng sanh mà thành Phật. Ăn chúng sanh đó là chúng sanh. Ăn chúng sanh bệnh tật rất là nhiều. Mình không bệnh, con mình bệnh. Trong máu huyết mình có vay chúng sanh, thì trong máu huyết con mình nằm trong bụng mình cũng vay chúng sanh. Nãy đứa nào bầu 2 tháng đó, nghe thầy nói cho kỹ vô, về ăn rau cải cho nhiều vô, đừng ăn chúng sanh, là con cái mình nó tiêm nhiễm cái bệnh của chúng sanh đó. Thầy sẽ nói cho mình để bỏ ăn chúng sanh luôn, cho mình để biết mặt. Chúng ta đi sống trong cảnh thế gian này, khi đẻ ra khỏi người mẹ, ra khỏi người mẹ, chúng ta cho hai con đường đi mà thôi. Một, thế gian nó đặt là cái nơi tối tăm nhất, đau khổ nhất, kinh khủng nhất, thế là địa ngục. Hai, cái nơi hạnh phúc an lành cực lạc nhất là Niết Bàn. Đúng không? Chắc chắn mình đề sẽ chọn Niết Bàn. Nhưng mà hãy chọn Niết Bàn phải sống thế nào mới được Niết Bàn chứ. Nhưng ly chúng ta sống nè, từ khi đẻ ra đến khi lớn, khi chúng ta bắt đầu nằm dãy đạch đạch, rên la, khóc lóc. Quý đệ đừng có nghĩ rằng trung đạo là người như thế này. Nếu trung đạo sống không tốt lành trong cái này đi, khi trung đạo nằm xuống á, 4-5 năm trời á, trung đạo sẽ nói bậy nè, sẽ rên rỉ nè, sẽ khóc lóc nè, phải dãy dụa, phải đau khổ nè, không nằm yên một chỗ vì quá nhiều ý nghĩ xấu á, nằm rên la hoài 5-7 năm mới chết. Chưa kể á, còn bậy bạ dơ dái tùm lum, không ăn, không tự ăn được, không tự làm vệ sinh được, mọi chứ là nhờ người khác làm không. Là cái nghiệp nó quá nặng đi cho mới nằm như vậy. Tại sao? Bởi vì cái đầu trong này chỉ có mình biết mình nghĩ gì, mình làm gì thôi. Còn quý đệ nhìn vô đâu thấy gì đâu, phải không? Tại sao trung đạo tới cuối đời lại nằm dãy đạch đạch như vậy? Bởi vì quan gia trái chủ nó bu, nó đòi, trong lúc còn xin tiền trung đạo từng vay mượn chúng, vay mượn họ quá nhiều. Mà biết ăn họ thôi mà không biết làm cái gì để hồi hướng công đức. Biết nhào vô ăn rồi hưởng, ăn rồi hưởng. Mình vay không biết bao nhiêu nợ. Khi mình yếu đuối quá mình nằm xuống rồi, họ bu vô, họ tấn công mình, họ đòi cho được. Cho nên người tu á, cố gắng làm sao gặp Phật tử là có nụ cười. Cái nụ cười này chính là mình quảng cáo cho con đường mình đang đi đó. Còn nếu huynh đệ gặp những người khác mà không có nụ cười, hoặc là chứng tỏ mình là cái điều gì, cái mặt mình chầm chầm một đống á, phải biết là mình đang phỉ báng con đường mình đang đi đó. Có ai dám lại gần một người cái mặt chầm dầm, đen thù lùi, xanh lè không? Dồn thấy mà gớm sao dám theo? Thì mình phỉ báng Phật Pháp đó. Đúng không? Đúng chưa? Nếu mình cứ thể gặp ai vậy, cho dù mình xấu, nhưng mà cái nụ cười mình làm cho người ta dễ chịu. Đã xấu rồi còn đóng vai ngầu, nó ai coi cho được. Phải biết thân phận mình chứ. Thầy là quá biết rõ thân phận của thầy rồi. Nhìn cái mặt thầy thấy ớn, nếu mà không có cười đi coi. Dồn thấy mà gớm.
cho nên ông cho mình cái nụ cười để nó bớt cái gớm đi, để không gây hận thù bên ngoài. Cái mặt mình mà không ưa rồi á, nó chận được, nó đánh bất tình lình cái tội thế mà ghét. Có đó, vô quán ngồi cái mặt lùm thấy ra chúng đánh à, cái tội nhìn thấy ghét nó đánh mình. Thế gian không ưa nó đánh bất cứ lúc nào, cho nên phải biết thân phận mình, cười đi để dĩ hòa vi quý ha. Biết thân phận là không tạo tội, cho nên thầy biết thân phận thầy, thầy cười nhiều, thầy biết mà. Huynh đệ cũng vậy, chúng ta phải biết mình ở cái bực độ nào. Mình muốn khiêng nặng hơn là mình tự đè chết mình thôi. Đặt tham vọng có những cái không đủ khả năng sẽ đau khổ, có vậy thôi. Bàn tay mình nắm được bao nhiêu thì nắm, đừng có nắm nhiều quá, nó sẽ chảy ra khỏi bàn tay này. Huynh đệ có nắm được không khí không? Chúng ta đang sống trong thế gian là đang cố gắng giữ không khí, không có gì giữ được hết á. Chợt sinh ra với hai bàn tay trắng, kia lìa trần cũng trắng đôi tay mà. Trần gian ai dở hay, ai hay, phải không? Sang hèn chết cũng tán thay ngoài đồng, ai chôn trên trời chưa, phải không? Thành ra mình á, đẻ ra trần truồng, chết rồi hụt nút nó cũng lấy lại nữa. Đó, đừng có hòng nó cho hụt nút sợ nằm cấn đau. Khi đẻ ra không có gì, khi đi rồi cũng chẳng có gì, nghĩ lại mình đem gì theo ngoài cái ác và thiện theo, phải không? Cho nên chúng ta chọn ngay từ lúc này đi, chẳng thà nắm nguyên cái thiện đi nó còn dễ chịu. Mà người tu của chúng ta nó có nhiều quyền lợi lắm. Khi đang lúc tu đây á, chúng ta bỏ gãy gánh nửa đường, chúng ta cái thức sáng của mình có thể có quyền chọn lựa quay trở lại thế gian để vô một căn nhà mới đẹp hơn, đẹp trai đẹp gái, khỏe hơn, có phương tiện tu nhiều hơn. Cho nên người tu còn có cơ hội chọn lựa. Còn người không tu sống sưng đậu phổ, quậy phá, tạo tác không biết bao nhiêu điều ác, thì nghiệp lực sẽ dẫn dắt theo cái luật nhân quả cố định. Rõ chưa? Nó sẽ đưa mình về nơi đó. Mình phải trả những gì mình từng tạo tác. Mình phải bị người ta hành hạ giống như mình đã từng làm người khác. Mình sẽ chịu tất cả những cảnh đau khổ nhất mình từng tạo tác trong lúc sinh tiền. Cho nên bây giờ chọn đi, tạo điều tốt lành để có quyền chọn lựa trở lại thế gian, hay là bị nghiệp lực xây sở, xây chuyển. Chỗ nào nói rõ hết ngày hôm nay. Nãy nói về chúng ta lúc mà cận tử nghiệp, quan gia trái chủ bu nó đòi á, nó đòi đủ thứ chuyện á, không trả làm cho mình đau khổ, nó bẻ cổ, nó ngắt tay ngắt chân. Lúc đó cái đầu của mình đâu có nghe được người ngoài nói, con mắt mình đâu có thấy, cái miệng chỉ biết là la ớ gì cái người bên kia nó đòi quá nhiều mà đông nghẹt để đòi. Nếu trong gia đình có người hiểu chuyện á, lập bản án tụng cho quan gia trái chủ á, nó trả mẹ mình lại, nó tha thứ cho mẹ mình, giúp cho họ siêu sanh đi. Khi quan gia trái chủ nó nghe một thời tụng kinh mình mấy ngày liên tục á, họ buông mẹ mình ra, họ không đòi nữa, họ siêu rồi á, thì mẹ mình không còn rên la nữa. Nếu bà còn phước bà sống lại, còn không bà sẽ ngủm luôn. Còn phước thì tiếp tục sống, không đủ phước thì bắt đầu ngủm trả nợ. Rõ ràng luôn. Thành ra đừng có tưởng rằng là những gì mình vay mượn từ nhỏ tới lớn tới giờ, tới khi nằm xuống không có hả, nó buông nghẹt nhà mình luôn á. Ông nội thầy là một người tu mà thiệt rất là siêng năng, rất là hiền từ nhỏ tới lớn luôn, tới già luôn á. Mà khi chết á, gần chết kêu bố thầy cho cái búa đi để chọi tụi nó nhìn đông quá. Nó quá đông luôn mà ông nội thầy cũng thấy nó đòi nữa đó. Mà ông nội là một người hiền lương vô cùng. Đệ tử thầy Hà Nội đó, mẹ nó nằm mê man rồi, bác sĩ kêu về lo hậu sự, lo hồn hết đi, bà sẽ chết. Nó lập bàn án, nó tụng mấy ngày sau, bà tỉnh là bà nói á, là nó bu nghẹt cái đòi, nghẹt liên tục, có những cái kinh khủng, hình ảnh kinh khủng. Nhưng mà nó tụng riết ngày thứ nhất nó bớt, ngày thứ hai nó bớt, ngày thứ ba bớt, ngày thứ tư bớt. Trong lúc mà anh tụng thì anh nghe là 10 ngày nữa mẹ con sẽ về. Nhưng mà có 8 ngày thôi bà đã tỉnh dậy, bà đi về á, mà bác sĩ nói là đã chôn rồi đó. Mới Hà Nội nè, thầy đi cách đây 3 tuần. Huynh đệ thấy chưa, người ta làm được mình làm được chứ. Người con có quyền lặt bàn án làm cho mẹ cho cha mình, để cầu cha mình quan gia trái chủ. Trung đạo nói rồi, bản thân là nằm xuống mà rên la hét lại, thì tự phải biết là ông này đã từng tạo tác điều xấu trong âm thầm, cho nên ông nằm đó ông la mấy năm trời. Thấy chưa, mình cũng vậy thôi à. Nên để chúng ta không bị tình trạng này, ngay bây giờ chúng ta ngồi xuống tu cầu cho quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, quan gia trái chủ của mình tiêu trừ ngay từ lúc này. Biết ăn chay niệm Phật, tụng kinh trì chú, để bớt tạo tác nghiệp. Chúng ta khi rời khỏi thế gian, trước khi chết á, huynh đệ cố gắng người tu hiểu luật theo chư Phật, lúc chết cái đầu nóng hổi, chư thiên cái mặt nóng, đầu thai sau 49 ngày hoặc 100 ngày là cái ngực nóng, cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, ống nguyện nóng là ngạ quỷ, bàn chân nóng là súc sanh.
Thành ra chúng ta là người có tu chút chút như vậy, nhớ lời thầy nói, khi gần chết rồi thử có cái đầu có nóng không là biết mình theo chư Phật. Cái đầu này lúc chỉ có lúc nào nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, sống an lành hạnh phúc, nói điều tốt, làm điều tốt, nghĩ tốt, không ngừng nghỉ trong nhiều năm thì chắc chắn có cơ hội cái đầu nóng. Và cái mặt nóng là chư thiên, cái ngực nóng là cõi nhân, đầu thai sau 49 hoặc 100 ngày. Cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, ống miệng nóng là ngạ quỷ, bàn chân nóng là súc sanh. Bây giờ anh để chọn cái gì? Chắc chắn là chọn gì biết rồi. Bàn chân phải không? Chúc mừng. Bây giờ còn ăn chúng sanh là bàn chân thôi. Chắc chắn là chọn cái đó rồi, bởi vì mình không nói ra, mình chọn cái đầu nhưng mà cái miệng vẫn nhai chúng sanh. Thì làm sao mà cái đầu nóng được? Cái nhà này của ai? Cái nhà này của ai? Mình đem cái điều gì vô cái nhà này để làm ô uế cái chánh điện của người ta, rồi bỏ bao nhiêu cái thứ kinh khủng nhất cho là bổ nhất á, làm dơ ra cái chánh điện của người đang ở trong nhà mình cho là thương cái nhà ông sao? Mình đang bạc đãi cái chánh điện của người ta, mình đang bạc đãi sự thiêng liêng đang ngự trị bản thể, thì mình lúc nào cái miệng nói Phật tại tâm, tâm tại thân, thân cùi. Ăn tầm bậy mà không cùi sao được. Vậy mà đòi đầu nóng, nóng sao? Cái mong đích nóng thì có. Bây giờ muốn cái gì nóng? Chết rờ lẹ coi, chết cha cái bàn chân nóng, kêu tụi con ở lại lại niệm lẹ lên cái lên trên ngực cho mẹ đi. Tại sao thầy nói những điều này? Bởi vì đệ tử thầy á, nó đã có xảy ra rồi đó. Mẹ nó chết cái đầu gối nóng, cả nhà xuống lại niệm mấy tiếng đồng hồ cái ngực nóng. Bởi vì con cái trong nhà cộng nghiệp với cha mẹ, ông bà, anh chị em, trên con cái có quyền đứng bên cạnh niệm Phật tụng kinh cầu cho mẹ mình chuyển nghiệp, thì mẹ sẽ không chết xuống cái đầu gối là địa ngục đó. Mà địa ngục ở trên thế gian này chẳng phải trong cái lỗ đen thùi, nhưng mà nó tối tăm nó bên cạnh mình luôn. Sống trong thế gian này cũng địa ngục chung quanh mình không à. Thật ra khi mà cái đầu gối mẹ nó nóng, nó niệm ria cái lên cái ngực. Rồi một tuần sau có một huynh đệ, cha nó chết vậy, cái bụng nóng hổi, cả nhà xuống lên niệm ria cái mặt nóng. Chứng tỏ rằng là chúng ta là con cái, là cộng nghiệp với ông bà cha mẹ, mình có quyền giúp đỡ ông bà cha mẹ mình chuyển nghiệp ngay cái lúc cận tử nghiệp. Rõ chưa? Cho nên mình lập cái bàn án, mình tụng kinh là đương nhiên mình có quyền làm điều này. Nhờ thầy làm, trung đạo làm chưa chắc đã được. Bởi vì tình thương của trung đạo dành cho cái người thân trong nhà, nó không bằng con cái cha mẹ ông bà. Thầy chỉ làm theo cái nghi thôi, đúng không? Muốn để trả tiền thầy làm. Thầy nói cho thầy không bao giờ nhận đi đám ma, đám dỗ, đám cúng gì, thầy không dám nhận. Bởi vì nhận mà không làm nên chuyện á, là nó bu mình, nó cắn, cuối đời nó cắn chết luôn á. Quynh đệ tưởng một cái thức nó không có răng, nó cắn đau nhột thế mà cố nội ngủ không được á. Thiệt đó, nó tụ quan gia nó độc lắm, nó biết chỗ nào nhột, nó cắn nhột không ngủ được, rồi tối nằm la không à. Nó hay lắm á, đòi nợ hay lắm á, chứ không phải bình thường đâu. Sáu đen đòi nợ mình nó chém là xong, còn tụi kia không có. Nó đâu có răng đâu, nó cắn nhột lắm. Nhá. Tưởng tượng đi, đâu ngủ được. Mà bệnh gần chết mà ngủ không được, khổ lắm, la hét không à. Bây giờ muốn quan gia trái chủ bu đeo đòi nợ mình á, tiếp tục ăn chúng sanh làm những điều không tốt lành đi, chuyện chọn lựa huynh đệ chúc mừng. Còn muốn cái đầu nóng phải sống sao, hỏi thì trả lời, thì chỉ cho. Còn muốn cái bụng nóng á, sanh ra cõi chiến tranh, cướp bóc, giành giật, đâm chém, làm đủ chuyện xấu xa, làm hận thù như khác là Atula đó, ngay trong cảnh giới mình luôn, đầy nhóc. Người nào mà thích gây lộn, thích hận thù chính là Atula trong cuộc sống. Nhưng mà mình không biết mình Atula, bởi mình nghĩ là mình con người thôi. Trong cảnh giới nào cũng có Atula cả, mà mình là đại diện cho Atula sống đó. Kiếm chuyện hả hở chút xíu, kiếm chuyện hở chút, kiếm chuyện là nó đó. Còn tham lam mà làm chết người á, tham của người ta làm chết người á, là thành ngạ quỷ, cái cổ nhỏ xíu, cái bụng thừ lừ, muốn nuốt còn nuốt không được, muốn ăn ăn không được, cái cổ chút xíu rồi thôi, bụng bự, thành ra khổ lắm á, khổ vô cùng vì cái tội tham. Tiếp tục đi, chúc may mắn. Thầy nói thẳng, nói thật, huynh đệ không sửa là chuyện của huynh đệ, mà bổn phận thầy phải nói thẳng. Thầy đánh thức cho ông Phật con đàn đang ngồi đây nè, đã nói cái miệng á, ông Phật ở đâu là biết trả lời liền. Nhưng mà có dám sống chung đâu. Sống chung sẽ thành Phật, nó uổng cái thế gian sao? Phải không? Người tu á, mình nói mình ăn chay, mới ăn được vài ba bữa à, chúng sanh chạy ngang hai chân nhìn nó thèm, sao tu nổi? Vậy mà đòi đầu nóng. Giờ muốn cái gì nóng nói đi. Cái đầu hả? Ừ, hỏi đi thầy trả lời cho con nghe. Thầy là người nói thiệt nha, thầy rờ trên dưới trước khi ngày nào cũng phải rờ coi cái chỗ nào nóng nhất. Mình phải sửa soạn con đường mình đi chứ. Tu mà tu là phải chuẩn bị hết à. Cái này nóng là rờ là đã là được rồi, tiếp tục. Anh có thể là người công giáo, thầy nói đi nói lại câu chuyện này hoài, bởi vì nó là một cái chứng nghiệm lớn nhất trong gia tộc. Anh là người công giáo,
Tụi này có đi cúng chung với thầy nè, đệ tử thầy cúng chung với thầy á, ảnh bị ung thư gan, ảnh cứ lau rên rỉ la hét không à. Chứ đem ở nhà thương về ảnh còn rên á, đau quá thầy ơi, đau quá thầy. Mình nói nhỏ lỗ tai ổng đó, anh yên tâm đi, anh chết đi thầy lo cho anh, không thiếu một cái gì, anh chỉ niệm cho thầy câu Nam Mô Di Đà Chúa là được rồi. Nam Mô Di Đà Chúa, nghe chưa? Gật đầu, nghe chưa? Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa. Ừ, ổng gật đầu đây thầy. Cái miệng mình hay lắm á, mình tụng kinh từ phàm khẩu đúng không? Ăn tầm bậy nói tầm bạ là phàm khẩu, mình tụng thời gian thành thiện khẩu, tụng thời gian nhiều nhiều năm thành thần khẩu, tụng nhiều vô thành thánh khẩu, tụng thiết là nhiều cả cuộc đời lại Phật khẩu. Nước miếng mình ngọt, nó thơm ngọt, gọi là cam lộ đề hồ. Thì cái miệng mình nói là có Phật lực, nói vô lỗ tai ổng, cái thức của người bệnh nó rất là cạn, rất là mỏng mảnh. Chứ mình nói bằng Phật lực đi vào cái lỗ tai, xong rồi nó đụng vào cái tâm thức của ảnh, tâm thức anh sẽ lặp lại Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô. Thì mấy ngày sau ổng kêu vợ ổng lại nói, hey, 5 ngày nữa tao chết. Thì đúng 5 ngày sau cũng tiếp tục Nam Mô Di Đà Chúa. Vậy mà khi chết á, thầy ở Vĩnh Long á, vợ ổng gọi là, thầy ơi, chồng tôi mới chết. Thì chị rời coi cái nào nó nóng nhất nói cho thầy biết. Thì rời xuống bàn chân nó lạnh, rờ riết lên cái đầu, cái đầu nó đang nóng mà nó nhịp, nó nói thầy ơi cái đầu đang nóng nhịp, nó bỏ tay ra liền, đang ra khỏi cái đầu. Quynh đệ biết là cái người này đó là cái Chúa, lúc nào cũng Chúa, bây giờ ông là Công giáo, thầy anh ruột của thầy, anh thứ năm của thầy á, là thầy thứ bảy. Là ông đi đó, đi đâu? Quynh đệ biết rồi. Khi mà nhất tâm bất loạn, một ngày đến bảy ngày sau, nhất tâm bất loạn, thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Ông anh thầy không những mà 7 ngày mà tới 10 ngày vẫn là Nam Mô Di Đà Chúa. Tại sao? Vì ông lắng nghe được cái tiếng niệm của mình trong cái tâm thức của ông, tâm thức lặp lại như một cái máy vậy đó. Lúc đó cái đầu ông rất là sạch. Thì khi mà chết, cái năng lượng của cơ thể mình là cái sự sống đó, nó đưa hết trên đầu đó, bước ra khỏi đây là nó đi theo cái dòng điện đó, cái luồng năng lực đó. Còn nếu mà mình sống tầm bậy tầm bạ nặng trược quá mà cái đầu của mình nó nhiều quan gia trái chủ quá độ cho thấy họ thôi, rồi bắt đầu nó tuột xuống bằng chân làm cái ra hai bằng chân là mình biết đi đâu rồi đó. Bây giờ ông này chọn đi đâu, quyết định âm thầm đừng nói ra thầy mắc cỡ đó. Nói đi, thầy mắc cỡ giùm. Muốn đi đâu? Đi lên đâu? Chỗ nào trên đó để đi nè mới quan trọng. Đó, bây giờ hỏi đi đâu? Tiến lên đâu biết tiến lên à, tiến lên đâu biết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu đâu thấy gì đâu, nhưng mà cũng biết tiến lên hàng đầu. Lên bắn chết cha hết cả đám. Tiến lên hàng đầu nè. Tiến đi. Đi đâu? Đâu biết đi đâu. Đi Tây Phương biết chỗ nào, phải không? Nhưng cực lạc không biết ở đâu luôn. Bây giờ thầy hỏi Tây Phương ở đâu, đưa địa chỉ đây, điện thoại để tao liên lạc. Không có. Làm gì có địa chỉ liên lạc, đi về xứ đó, đi phải biết chỗ đi chứ. Người tu mà đi mù đi mò thì còn gì, vừa tới lọt xuống hố hết rồi. Tu mù tu mò sẽ lọt chung với một hố. Cho nên nói về Tây Phương thì phải có địa chỉ, có số điện thoại đi liên lạc cái ông chủ ở đó coi có chấp nhận mình hay không. Con làm đơn xin việc làm nè, ông cho tôi địa chỉ tôi tới tôi phỏng vấn. Ông nhìn mặt mà nó khỏi tới. Nhìn mặt thấy gớm rồi bị phỏng vấn làm gì. Tại vì ông có điện thoại huynh đệ thử liên lạc coi. Bây giờ nó con xin phỏng vấn việc làm, con lên làm người ở trước được chưa, nó đừng có nói là vô đó mà ở chung nhà với ổng. Phải không? Mới niệm dài 3 năm mà tánh tình còn thấy mình gớm đòi đi vãng sanh cực lạc. Thầy nghe thầy phát nhột. Tánh tình vẫn còn thấy mà gớm, mở miệng là chửi người ta rồi hơn thua rồi, đi đâu? Đi đâu? Quynh đệ niệm Phật đến bao giờ mà cái miệng mình cười gặp ai cũng thấy thương, cũng dễ thương, lúc đó quynh đệ có cơ hội cái đầu nóng đó. Chừng nào mình nhìn thấy mọi người mà cái lòng thương mình giống nhau, người nào muốn cho tình thương một cách nhẹ nhàng mà thực sự là thật lòng thương người ta, hy vọng cái đầu nóng, cái mặt nóng, cái ngực nóng. Từ phần này trở lên là tâm linh, phần này xuống dưới là địa ngục vật chất. Người mình nó có 7 điểm. Điểm thứ nhất đó gọi là luân xa 7, luân xa 6, luân xa 5, luân xa 4. Luân xa 4 này là từ tâm. Nếu huynh đệ tu mà cái ngực mình nó nặng, khó thở mà nó tức quá, có nghĩa là cái lòng từ bi huynh đệ còn quá hạn hẹp. Cho nên luân xa 4 nó không mở được. Mà luân xa 4 trên luân xa 7 nó là luân xa tâm linh. Còn từ 3 trở xuống với bao tử, với cái đan điền, dưới xuống này đó là vật chất. Cho nên người nào mà về vật chất quá nhiều, mình cái bệnh phần dưới người đàn bà rất là nặng, đàn ông cũng vậy. Còn ngược trở lên đây, mỗi một luân xa nó kiểm tra một bộ phận trong cơ thể. Chúng ta nếu sống đời sống tâm linh cao cả đó, thì luân xa 4, 5, 6, 7 tự động dần nó sẽ mở dần dần lên. Còn ông thầy nào nói con thầy sẽ mở luân xa cho con được,
mình có lực mở luân xa cho ta được, nhưng mà về tới nhà nó không sống theo cái đời sống an lạc hạnh phúc đạo hạnh á thì tự động nó đóng lại. Nên người tu có nhiều cơ hội mở luân xa 4, 5, 6, 7. Còn tất cả tu không đúng, người thế gian cũng vậy, là những luân xa này đóng lại mình sẽ sanh bệnh tật và tánh tình mình không phát triển được. Trong cơ thể mình có nhiều điểm đặc biệt như vậy, chúng ta sống thực sự là yêu thương ba tánh sanh, nghĩ thiền làm lành tụng kinh thì chú không ngừng nghỉ, ngày đêm sáng tối đi đứng nằm ngồi đều tưởng nghĩ tới Phật, thì có cơ hội đi là cái đầu nóng, cái mặt nóng hoặc cái ngực nóng. Còn khi rời cái mông nóng là biết đi đâu thì không biết, thầy chưa biết tới chỗ đó. Dạ, A Di Đà Phật. Để thầy nói không bao giờ dấp. Thì cái bài hôm nay là phải nói để con đệ phải thức tỉnh. Thầy tới đây nó nhiều lần rồi mà cũng chứng nào tật đó, hỏi bệnh hoài. Gặp mặt thầy là nhăn cái mặt ra giống đòi nợ vậy đó. Thầy rất là hạnh phúc, rất là hoan nghỉ gặp huynh đệ, chào thầy nói con rất là vui để gặp thầy. Thầy nói thầy rất là mừng để gặp con. Thì hai bên gặp nhau cùng chia sẻ được, mình chia sẻ những cái an lành hạnh phúc của mình, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái cử của thầy. Huynh đệ ngồi gần thầy một tiếng đồng hồ, huynh đệ cũng vui nữa, rất là vui. Thầy bảo đảm làm được điều này, bởi trong lòng thầy chẳng có cái gì để làm cho huynh đệ phiền hết á. Đệ tử thầy nó gặp thầy là cả ngày chỉ biết cười thôi, bị đứa nào nhăn thầy sẽ chửi tan nát cuộc đời của nó. Nó đem cái nhăn tới cho thầy à, đâu phải cái thùng rác công cộng. Thầy bảo đảm huynh đệ ai buồn thì buồn, tới gặp thầy một tiếng đồng hồ sau là sẽ hết buồn. Nhưng mà ra khỏi cửa nhà thầy cái chuyện đó của nó nha. Còn trong cái chỗ khu vực thầy nó phải chấp nhận vui. Bởi vì nó không muốn buồn cũng không được nữa. Muốn nghĩ bậy cũng không nghĩ bậy được. Muốn hỏi thầy phải ghi xuống giấy, không chịu ghi gặp thầy là quên. Như vậy luôn đó. Thì thầy cũng còn quên mà. Thầy quên còn kinh khủng hơn nó nữa. Đứa nào cười la vậy? Nên chúng ta đi vào thế gian, chúng ta sống để trả nghiệp, rồi tiếp tục tạo nghiệp, rồi vay nghiệp. Chúng ta tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để tiếp tục cùng tạo nghiệp. Hãy chống đối thù hận là tạo nghiệp. Yêu thương huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau là mình giúp đỡ để hoàn tất nghiệp. Cho nên chúng ta bệnh tật nhiều ít cũng do mình từng tạo tác trong quá khứ. Trên thân thể mình ốm đau bệnh tật nặng nề, tại sao một người cũng cùng tuổi mình họ vui vẻ thoải mái cùng mình lại bệnh? Hỏi lại coi cái cách sống như thế nào, mình phải sống như thế nào để cho mình có cơ hội khỏe mạnh. Phải biết chăm sóc cái thân này bằng những tư tưởng tốt lành, những lời nói tốt lành, những hành động tốt lành, thì cơ thể mình có nhiều cơ hội khỏe mạnh. Tại vì á, tướng tự tâm sanh, nếu cái tâm không an lành á, thì tướng không được an lành. Hả, cái mặt mình, trong lòng mình đau khổ thì mặt mình sẽ buồn, đau bệnh thì mặt sẽ nhăn. Nói chung là tướng tự tâm sanh. Trên cái tâm mình an lành, chừng an lành nhiều nhiều nhiều, cực cực an lành á, mình đã nằm trong cảnh giới niết bàn ở tại thế gian này á, thì người mình rất là khỏe và trong sáng. Thì mong rằng huynh đệ tiếp nhận sự chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta cùng tiến hóa với nhau, để cho giúp đỡ cho mình bớt đau khổ, bớt bệnh tật. Tại ra phải ngồi xuống nghỉ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, tụng kinh trì chú để giúp đỡ cho cuộc đời mình thoát nạn, thoát khổ, giúp đỡ gia đình mình bớt phiền não. Nên việc làm huynh đệ là sao? Làm ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho đời bớt khổ. Còn thầy chỉ là cái người kéo phụ một chút xíu mà thôi. Nếu huynh đệ nào muốn bớt khổ, bớt buồn phiền não, thầy sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ. Còn kêu thầy rước hết nghiệp, thầy không làm. Nếu còn ăn mặn, thầy sẽ nói một câu thầy sẽ không giúp. Bởi thầy giúp khỏe xong về nhà tiếp tục ăn mặn tạo tác nghiệp, thầy cho huynh đệ đó phương tiện tiếp tục làm ác, cho nên thầy sẽ không làm. Thầy nói thẳng. Còn nếu tu ăn chay, thầy sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ. Bởi vì cho người ta phương tiện tu là tạo đại phước, còn làm cho nó khỏe hơn để tiếp tục ăn nhậu nữa là mình là đại họa. Cho nên thầy không làm, mít lòng ráng chịu, có vậy thôi. Còn đến với thầy muốn hết bệnh, muốn khỏe là phải ăn chay tụng kinh, để thầy bớt phải cực khổ với huynh đệ. Hả, còn ăn mặn thầy khó giúp lắm. Tại vì cái luồng cái trược khí nó độc quá, nó mạnh quá, nó ra thầy để bàn tay vô nó không có hút cái năng lượng an lành, nó cứ đẩy đồ dơ ra không mà, thành ra thầy để vô nó phí đi, thầy điểm nguyệt cho nó dội ngược ra. Bởi vì nó không có lòng từ đối với những người xung quanh, chỉ biết mình thôi mới tạo tác nghiệp. Mình còn dùng chúng sanh nhiều, có nghĩa là mình chấp nhận bệnh tật của thế gian, có vậy thôi. Huynh đệ phải hiểu rằng là thịt của chúng sanh rất là độc. Bây giờ nó nuôi còn kinh khủng hơn, nhất là những cá biển, bây giờ đâu còn cá nữa đâu, biển đâu còn cá nữa, nó ăn tới trứng luôn, nó chích điện hết rồi.
Bây giờ cá là cá nuôi, mà nuôi những cái gì độc nhất, để nó bự nhất, nó lẻ nhất để bán, thì mình ăn cái gì? Mình biết rồi, phải không? Mình tự mình cho thuốc độc vào người mình, nhưng mà mình le lưỡi ra khoái lắm. Tội nghiệp. Biết mà không sợ. Biết không sợ súng. Biết không sợ súng. Có nghe đâu mà sợ. Huynh đệ là vậy đó. Cà nông nổ bên cạnh cũng nghe nó mà. Cái lưỡi này ngộ lắm. Có một tấc thôi. Hả thích rồi đó. Trong cái đầu mình nó có một cái tế bào rất là nhỏ. Nó gọi là cái memory cells. Đó là một cái tế bào ký ức á. Nó nhớ. Ăn thích quá là cái nó nhất cái vị này. Thấy gì đó. Là cái này nó ghi vô. Mốt ăn không trúng là nó nhăn cái mặt. Cho nên có gì mà không chúng sanh ăn, cứ bỏ miệng ăn đi. Kệ nó, miễn no được rồi. Có là vui rồi. Cho nên ai cho ăn cũng cảm ơn hết á. Nhớ không? Rồi ăn tầm bậy bạ vô múc bệnh kiếm thầy, thầy biết thầy không có nhận đâu. Rồi chưa kể mà nói bây giờ mà còn hiệu tu lo cho mình á, nợ quan gia trái chủ của Huyền Thất Tổ bà cho siêu hết đi, rồi mình cũng siêu luôn, khỏi để lại gánh nặng cho con cháu của mình. Nếu mà không có làm mấy mốc bị gì, đừng có kêu thầy tụng tam thời hệ niệm giúp đỡ đâu á nha. Thầy không có đi đâu á. Thầy biết trong đám có cái đứa đám này trong đó, thầy không có đi tam thời hệ niệm đó. Mắc công có đứng ké vô trong. Đúng không? Rồi nhờ thầy tới cúng cầu siêu đừng có hồng. Thầy biết trong đám nó có 5-7 đứa mà biết thầy mà còn nhờ thầy cầu siêu á, thầy tránh cho nó ra, thầy cho nó lãng giảng cho nó biết mặt. Thầy có khả năng đó, đừng có tưởng. Bây giờ biết đi chưa? Đi đâu? Đi đâu đây? Đi đâu là biết đi đâu? Về đâu? Đó, về đâu nè? Niết bàn ở tại thế gian. Tìm đâu ở tận chốn non ngàn, ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian, không đi đâu xa đó. Đang vui vẻ hạnh phúc với nhau á, đưa tiền vô chia không đều, đập đầu vỡ đầu là địa ngục rồi. Thấy chưa? Mới phút trước là niết bàn, vừa quay lại cái địa ngục tức thì. Sống làm sao đi, giây phút nào cũng là vui vẻ hạnh phúc là niết bàn. Thầy lặp lại cái câu này thì lặp cũng phải 100.000 lần rồi đó. Phải không? Huynh đệ là người niệm Phật, tụng kinh hiểu rồi. Thầy hỏi đi hỏi lại trong bao nhiêu cái dĩa đây, thầy đánh thức huynh đệ nào chưa nghe phải nghe. Phật A Di Đà là ai? Đó, ừ, câu này là biết rồi đó. Phật A Di Đà là ai? Nói lớn lên. Thầy có làm Phật A Di Đà chính là ta chính là Phật A Di Đà. Phải không? Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà, khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây phương cực lạc. Vậy huynh đệ đi đâu? Ông Phật này không chịu sống trong an lành hạnh phúc thì ông Phật đang bị chôn trong cái địa ngục của trần gian. Còn nếu ông Phật này sống với cái tâm an lành hạnh phúc chân như chư Phật thì ông này đang sống trong cảnh cực lạc của Niết Bàn. Đi đâu? Địa chỉ nằm ngay đây nè, cần gì phải gọi xa. Gọi điện thoại đó kia là trật rồi, gọi vô trong này luôn, khỏi cần điện thoại cầm tay. Hello, ngồi dậy đi ông cụ. Nói thẳng với cái ông này nè, ông chủ nhà này đó. Ông là chủ nhà, còn cái này là phương tiện của ông để tiến hóa thôi. Nếu mà không chăm sóc cái phương tiện của ổng mà nó nghèo nàn á, nó bệnh tật á, nó gãy ngã giữa đường. Nên cố gắng giữ cái phương tiện này cho trong sạch mạnh khỏe đi, thì phương tiện tu học mình rất là cao, rất là dài, rất là rộng. Nhưng phải biết chăm sóc căn nhà của ổng thì phương tiện tu học mình rất nhiều, cho nên mình tiến hóa rất là lẹ. Bây giờ biết mình là ai chưa? Phải sống làm sao cho cái đầu nóng chứ. Biết sống rồi phải không? Tự lo đi. Phải không? Còn kiếm thầy làm gì nữa? Cho hết rồi, có gì nữa đâu, đưa hết nãy giờ rồi, không xài được nữa thôi. Thiệt là uổng công ngồi nói chuyện. Bây giờ biết rõ ông đó ở đâu chưa? Biết Tây Phương đâu chưa? Ông Phật có tên gì? Cũng thế gian đặt thôi. A-di-đà-đạo. A-di-đà-đạo, A-di-đà-đạo, A-di-đà-chúa, A-di-đà-chúa. Nói ông anh thầy đó, A-di-đà-chúa đó, A-di-đà-đạo. Tên gì con? Con tên gì? Hả? Nhi hả Nhi? Nam Mô A Di Đà Nhi. Yeah. Phật A Di Đà chính là ta. Ta chính là Phật A Di Đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ cõi ta bà. Khi chứng ngộ đã đông là Tây Phương cực lạc. Vì vậy xin đi đâu? Đi không có địa chỉ, không có nơi trốn, không có hướng đi. Mà lúc mà gần tưởng thử nghiệp á thì ma quỷ nợ nó đòi đầy nhóc, là có biết đường đi không? Lúc đó hả, lái xe lấy ẩu lái bậy á, đuổi vô chỗ khác còn có chuyện nữa. Mình lái cái này đi đâu? Phải không? Nếu mà không tỉnh thức lái được không, cái thằng say rượu lái xe sẽ tạo tai nạn đó. Còn chưa kể
cái nhà này nó gần đi rồi mà lái tầm bậy thế nào cũng chui xuống cái lỗ kia kìa. Làm sao mà đi về Tây Phương được, không có địa chỉ sao đi. Phải có cái bản đồ chứ, Tây Phương ở chỗ này nè, số mấy đường gì. Nắc đâu thấy đường đâu mà nhìn. Bản đồ có sẵn mà không, mò không được sao lái, đụng tạo tai nạn đó. Trời ơi, trên con đường biết bao nhiêu chướng ngại vật, lái đi đâu, phải không? Lúc đó xỉn quá độ rồi, cái xỉn của nghiệp lực ở đâu thấy đường, lái là ủi tầm bậy tầm bạ đó, phải không? Muốn đi nữa không? Thôi ở nhà với ông này cho chắc ăn. Ông này là tất cả đó, huynh đệ bỏ ông này rồi huynh đệ mất tất cả. Huynh đệ mà rời xa ông này rồi huynh đệ không có một ông Phật nào khác hết. Huynh đệ mà còn ngồi thiền tụng kinh mà thấy Phật đứng trước mặt là chưa thiệt đâu. Chừng nào huynh đệ thấy cái ông mà đang ngồi đây mà thấy ông đứng trước mặt mình là ổng, hai người đó, ông nói là thiệt đó. Mà pháp thế gian nó gọi là pháp thân. Còn cái người ngồi đây là báo thân của ổng, còn nghĩa là cái nhà của ổng, ổng đứng trước mặt mình. Khi huynh đệ mà gặp cái ông đó đứng trước mặt mình là mình rồi đó, nhiều lần rồi đó, mình chấp nhận ông này là ông thầy của mình, là ông Phật của mình á, từ đó thì huynh đệ sẽ không bao giờ gặp ông Phật nào khác ngoài ông Phật của mình ra. Lúc đó mình mới thực sự là đã nhìn thấy Phật tánh của chính bản thân mình. Tu làm sao tu? Nhìn được pháp thân của mình, còn có nghĩa là mình nhìn được Phật tánh của chính mình. Muốn được như vậy, cái tâm của mình phải thật là an lành, hạnh phúc tuyệt đối, mình mới có cơ hội nhìn được Phật tánh của chính bản thân mình đang ngự trị trong bản thể mà thế gian gọi là báo thân đó. Bởi vì chính cái đó là pháp thân của mình. Mà người tu khi nhìn được pháp thân, còn có nghĩa là mình có cơ hội sẽ nhìn được đại ngã của mình là Như Lai. Bởi pháp thân chính là quyền năng biết được Như Lai. Quý đệ thấy chưa? Người tu kiếm ai? Kiếm ở đâu? Bộ lên trên kia ngồi à, nhịp đùi cái uống cà phê, uống thuốc lá, cái lá sen héo quá cái niệm, cái nó tươi lên cái hút thuốc tiếp, đỡ chơi à? Không bao giờ có đâu cưng, mơ đi, mơ cho nó vui vậy thôi. Bộ linh kia ngồi chơi cho đã đời, còn bá tánh như này sao? Hả? Đã là Phật rồi á, đừng có hòng mà ở không một buổi, một giây, một phút, làm đầu tắt mặt tối mà không có lương đó, đừng có tưởng mặt, đừng có tưởng giỡn, muốn đi là dễ lắm sao? Đi đâu? Rồi muốn làm nghề đó cũng dễ lắm sao? Đừng có hòng. Phải sống như thế nào mới được ở chung với mấy đó người đó, rồi sống như thế nào mới được làm việc cho bá tánh chúng sanh, chứ không phải là đụng chút xíu làm chút xíu là mệt mỏi rên rỉ nhằn nhằn rồi làm sao làm. Tụi con phải biết làm cho bá tánh sanh là không có một lời cằn nhằn nào hết. Có về nhà mệt mỏi làm thinh, chui vô cái bùn nước muối ngâm cho nó đã, xong ra niệm Phật tụng kinh cho nó hết, không được cằn nhằn, không được nhăn mặt, không được than thở với ai hết. Đó là làm việc cho chư Phật là phải vậy đó, phải chịu đựng cái đám khỉ đột này nè. Tụi nó đủ thứ hết trơn á, gặp cười hẹ với về nhà, ai, trời, đau. Ai mình gãi, mình ngứa mình gãi đâu nhờ ai gãi được. Trị bệnh nhiều quá về nhà mình mày ngứa phải tự gãi, gãi được ngâm muối cho nó hết. Mình ôm nghiệp của người ta mình bị mà, phải không? Ai biết được mình bị cái gì, chứ làm thinh làm tiếp, về nhà sạch sẽ xong may ra làm nữa, làm hoài không ngừng. Đừng có tưởng lên kia rồi ngồi nhịp đùi hút thuốc cà phê rồi đánh bài tứ sắc rồi nó héo xong cái niệm tiếp cho nó tươi cái ngồi nữa, mơ. Chuyện tưởng tượng không à. Bây giờ biết niệm Phật đi đâu chưa? Giờ hỏi lại, muốn đi chỗ đen thù lùi hay chỗ sáng? Muốn cái đầu nóng hay cái chân nóng? Chân nóng chúc mừng. Thầy trả lời sẵn luôn đi, còn muốn cái đầu nóng phải làm sao? Tự biết rồi phải không? Cứ vay mượn chúng sanh nhiều vô đi, đầu nó sẽ nóng. Đầu có những cái đó, nó nóng. Bị gạt chưa? Còn đầu gối nóng cũng tốt lắm á. Thầy nói đi huynh đệ, thấy nó là sợ luôn rồi, có cơ hội sẽ hết bệnh tật. Tại vì trong thịt chúng sanh á, nó nhiều độc tố ghê lắm. Mình ăn, bây giờ mình không có bị gì, nhưng mà con trong cái bụng mình á, nó sẽ bị đó. Nó bị nhiều lắm luôn á. Tại đứa nhỏ sau này, nhiều đứa nhỏ bệnh lắm. Vì cha mẹ nghĩ ăn thịt chúng sanh là bổ, thực sự mình cấy cái độc tố vô trong cái trứng của mình á, con mình nó sanh bệnh tật. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu sâu sắc điều đó đâu, phải không? Chúng ta cấy thuốc độc vào những cái gen trong con người của mình á, mình cấy trong đó sẵn, khi đẻ đứa nhỏ ra nó sanh bệnh tật là lỗi của mình, không phải lừa đứa nhỏ, nó vô tội. Nhưng mà các ngài cho mình thấy điều đó là nhân quả, mình phải học để mình giải trừ nhân quả của mình, nghiệp lực của mình. Thầy nói nãy giờ nói liên tục mà. Đồ đệ, chúng ta chia sẻ Phật pháp là phải hỏi và nói chuyện với nhau. Hỏi bệnh cũng được, thầy sẽ giải thích tại sao bệnh, thầy sẽ chỉ cho huynh đệ tự giải bệnh. Chúng ta chia sẻ Phật pháp cho nên phải nói qua nói lại, đàm đạo với nhau mình mới giải quyết được vấn đề học. Cái gì là Phật, thầy nói đã đủ rồi đó, tới đây là cạn.
nghiệp chướng và bệnh tật hả, mình tạo tác nhiều trong cuộc sống thế gian từ nhỏ tới lớn thì chắc chắn quan gia thế chủ đeo đòi mình càng tệ, càng lúng lớn càng tệ. Sanh bệnh tật, bệnh nhiều bệnh ít do nghiệp nhiều nghiệp ít, nặng nhẹ do nghiệp nặng nghiệp nhẹ. Tất cả chúng ta đều sống trong cái cõi ta bà này là đều phải bị luật nhân quả kiểm soát từng giây từng phút từng giờ từng thở ra vào, từng hành động từng lời nói từng cử chỉ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta phải biết rằng là mình luôn luôn bị quán xét bởi luật nhân quả của vũ trụ. Cái gì thiếu thì bổ vô, cái gì không đúng thì chỉnh lại, tôi sửa tôi bổ tôi chỉnh mà, thấy không? Ông huynh đệ đem hết trong nhà mình ra, bệnh gì đem tới đổ vô thầy, sao chịu nổi? Thầy đâu phải là cái nhà kho chứa bệnh tật đâu, phải không? Chứ nghĩ là thầy huynh đệ là bệnh tồn kho, đem cái kho đó đổ vô cho thầy, làm sao thầy chứa nổi? Cái nghiệp lực nó đeo đuổi mình. Hôm nay thầy xin phép thầy chia sẻ huynh đệ bệnh tật và nghiệp chướng, hai cái này nó liên quan đến nhau. Bệnh tật và nghiệp chướng, đây bài này bài thứ hai đó, phần hai. Thực sự huynh đệ chúng ta sinh ra, khi ra khỏi mình người mẹ rồi đó, là mình đã có sẵn cuốn sổ đời của mình đó. Thật ra đứa bé nào cũng vậy, 99.9% tất cả đứa bé đều đẻ ra hai bàn tay nắm cứng thế này nè, đúng không? Mình mở nó ra rồi nó nắm cứng lại. Khi sinh ra huynh đệ có cái gì trong tay không? Rồi khi nằm thẳng cẳng nín thở rồi tim ngừng đập gọi là gì? Có cầm gì theo không? Có cái lòng tham dục, cái nghiệp xấu nghiệp tốt. Còn vật chất thế gian không thể nào đem đi được. Vật chất thế gian mình ra mình hưởng dụng xong mình để lại, rồi tiếp tục mình tiến hóa. Một là mình cầm theo cái thức nghiệp thiệt là xấu cho cuộc đời mình. Hai thì cầm theo cái thức nghiệp thiệt là tốt cho cuộc đời mình trong cái kiếp tới. Đừng có nghĩ rằng là chết là xong, chưa. Những gì mình tạo tác trong lúc sinh tiền, luật nhân quả để giữ trữ lại một cái kho lưu trữ hồ sơ. Khi mà mình bắt đầu trở về cái nhà mới, vừa đẻ ra khỏi mình người mẹ là không có cái gì, bàn tay cũng không có gì, nhưng mà trong lòng bàn tay này nè, nó có cả một cái thức nghiệp tốt và xấu, ác và thiện, hiền và dữ đều nằm trong này hết. Thành ra lâu lâu để ý đứa nhỏ đi, huynh đệ để ý con mình đi, nó mới biết ngoan ngoe ngoe mà nói chừng 5-7 tháng vậy đó, nó dở bàn tay ra nó cười mình nó thôi là thấy cuộc đời thằng nhỏ này là đỡ khổ rồi đó. Còn đứa nhỏ mà dở bàn tay nhìn là khóc hoài, có phải là biết thằng này nó sẽ khổ. Huynh đệ phải để ý đi nha. Mà khi ra cửa, khỏi cửa người mẹ rồi đó, là bao nhiêu, khi mà có vợ, có chồng rồi đó, thì bắt đầu cái nghiệp bắt đầu nó đổ vô. Còn lúc từ nhỏ tới lớn á, nó chỉ biểu lộ khoảng chừng 60-70% của cái nghiệp cũ ngày xưa thôi. Nhưng mà khi bắt đầu lấy chồng, lấy vợ là bắt đầu nghiệp nó sẽ nở ra. Mình sẽ hưởng tất cả những gì mình từng tạo tác trong quá khứ. Và trong lúc từ nhỏ tới lớn mình sống khi có vợ, có chồng, nó sẽ nở tùm lum ra hết. Rồi trong lúc mình sống á, cái đầu mình nghĩ tầm bậy, cái miệng nói tầm bạ, cái thân làm tùm lum tà la chuyện á, thì mình tạo tác trong lúc còn sống vẫn trả cái nghiệp mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Rồi mình bắt đầu sống trong ngày để tạo tác cho nghiệp ngày mai. Tức là chúng ta tạo tác nghiệp lực không ngừng nghỉ, từ đời này qua đời nọ tới nữa không bao giờ ngừng nghỉ. Khi mà bắt đầu nó quá lớn rồi á, nó xảy ra bệnh, rồi chưa kể con mình nó lại mang cái bệnh, cái nghiệp của chính mình, bởi nó với mình cộng nghiệp với nhau, lại tiếp tục nó ra đời để mình nhìn thấy cái sự đau khổ của nó, để mình đau khổ. Cái đó là nghiệp của ai? Mình đau khổ chứ nó biết gì đâu, phải không? Nó bị đó. Ai đau khổ? Cha mẹ đau khổ. Tại ra người cha mẹ vì nhìn cái sự đau khổ đó, phải ngồi xuống mình tụng kinh, niệm Phật cho miên mật, để mà bản thân mình tự chuyển thức, chuyển hóa cái nghiệp lực của chính mình. Khi mà đứa nhỏ nó khỏe mình vui, có phải là nghiệp của mình không? Thì nó bệnh mình đau khổ mà, là nghiệp của mình, đâu phải của nó. Bây giờ nó đâu có biết gì đâu, nó ra để nó đòi nợ mình đó. Vì khi ông bà cha mẹ quay lại đòi nợ xưa, bạc đãi ông bà cha mẹ quay lại đòi, nó phải trả thôi. Nhưng mà chúng ta không ý thức được điều này, chúng coi như cái chuyện bình thường. Không có bình thường đâu. Chúng ta còn dính líu tới nhau nhiều lắm. Gặp nhau một là đòi nợ, hai là trả nợ, ba là tiếp tục gây nợ. Rồi để một đống nợ đi kiếm thầy trung đạo. Trời đất ơi. Trung đạo nó phải là như chứa nợ. Chúng ta phải hiểu. Hả, cái nghiệp nặng á, thì trước sau rồi cũng té xuống bệnh à. Nghiệp nhẹ thì còn tà tà chơi được. Nặng nhẹ là bệnh nhiều bệnh ít. Bệnh nặng bệnh nhẹ là do cái nghiệp mình tạo tác trong quá khứ, trong hiện tiền.
Rồi cái quả của ngày mai là do những gì mình đã từng tạo tác trong ngày hôm qua. Bởi trong lúc đang sống đây là mình tạo nợ, phải không? Còn mình ngày hôm qua là vay nợ, bây giờ tạo nợ, ngày mai là trả nợ. Cho nên thầy viết câu là vay nghiệp, thấy không? Trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi sinh tử luật không sai. Đó, ai là chủ nhân của nghiệp, ai chủ nhân là nợ? Mình. Tất cả chúng ta đều là chủ nhân sản xuất những điều xấu, tốt, thiện, ác, hiền, dữ. Chúng ta là chủ nhân. Nên khi gặp cái chuyện nghịch cảnh, chướng duyên, hãy vui vẻ mà nhận nó. Bởi mình phải ý thức rằng nó chính là con đẻ của mình trong quá khứ. Cho nên cười ra nước mắt đi. Cười ha hả nhưng mà nước mắt vẫn chảy, nghe không? Cười là nó về lẹ quá, khóc là bởi vì nó ghê quá. Cho nên để đừng có làm nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục làm, phải không? Có chuyện bình thường. Chúng ta coi thường luật nhân quả quá, cho nên chúng ta tiếp tục tạo tác. Nếu huynh đệ hiểu luật rồi đó, thiệt huynh đệ á, như đây nè, sợ thế bà cố nội, nó ra trước con mắt mình không à, mình thấy đó rõ ràng luôn à. Huynh đệ chưa có chứng kiến những cái bệnh khiếp khiếp lắm luôn đó, thầy thấy mà. Không lẽ bây giờ thầy lấy phép màu thầy xóa cái mặt nó luôn cho rồi? Nhưng mà mình làm vậy mình sẽ dính vào luật nhân quả, mình xía vào nghiệp của bá tánh chúng sanh. Chúng ta không ai được phép nhúng tay vào chỉnh sửa và chuyển hóa nghiệp của huynh đệ chung quanh mình. Dù có cách là giúp họ ngồi xuống tụng những gì mà mình đã có kinh nghiệm, mình chỉ cho họ, tự họ tụng, họ rửa những gì mà họ từng tạo tác, sám hối cho thiệt là miên mật sám hối, thì mình mới mong rằng là mình chuyển hóa được nghiệp lực mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Có rõ không? Rõ chưa? Để chúng ta huynh đệ tới thầy rất là hạnh phúc khi gặp huynh đệ, gặp thầy rất là hoan hỷ tiếp nhận. Nhưng thầy phải chia sẻ những gì cần thiết để huynh đệ phải làm, chứ không phải thầy làm hết. Nếu thầy làm hết thầy thành ai? Thì người nhiều chuyện xía vào nghiệp ta bà, thì làm sao thầy sống nổi với cái nghiệp lực của huynh đệ? Nếu làm được chư Phật đã làm hết rồi, đâu có tới huynh đệ đứng năm hộ niệm cho thầy, phải không? Chúng ta có quyền giúp huynh đệ mình chỉnh sửa bằng cách là cả hai cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Người yếu nhờ người mạnh kéo phụ, nhưng mà đặc biệt là người yếu phải làm nhiều hơn cái người mạnh một chút, bởi nghiệp của mình mà đâu phải của ổng. Đừng có đưa tên tuổi với thầy đời này, đừng có hồng mà bình an, bản thân thầy còn chưa an nữa nè. Thầy nó không tin thì thôi, ở Mỹ mà tới nhờ thầy túng cầu an á là $400-500 là thầy rất là an rồi. Thầy thấy số tiền mặt thầy tỉnh lắm, thì ngày mai có tiền trả tiền điện, tiền nước, điện thoại chứ, không ăn sao được. Còn nếu mà tới nhờ không là thầy bất ổn. Nói mà làm thinh là thầy trong này rộn rộn nè, nó nói cái miệng không à, phải không? Nó cầm bao thư nó thầy cúng cho con làm liền thì khỏe lắm. Thực tế là vậy đó. Thầy nói cái chuyện đó thôi chứ không phải bản thân thầy đâu. Thầy thì bất đồng ổn rồi. Bây giờ thầy không mong chờ, thì mong rằng là huynh đệ gặp thầy rồi lụm một cái gì đó rồi về cùng tu chung với thầy. Đó là một hạnh phúc nhất mà thầy được từ huynh đệ ban cho. Vài ba tháng sau lấy cái mặt đẹp vui vẻ lên là thầy mừng, bởi vì huynh đệ đã nhận được cái sự gia hộ của chư Phật, nên huynh đệ đẹp lên, khỏe lên, vui vẻ hơn. Còn khi gặp chưa gặp thầy á, thì mặt mày chầm dầm một đống, mặt xanh lè như chúng ăn của mình á. Gặp thầy rồi buông bỏ vui vẻ, đó là món quà mà huynh đệ cho thầy. Thầy chỉ chờ như đó thôi á. Còn nếu thì gặp thầy rồi năm sau mặt còn tệ hơn đó, thì thầy đau khổ vô cùng, bởi thầy cho thuốc lộn người. Vậy nó mới đau khổ hơn, đúng không? Cho lộn thuốc. Thế là chúng ta làm việc chung với nhau để tương trợ giúp đỡ nhau, chứ không phải đến gặp nhau rồi đổ rác hết cho ổng, rồi cái ổng phải hốt rác cho mình, rồi cái ổng mình đưa tên tuổi để ổng cầu nguyện, còn mình ở nhà đi cà nhõng nhõng tiếp tục tạo tác nghiệp là sao? Thấy có công bình không? Đâu có đâu, mình bóc lột tận tình luôn nữa. Coi như ổng là phải làm cho tôi, bởi vì ông là thầy chùa. Thầy mà làm chùa mà đâu có lấy tiền ai, phải không? Đừng có coi thầy tội nghiệp thầy chứ. Thầy cũng là bá tánh huynh đệ mà, rõ không? Nhân tới thầy á, đừng coi như là gặp thầy là cái mặt thấy nhăn một đống vậy nè, coi như thầy phải lụm cho tôi đó, không tôi sẽ nhăn cả ngày hôm nay á.
tội nghiệp thầy chứ, ngày sáng vui vẻ của thầy là mất hết rồi. Thế là huynh đệ, giống như là tới là cái làm cho cái mặt thầy giống như huynh đệ, thầy làm sao ngồi đến nói chuyện được. Nhưng mà đỡ cái là mặt thầy dày cho nên thầy không bị ảnh hưởng. Đừng có hồng mà đem cái buồn phiền tới mà làm cho mặt thầy rầu, không bao giờ có đâu. Thầy nhe răng thầy cười tối ngày, đừng có hồng mà ảnh hưởng tới thầy. Cho nên huynh đệ với thầy, chúng ta hữu duyên đi gặp lại, những gì có thể chia sẻ được, trung đạo sẵn sàng làm hết mình, khả năng bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nhưng huynh đệ phải cùng làm với thầy thì chúng ta có thể gọi là giúp đỡ nhau chuyển hóa nghiệp lực được. Chứ chúng ta không thể nào thò tay lấy của người khác được, của người nào người đó xài. Mà nhất là cái phần đó thì của người nào người đó giữ, tài sản riêng tư của bản thân mình từ bao nhiêu kiếp trở lại đây rồi. Huynh đệ đừng có hòng mà mình làm giấy chuyển nhượng được nha. Đừng có hòng cho ổng là gọi là cái gì mà mình ký giấy cho ông này là toàn quyền quyết định đó. Lầm to. Đúng chưa? Đúng không? Quá đúng luôn, đừng có mà mơ mà mộng. Đừng có ký giấy sang tên cho thầy, rồi thầy xài thoải mái, không có cái chuyện đó đâu. Còn tất cả những gì huynh đệ cúng dường cho thầy, thầy nguyện sẽ tất cả những đó trở thành hưởng công đức, làm việc, những việc mà huynh đệ sẽ không bao giờ người thầy làm cái gì. Nhưng mà tất cả đều là công đức của huynh đệ, chứ thầy chỉ là làm công thôi. Thầy làm hết mọi chuyện. Bản thân thầy, thầy biết mà. Thầy có nhiều khả năng. Huynh đệ chưa hiểu đâu. Nói chuyện với thầy một tiếng đồng hồ trong điện thoại phải trả tiền cho thầy đó, đừng có bình thường. Thầy nói mấy tiếng đồng hồ không ai trả cho thầy xu nào. Bên Mỹ là sòng phẳng. Muốn nói chuyện với thầy vấn đề tâm linh, nói chuyện với thầy một tiếng đồng hồ phải trả tiền. Nó vậy luôn đó. Mời thầy tới nhà tụng, đụng điểm cho người phải trả tiền. Vì kính được người ta rất là sòng phẳng. Hả, có làm là có tiền. Bên Mỹ nó gọi là thì giờ là tiền bạc. Một tiếng đồng hồ tính tiền một tiếng đồng hồ. Nếu mà mình lỡ mình xui quá, mình nghiệp chướng nặng quá mà ở Mỹ á, không có bảo hiểm sức khỏe, cấp cứu mình ngày hôm nay, ngày mai tính 16.000 đô một đêm. Thật ra ở Mỹ nó hỏi một câu là cái giường loại nào mắc nhất? Thì người ta đưa là giường của nhà thương. Mắc lắm. Nằm mỗi một tháng mà nằm mê man nó đút ống vô một tháng 1 triệu đô. Thích ở Mỹ không? Không thích. Vậy thầy đâu có mua bảo hiểm bao giờ đâu. Chính vì không mua bảo hiểm cho nên về Việt Nam ăn lá cây để ở bệnh. Bên Mỹ đó, đừng có tưởng đệ tử thầy á, nổi điên lên tim đập không được, chở cấp cứu 16.000 đô. Không bảo hiểm tiền đâu trả. Thấy chưa? Đừng có tưởng bở. Cho nên huynh đệ, nếu không có nương vào Phật lực, khi trong gia đình chúng ta gặp chuyện đau buồn, bệnh tật, không có tiền bạc, chúng ta phải nương vào Phật lực. Đặt hết niềm tin của mình vào chư Phật. Trong bài tụng và cuốn bài niệm của mình, để mình nương vào cái năng lực thiêng liêng của các ngài hộ trì cho mình để mình vượt qua những cơn khốn khó. Cho nên các ngài mới có các vị gọi là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài nguyện, ngài lắng nghe tiếng kêu gọi của thế gian, sự đau khổ của ba tánh chúng sanh. Người nào đau khổ, khốn khó trong cuộc sống, bệnh tật, kêu gọi ngài, ngài sẽ giúp. Trung đạo nương vào cái lời nguyện đó, trung đạo sống cả cuộc đời này là hơn nửa đời người, thầy vẫn tiếp tục niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì cái gì thầy cần là thầy nói một câu là có. Hả, niệm nhiều năm quá nó trở thành một cái tự nhiên. Hả, tự nhiên tột đỉnh trở thành thiêng liêng. Thật ra thiêng liêng mở miệng là có chuyện sắp xếp. Rõ không? Bởi chúng ta không đủ niềm tin để bước vào Phật Pháp. Rất là cần niềm tin. Làm cái gì cũng phải có niềm tin. Cho nên các vị trước nói linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu mình không đủ niềm tin là mình làm cái trầy trật hoài, lời nguyện mình không bao giờ đắc thành. Còn há tin tuyệt đối, sống trong niềm tin, làm cái gì cũng thành. Bởi vì niềm tin cho mình tất cả những sự lạc quan, mạnh mẽ, cương nghị, hãy làm là được. Bởi vì niềm tin chúng ta nó còn bấp bênh quá, không có nơi nương tựa tâm linh, cho nên mình niệm mà mình cũng không có tuyệt đối tin tưởng vào lời niệm. Thầy nói một câu chuyện đơn giản mộc mạc thôi. Thầy chuẩn bị, mỗi lần thầy về Mỹ là thầy làm ra tiền. Còn ở Việt Nam này lụm tiền lẻ để rồi cho lại người nghèo thôi. Còn bên kia là thực sự làm ra tiền. Bởi vì bàn tay thầy được giấy phép làm ra tiền. Thầy dám nói như vậy. Lần đầu tiên thầy nói trước đại chúng. Thầy có giấy phép khả năng làm ra tiền ở Mỹ. Nên thầy cầm cái tiền về đây, thầy đi đó đi đây cả năm trời vẫn còn không có hết. Bên cạnh đó huynh đệ còn phụ tay để giúp người này người kia. Chúng ta chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh khốn khó. Lấy phương tiện làm ra tiền. Để làm phương tiện cho bản thân mình đi khắp nơi để làm việc cho anh em của mình.
Mục đích chính của thầy là giúp anh em mình nhìn lại những gì mà nó từng tạo tác trong quá khứ, những gì mà mình đang đau khổ, đang bị cái này cái nọ kia, giúp cho anh em nhìn thấy được điều mình đang sống, nó sự đau khổ của chúng ta phải dứt trừ nó bằng cách là ngồi xuống để tu, tự mình chuyển nghiệp của bản thân mình, chuyển hoàn cảnh sống của mình. Nếu không, anh em sẽ không bao giờ thoát được cảnh khổ do chính mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Tất cả những gì hiện giờ chúng ta đang có, đang bị, đang được, đang hạnh phúc, đang đau khổ, đang bệnh tật, đều là do từ thuở quá khứ mình từng tạo tác. Bây giờ mình phải chịu trách nhiệm những gì mà đã từng tạo tác. Rõ chưa? Chúng ta phải can đảm mạnh dạn nhận cái lỗi lầm của mình, ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho thật là miên mật tinh tấn, thì mới có hy vọng tiếp nhận sự gia trì gia hộ các bậc đã chứng đắc. Các ngài mới phóng quang tiếp điển để hộ trì mình tu học cho dỗ vô, để mình rửa nghiệp của mình, hoàn chỉnh sửa lại cái sống của mình. Đó đó mình mới có cơ hội thoát nạn, thoát khổ, thoát phiền não, hết bệnh tật. Rõ chưa? Cho nên niềm tin là tất cả. Niềm tin là tất cả. Các vị đi trước đã nói đó, have faith là tuyệt đối tin tưởng. Have faith. Have faith in God. Tin tưởng tuyệt đối vào Như Lai. Have faith and fear not. Tin tưởng tuyệt đối mà không sợ hãi. Have faith and doubt not. Là không bao giờ nghi ngờ vào sự tin tưởng của mình. Nhờ cái lòng tin tưởng tuyệt đối đó, mình mới giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ, giúp đỡ của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên vạn linh trăm họ, rồi còn dính ở trên thế đất thì chưa được đào thai, được siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Lúc đó mình mới giải trừ được nhiều thứ đau khổ phiền não của mình. Bệnh tật mình dần dần nó sẽ hết. Rõ chưa? Tu là khoa học. Chúng ta phải tu khoa học, không được mê muội. Đừng có đau khổ ngồi xuống đó, thay vì mình khóc lóc than thở một tiếng đồng hồ, mình tụng không biết bao nhiêu biến đại bi rồi, bao nhiêu biến A-di-đà rồi, có phải không? Một tiếng đồng hồ mà rên rỉ than thở cho hoàn cảnh hiện tại bây giờ, mình tụng được không biết bao nhiêu biến rồi đó. Để thay đổi là cái cách sống, không có ngồi xuống rên rỉ nữa, mà ngồi xuống tụng kinh niệm Phật cho giỏi vô, để mình tự hoán cải, chuyển sửa, chuyển đổi cuộc sống mình hiện tại, rồi giúp đỡ con cái bên cạnh, giúp đỡ những người bà con thân thuộc mình trong gia tộc trước. Cho nên bổn phận chúng ta là phải ngồi xuống tu cho giỏi vô, để mình giúp cho mình có cơ hội thoát nạn, thoát khổ. Rồi anh em huynh đệ bên trong nhà mình cũng có cơ hội hưởng được cái phước mình tu học. Lúc đó họ mới có chuyển đổi được cuộc sống của họ được. Rõ không? Dễ hiểu không? Dễ hiểu chưa? Không có được rên rỉ nữa. Bây giờ phải chấp nhận nó là con đẻ của mình, cho nên mình phải đối xử với nó thế nào. Mình phải ngồi xuống mình tụng kinh cho đứa con mình nó bớt bệnh, trí tuệ sáng suốt. Rồi tập cho con mình biết niệm Phật giống mình. Người cha mẹ mà để đức lại cho con là giúp cho con cái biết niệm Phật tụng kinh giống mình á, mới để lại cái phước cho con mình được. Nó gọi là cái phước vô lậu. Còn nếu mình có tiền có bạc mình để á, nó lên nó ăn chơi cũng hết thôi. Nó phá riết cũng hết thôi. Cái phước hữu lậu là vật chất, nó phá riết cũng không còn. Nếu không để phước âm đức lại cho con cháu thì không bao giờ cái phước này tồn tại. Phước âm đức là tồn tại lâu dài vĩnh viễn. Còn phước vô lậu tức là dương đức, ăn sẽ hết, xài sẽ hết. Đồng tiền với cái phước đó nó cùng một cái tính chất. Hả, mình hết phước là hết tiền. Hả, hết phước là họa vô. Mà họa vô là dậu đổ bìm leo, tức là khi mà ngã xuống một cái là bao nhiêu cái xu nó đổ đập lên mình, nó bệnh tật nó nhào vô, là không có tiền để bác sĩ, không có tiền uống thuốc, là bệnh tật nó lan tràn. Rõ không? Để ngăn chặn cuộc đời mình không tiếp tục tạo tác nghiệp, ngay từ lúc này huynh đệ phải ngồi xuống tụng thì kinh, nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Thầy lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần trong cuộc đời, nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Trên ba cái này mà thanh tịnh rồi thì chúng ta bớt tạo tác nghiệp rất là nhiều. Huynh đệ nghĩ đúng không? Đúng không? Thì ý nghiệp là chủ, ý nghiệp là tất cả. Hả, cái đầu mà nghĩ vớ vẩn nhiều quá là cái miệng nó tầm bậy. Hai miệng nói tầm bậy một hồi là cái thân nhúc nhích tầm bậy. Chứ là đều tạo tác cả. Để tránh tình trạng tiếp tục mỗi ngày tạo tác, ngày nào về mở mắt ra là nghĩ thiện làm lành, rảnh cái ngồi xuống tụng kinh trì chú, thì mình sẽ không có nhiều thời giờ tạo tác. Bởi vì mình tập trung tư tưởng hết vào những điều thiện lành nhất là nghĩ thiện, là ý nghiệp không tạo tác. Làm lành là thân nghiệp không tạo tác. Tụng kinh trì chú là chấm dứt cái khẩu nghiệp. Nói những lời tốt lành, nghĩ những điều tốt lành, làm những điều tốt lành là mình đang làm cho chính bản thân mình, chứ không phải làm cho ba tánh chúng sanh đâu. Đúng không? Thì luật nhân quả sẽ đem về tất cả như chúng ta nghĩ mà. Mình chỉ cần nghĩ một điều này thôi, một tiếng đồng hồ,
là nó 60.000 lần, tư tưởng lên xuống 60.000 lần trong một tiếng đồng hồ đó. Ghê chưa? Thì một phút á là 1.000 lần, mà 60 phút là 60.000 lần nghĩ bậy, mà một tiếng là 60.000 lần. Quý vị nghĩ một ngày, quý vị nghĩ bao nhiêu lần, bao nhiêu điều xấu ở trong cái đầu? 10 tiếng đồng hồ là 600.000 lần, quả báo trở về là 2.400.000 lần. Mà trong có 10 tiếng thôi mà quả báo trở về là 2.400.000 lần. Quý vị nghĩ đi, bao nhiêu ngày quý vị sống từ hồi xưa tới bây giờ, tới ngày hôm nay luôn, là đã từng nghĩ bao nhiêu điều xấu rồi, thì cái điều xấu nó trở về với thân thể của mình, của gia tộc mình đầy nhóc trong đó đó. Quý vị thấy cái luật nhân quả kinh khủng chưa? Hả? Luật nhân quả 1 thành 4, nhân mà. Đâu phải là lấy cái này trồng xuống đâu, thì nó trồng thử cái trái cây thôi, nó mọc bao nhiêu trái ăn bao nhiêu năm hết không? Nó đó, nhân quả 1 thành 4, tất cả những gì chúng ta chọi ra một quay trở về 4 lần. Quynh đệ tưởng tượng đi. Bây giờ chẳng còn 1 phút thôi, chúng ta nghĩ 1.000 lần. 60 phút là 60.000 lần. Chưa kể cái miệng còn láp nháp cả ngày nữa. Thì nó ra không biết bao nhiêu điều xấu xa đó. Nó quay trở lại trong 10 tiếng đồng hồ là quay trở lại 2.400.000 lần. Một năm, hai năm, 10 năm, 50 năm, 60 năm, sống cỡ này tới 90 tuổi mà còn nói tầm bậy thì nó cỡ nào? Cái vách tường nghiệp lực mình nó dày vô tận. Cho dù quyền năng Như Lai có mạnh khủng khiếp cỡ nào, không thể nào giúp đỡ chúng ta phá vỡ được cái vách tường nghiệp lực mà mình từng tạo tác cho chính bản thân mình xây dựng lên đó. Mình để nghiệm lại coi thầy nói mình đều có sợ hay không rồi. Thấy chưa? Nếu hiểu được như trung đạo có dám nghĩ bậy không? Không. Nghĩ thiện làm lành tụng kinh đi chú. Kệ cha nó đi, nó làm chuyện của nó, mình cứ xía vô mất công sanh chuyện. Tại là chúng ta chỉ có 8 câu thôi, nghĩ thiện 8 chữ thôi, nghĩ thiện làm lành tụng kinh đi chú. Nếu không làm được nữa, thì tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, tiếp tục tạo tác nghiệp. Bởi vì ý nghiệp làm chủ của cuộc sống mình, mà luật nhân quả không bao giờ bỏ qua cho từ một sự suy nghĩ nhỏ đến lời nói, đến hành động nhỏ nhẹ cũng đều ghi lại hết. Nên khi xảy ra cho chúng ta phải biết rằng là nó trở về tìm cha đẻ của nó, mà mình chính là cha đẻ của nghiệp lực xấu và tốt. Nam Mô Di Đà Phật. Thầy ngồi xuống nói chuyện là không bao giờ chép bài giảng mà viết xuống từ giấy. Tại vì nhìn thấy huynh đệ hôm nay như thế nào thì cái miệng thầy nói như vậy. Thầy nói sẽ không ngừng và không bao giờ vấp. Không vấp bao giờ. Đẻ ra để nói mà. Hôm nay chúng đạo đánh thức huynh đệ vậy. Chúng ta cùng làm việc với nhau. Anh em mình là cùng một gia đình, cùng cha, cùng mẹ Như Lai. Chúng ta cùng một tánh linh như nhau. Thầy hỏi thì huynh đệ cũng trả lời ý như vậy. Nhưng mà chúng ta không chịu nương vào cái tánh linh có sẵn trong bản thể mình để tiến hóa, để bớt tạo tác nghiệp không lành, không tốt, không sạch. Tánh linh trong chúng ta mỗi người đều giống nhau, cho nên thế gian nó gọi là Phật tánh. Nó đặt như vậy thôi, chứ không có tên tuổi gì cả. Mà tánh linh này chẳng có hình dáng, tánh linh này cũng chẳng có cao thấp, chẳng có mập ốm, chẳng có sang hèn, giàu nghèo, chẳng có dày mỏng, chẳng có khôn ngu. Cái tánh linh mỗi người chúng ta không biết đặt cái gì đặt đại nó. Thí dụ Phật giáo đặt là Phật tánh đi, công giáo đặt là chúa tánh, còn Hồi giáo là đặt hồi tánh. Nó hôm nay mai đổi. Rõ không? Nói chung là mình đặt cái tên theo cái tôn giáo mà mình sống. Nhưng mà đặc biệt cái tánh đó là tánh chung của tất cả trên thế gian này, không phân biệt bất kể tôn giáo nào. Cái tánh đó cũng là tánh thiêng liêng chung của vạn vật. Tánh thiêng liêng này là của cha mẹ mình ban cho chúng ta. Mỗi người có tánh đó giống cha giống mẹ. Chúng ta không biết nương vào tánh thiêng liêng sống, chúng ta sống trôi lăn trong vòng sinh tử hết đời này tới đời khác, là lý do chúng ta không chịu nương tựa vào tánh thiêng liêng sẵn có mà thế gian là ông Phật trong người của mình á. Phật ở đâu? Cũng trả lời y hệt, nhưng mà có dám sống đâu. Sống sợ thành Phật sao? Còn ăn chay thì sợ thành Phật đâu dám ăn. Đừng có tưởng ăn chúng sanh mà thành Phật. Ăn chúng sanh đó là chúng sanh. Ăn chúng sanh bệnh tật rất là nhiều. Mình không bệnh, con mình bệnh. Trong máu huyết mình có vay chúng sanh, thì trong máu huyết con mình nằm trong bụng mình cũng vay chúng sanh. Nãy đứa nào bầu 2 tháng đó, nghe thầy nói cho kỹ vô. Về ăn rau cải cho nhiều vô, đừng ăn chúng sanh rồi con cái mình nó tiêm nhiễm cái bệnh của chúng sanh đó. Thầy sẽ nói cho huynh đệ bỏ ăn chúng sanh luôn, cho huynh đệ biết mặt. Chúng ta đi sống trong cảnh thế gian này, khi đẻ ra khỏi người mẹ, ra khỏi người mẹ, chúng ta có 2 con đường đi mà thôi. Một, thế gian đặt là cái nơi tối tăm nhất, đau khổ nhất, kinh khủng nhất, thế là địa ngục. 2, cái nơi hạnh phúc an lành cực lạc nhất là Niết Bàn. Đúng không? Chắc chắn huynh đệ sẽ chọn Niết Bàn. Nhưng mà hả, chọn Niết Bàn phải sống thế nào mới được Niết Bàn chứ? Nhưng ly chúng ta sống nè,
từ khi đẻ ra đến khi lớn, khi chúng ta bắt đầu nằm dãy đạch đạch, rên la, khóc lóc, quý đệ đừng có nghĩ rằng trung đạo là người như thế này. Nếu trung đạo sống không tốt lành trong cái này đi, khi trung đạo nằm xuống á, 4-5 năm trời á, trung đạo sẽ nói bậy nè, sẽ rên rỉ nè, sẽ khóc lóc nè, phải dãy dụa, phải đau khổ nè, không nằm yên một chỗ vì quá nhiều ý nghĩ xấu á, nằm rên la hoài 5-7 năm mới chết. Chưa kể á, còn bậy bạ dơ dái tùm lum, không ăn, không tự ăn được, không tự làm vệ sinh được, mọi chứ là nhờ người khác làm không. Là cái nghiệp nó quá nặng đi cho mới nằm như vậy. Tại sao? Bởi vì cái đầu trong này chỉ có mình biết mình nghĩ gì, mình làm gì thôi. Cũng có để nhìn vô đâu thấy gì đâu, phải không? Tại sao trung đạo tới cuối đời lại nằm dãy đạch đạch như vậy? Bởi vì quan gia trái chủ nó bu, nó đòi, trong lúc còn xin tiền trung đạo từng vay mượn chúng, vay mượn họ quá nhiều, mà biết ăn họ thôi mà không biết làm cái gì để hồi hướng công đức, biết nhào vô ăn rồi hưởng, ăn rồi hưởng. Mình vay không biết bao nhiêu nợ, khi mình yếu đuối quá mình nằm xuống rồi, họ bu vô, họ tấn công mình, họ đòi cho được. Cho nên người tu á, cố gắng làm sao gặp Phật tử là có nụ cười. Cái nụ cười này chính là mình quảng cáo cho con đường mình đang đi đó. Còn nếu huynh đệ gặp những người khác mà không có nụ cười, hoặc là chứng tỏ mình là cái điều gì, cái mặt mình chầm chầm một đống á, phải biết là mình đang phỉ báng con đường mình đang đi đó. Có ai dám lại gần một người cái mặt chầm chầm đen thù lùi xanh lè không? Dồn thấy mà gớm sao dám theo, thì mình phỉ báng Phật Pháp đó. Đúng không? Đúng chưa? Nếu mình cứ thế gặp ai vậy, cho dù mình xấu nhưng mà cái nụ cười mình làm người ta dễ chịu. Đã xấu rồi còn đóng vai ngầu, nó ai coi cho được. Phải biết thân phận mình chứ. Thầy là quá biết rõ thân phận của thầy rồi. Nhìn cái mặt thầy là thấy ớn. Nếu mà không có cười đi coi, dồn thấy mà gớm. Cho nên ông cho mình cái nụ cười để nó bớt cái gớm đi, để không gây hận thù bên ngoài. Cái mặt mình mà không ưa rồi á, nó chận được, nó đánh bất tình lình, cái tội thế mà ghét. Có đó, vô quán ngồi cái mặt lùm, thấy ra chúng đánh à. Cái tội nhìn thấy ghét, nó đánh mình. Thế gian không ưa, nó đánh bất cứ lúc nào. Cho nên phải biết thân phận mình, cười đi để dĩ hòa vi quý. À. Biết thân phận là không tạo tội. Cho nên thầy biết thân phận thầy. Thầy cười nhiều. Thầy biết mà. Vấn đề cũng vậy. Chúng ta phải biết mình ở cái bậc độ nào. À, mình muốn khi nặng hơn là mình tự đè chết mình thôi. Đặt tham vọng có những cái không đủ khả năng sẽ đau khổ. Có vậy thôi. Bàn tay mình nắm được bao nhiêu thì nắm. Đừng có nắm nhiều quá, nó sẽ chảy ra khỏi bàn tay này. Vấn đề có nắm được không khí không? Chúng ta đang sống trong thế gian là đang cố gắng giữ không khí. Không có gì giữ được hết á. Chợt sinh ra với hai bàn tay trắng, kia lìa trần cũng trắng đôi tay mà. Trần gian ai dở hay, ai hay, phải không? Sang hèn chết cũng tán thay ngoài đồng. Có ai chung trên trời chưa? Phải không? Thành ra mình á, đẻ ra trần truồng, chết rồi hụt nút nó cũng lấy lại nữa. Đó. Đừng có hồng nó cho hụt nút sợ nằm cấn đau. Khi đẻ ra không có gì, khi đi rộn chẳng có gì, nghĩ lại mình đem gì theo, ngoài cái ác và thiện theo. Phải không? Cho nên chúng ta chọn ngay từ lúc này đi, chẳng thà nắm nguyên cái thiện đi, nó còn dễ chịu. Mà người tu của chúng ta nó có nhiều quyền lợi lắm. Khi đang lúc tu đây á, chúng ta bỏ gãy gánh nửa đường, chúng ta, cái thức sáng của mình có thể có quyền chọn lựa quay trở lại thế gian để vô một căn nhà mới đẹp hơn, đẹp trai, đẹp gái, khỏe hơn, có phương tiện tu nhiều hơn. Cho nên người tu còn có cơ hội chọn lựa. Còn người không tu sống sưng đậu phổ, quậy phá, tạo tác không biết bao nhiêu điều ác, thì nghiệp lực sẽ dẫn dắt theo cái luật nhân quả cố định. Rõ chưa? Nó sẽ đưa mình về nơi đó. Mình phải trả những gì mình từng tạo tác. Mình phải bị người ta hành hạ giống như mình đã từng làm người khác. Mình sẽ chịu tất cả những cảnh đau khổ nhất mình từng tạo tác trong lúc sinh tiền. Cho nên bây giờ chọn đi, tạo điều tốt lành để có quyền chọn lựa trở lại thế gian, hay là bị nghiệp lực xây sở, xây chuyển. Cho nên nói rõ hết ngày hôm nay. Nãy nói về chúng ta lúc mà cận tử nghiệp, quan gia trái chủ bu nó đòi á, nó đòi đủ thứ chuyện hết, không trả làm cho mình đau khổ, nó bẻ cổ, nó ngắt tay ngắt chân. Lúc đó cái đầu của mình đâu có nghe được người ngoài nói, con mắt mình đâu có thấy, cái miệng chỉ biết là la ớ ớ vì cái người bên kia nó đòi quá nhiều mà đông nghẹt để đòi. Nếu trong gia đình có người hiểu chuyện á, lập bản án tụng cho quan gia trái chủ á, nó trả mẹ mình lại, nó tha thứ cho mẹ mình, giúp cho họ siêu sanh đi. Khi quan gia trái chủ nó nghe một thời tụng kinh mình mấy ngày liên tục á, họ buông mẹ mình ra, họ không đòi nữa, họ siêu rồi á, thì mẹ mình không còn rên la nữa. Nếu bà còn phước bà sống lại, còn không bà sẽ ngủm luôn.
Còn phước thì tiếp tục sống, không đủ phước thì bắt đầu ngủm trả nợ. Rõ ràng luôn, thành ra đừng có tưởng rằng là những gì mình vay mượn từ nhỏ tới lớn tới giờ, tới khi nằm xuống không có hả? Nó bu nghẹt nhà mình luôn á. Ông nội thầy là một người tu mà thiệt rất là siêng năng, rất là hiền từ nhỏ tới lớn luôn, tới già luôn á. Mà khi chết á, gần chết kêu bố thầy cho cái búa đi để chọi tụi nó nhìn đông quá. Nó quá đông luôn mà ông nội thầy cũng thấy nó đòi nữa đó. Mà ông nội là một người hiền lương vô cùng. Đệ tử thầy Hà Nội đó, mẹ nó nằm mê man rồi, bác sĩ kêu về lo hậu sự, lo hồn hết đi, bà sẽ chết. Nó lập bàn án, nó tụng mấy ngày sau bà tỉnh là bà nói á, là nó bu nghẹt, nó đòi nghẹt liên tục, có những cái kinh khủng, hình ảnh kinh khủng. Nhưng mà nó tụng riết ngày thứ nhất nó bớt, ngày thứ hai nó bớt, ngày thứ ba bớt, ngày thứ tư bớt. Đôi lúc mà anh tụng thì anh nghe là 10 ngày nữa mẹ con sẽ về, nhưng mà có 8 ngày thôi bà đã tỉnh dậy, bà đi về á, mà bác sĩ nói là đã chôn rồi đó. Mới Hà Nội nè, thầy đi cách đây 3 tuần. Huynh đệ thấy chưa, người ta làm được mình làm được chứ. Người con có quyền lặt bàn án làm cho mẹ, cho cha mình, để cầu cha mình quan gia trái chủ. Trung đạo nói rồi, bản thân là nằm xuống mà rên la hét lại, thì tự phải biết là ông này đã từng tạo tác điều xấu trong âm thầm, cho nên ông nằm đó ông la mấy năm trời. Thấy chưa, mình cũng vậy thôi à. Nên để chúng ta không bị tình trạng này, ngay bây giờ chúng ta ngồi xuống tu cầu cho quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, quan gia trái chủ của mình tiêu trừ ngay từ lúc này. Biết ăn chay niệm Phật, tụng kinh trì chú để bớt tạo tác nghiệp. Chúng ta khi rời khỏi thế gian, trước khi chết á, huynh đệ cố gắng người tu hiểu luật theo chư Phật. Lúc chết cái đầu nóng hổi, chư thiên cái mặt nóng. Đầu thai sau 49 ngày hoặc 100 ngày là cái ngực nóng, cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, ống nguyện nóng là ngạ quỷ, bàn chân nóng là súc sanh. Thành ra chúng ta là người có tu chút như vậy, nhớ lời thầy nói, khi gần chết rờ thử có cái đầu có nóng không là biết mình theo chư Phật. Cái đầu này lúc chỉ có lúc nào nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, sống an lành hạnh phúc, nói điều tốt, làm điều tốt, nghĩ tốt, không ngừng nghỉ trong nhiều năm, thì chắc chắn có cơ hội cái đầu nóng. Và cái mặt nóng là chư thiên, cái ngực nóng là cõi nhân, đầu thai sau 49 hoặc 100 ngày. Cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, ống nguyện nóng là ngạ quỷ, bàn chân nóng là súc sanh. Bây giờ anh để chọn cái gì? Chắc chắn là chọn gì biết rồi. Bàn chân phải không? Chúc mừng. Bây giờ còn ăn chúng sanh là bàn chân thôi. Chắc chắn là chọn cái đó rồi, bởi vì mình không nói ra, mình chọn cái đầu nhưng mà cái miệng vẫn nhai chúng sanh. Thì làm sao mà cái đầu nóng được? Cái nhà này của ai? Cái nhà này của ai? Mình đem cái điều gì vô cái nhà này để làm ô uế cái chánh điện của người ta, rồi bỏ bao nhiêu cái thứ kinh khủng nhất cho là bổ nhất á, làm dơ ra cái chánh điện của người đang ở trong nhà mình cho là thương cái nhà không sao. Mình đang bạc đãi cái chánh điện của người ta, mình đang bạc đãi sự thiêng liêng đang ngự trị bản thể thì mình lúc nào có miệng nói Phật tại tâm, tâm tại thân, thân cùi. Ăn tầm bậy mà không cùi sao được. Vậy mà đòi đầu nóng, nóng sao? Cái mong đích nóng thì có. Bây giờ muốn cái gì nóng? Chết rờ lẹ coi, chết cha cái bàn chân nóng, kêu tụi con ở lại niệm lẹ lên cho cái lên trên ngực cho mẹ đi. Tại sao thầy nói những điều này? Bởi vì đệ tử thầy á, nó đã có xảy ra rồi đó. Mẹ nó chết cái đầu gối nóng, cả nhà xúm lại niệm mấy tiếng đồng hồ cái ngực nóng. Bởi vì con cái trong nhà cộng nghiệp với cha mẹ, ông bà, anh chị em, nên con cái có quyền đứng bên cạnh niệm Phật tụng kinh cầu cho mẹ mình chuyển nghiệp, thì mẹ sẽ không chết xuống cái đầu gối là địa ngục đó. Mà địa ngục ở trên thế gian này, chứ không phải trong cái lỗ đen thùi, nhưng mà nó tối tăm nó bên cạnh mình luôn. Sống trong thế gian này cũng địa ngục chung quanh mình không à. Thật ra khi mà cái đầu gối mẹ nó nóng, nó niệm riết lên cái ngực. Rồi một tuần sau có một huynh đệ, cha nó chết vậy, cái bụng nóng hổi, cả nhà xuống lên niệm riết cái mặt nóng. Chứng tỏ rằng là chúng ta là con cái, là cộng nghiệp với ông bà cha mẹ, mình có quyền giúp đỡ ông bà cha mình chuyển nghiệp ngay cái lúc cận tử nghiệp. Rõ chưa? Cho nên mình lập cái bàn án, mình tụng kinh là đương nhiên mình có quyền làm điều này. Nhờ thầy làm, trung đạo làm chưa chắc đã được. Bởi vì tình thương của trung đạo dành cho cái người thân trong nhà, nó không bằng con cái cha mẹ ông bà. Thầy chỉ làm theo cái nghi thôi, đúng không? Muốn để trả tiền thầy làm. Thầy nói cho thầy không bao giờ nhận đi đám ma, đám dỗ, đám cúng gì, thầy không dám nhận. Bởi vì nhận mà không làm nên chuyện á, là nó bu mình, nó cắn, cuối đời nó cắn chết luôn á. Quynh đệ tưởng một cái thức nó không có răng, nó cắn đau nhột thế mà cố nội ngủ không được á. Thiệt đó, nó tụ quan gia nó độc lắm, nó biết chỗ nào nhột, nó cắn nhột không ngủ được, là tối nằm la không à. Nó hay lắm á, đòi nợ hay lắm á, chứ không phải bình thường đâu. Sáu đen đòi nợ mình nó chém là xong, còn tụi kia không có. Nó đâu có răng đâu, nó cắn nhột lắm. Tưởng tượng đi, đâu ngủ được. Mà bệnh gần chết mà ngủ được khổ lắm, la hét không à. Bây giờ muốn quan gia trái chủ bu đeo đòi nợ mình á, tiếp tục ăn chúng sanh làm những điều không tốt lành đi. Chuyện chọn lựa huynh đệ, chúc mừng.
Còn muốn cái đầu nóng hay sống sao? Hỏi thì trả lời, thầy chỉ cho. Còn muốn cái bụng nóng hả? Sanh ra cõi chiến tranh, cướp bóc, giành giật, đâm chém, làm đủ chuyện xấu xa, làm hận thù như khác là Atula đó, ngay trong cảnh giới mình luôn, đầy nhóc. Người nào mà thích gây lộn, thích hận thù chính là Atula trong cuộc sống. Nhưng mà mình không biết mình Atula, bởi mình nghĩ là mình con người thôi. Trong cảnh giới nào cũng có Atula cả, mà mình là đại diện cho Atula sống đó. Kiếm chuyện hả hở chút xíu, kiếm chuyện hở chút, kiếm chuyện là nó đó. Còn tham lam mà làm chết người á, tham của người ta làm chết người á, là thành ngạ quỷ. Cái cổ nhỏ xíu, cái bụng thừ lừ, muốn nuốt còn nuốt không được, muốn ăn ăn không được, cái cổ chút xíu rồi thôi, bụng bự, thành ra khổ lắm á, khổ vô cùng vì cái tội tham. Tiếp tục đi, chúc may mắn. Thầy nói thẳng nói thật, huynh đệ không sửa là chuyện của huynh đệ, mà bổn phận thầy phải nói thẳng. Thầy đánh thức nhau ông Phật con đang ngồi đây nè, đã nói cái miệng ông Phật ở đâu là biết trả lời liền, nhưng mà có dám sống chung đâu. Sống chung sao thành Phật, nó uổng cái thế gian sao, phải không? Người tu á, mình nói mình ăn chay mới ăn được vài ba bữa à, chúng sanh chạy ngang hai chân nhìn nó thèm, sao tu nổi vậy mà đòi đầu nóng. Giờ muốn cái gì nóng nói đi, cái đầu hả? Ừ, hỏi thì thầy trả lời cho con nghe. Thầy là người nói thiệt nha, thầy rờ trên dưới trước khi ngày nào cũng phải rờ coi cái chỗ nào nóng nhất. Mình phải sửa soạn con đường mình đi chứ. Tu mà tu là phải chuẩn bị hết à. Cái này nóng là rờ là đã là được rồi, tiếp tục. Anh có thể là người Công giáo, thầy nói đến lại câu chuyện này hoài, bởi vì nó là một cái chứng nghiệm lớn nhất trong gia tộc. Ảnh là người Công giáo, tụi này có đi cúng chung với thầy nè, đệ tử thầy cúng chung với thầy á. Ảnh bị ung thư gan, ảnh cứ lau rên rỉ la hét không à. Khi đem ở nhà thương về ảnh còn rên á, đau quá thầy ơi, đau quá thầy. Mình nói nhỏ lỗ tai ổng đó, anh yên tâm đi. Anh chết đi thầy lo cho anh, không thiếu một cái gì, anh chỉ niệm cho thầy câu Nam Mô Di Đà Chúa là được rồi. Nam Mô Di Đà Chúa, nghe chưa? Gật đầu, nghe chưa? Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa. Ừ. Ông gật đầu đây thầy. Cái miệng mình hay lắm á, mình tụng kinh từ phàm khẩu đúng không? Ăn tầm bậy nói tầm bạ là phàm khẩu, mình tụng thời gian thành thiện khẩu, tụng thời gian nhiều nhiều năm thành thần khẩu, tụng nhiều vô thành thánh khẩu, tụng thiệt là nhiều cả cuộc đời là Phật khẩu. Nước miếng mình ngọt, nó thơm ngọt, gọi là cam lộ đề hồ. Thì cái miệng mình nói là có Phật lực, nói vô lỗ tai ổng, cái thức của người bệnh nó rất là cạn, rất là mỏng mảnh, cho nên mình nói bằng Phật lực đi vào cái lỗ tai, xong rồi nó đụng vào cái tâm thức của ảnh, tâm thức ảnh sẽ lặp lại Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô. Thì mấy ngày sau ổng kêu vợ ổng lại, nói hey, 5 ngày nữa tao chết. Thì đúng 5 ngày sau cũng tiếp tục Nam Mô Di Đà Chúa. Vậy mà khi chết á, thì ở Vĩnh Long á, vợ ổng gọi là thầy ơi, chồng tôi mới chết, chị rồi coi cái nào nó nóng nhất nói cho thầy biết. Thì rờ xuống bàn chân nó lạnh, rờ riết lên cái đầu, cái đầu nó đang nóng mà nó nhịp, nó nói thầy ơi cái đầu đang nóng nhịp, nó bỏ tay ra liền, đang ra khỏi cái đầu. Huynh đệ biết là cái người này đó là cái Chúa, lúc nào cũng Chúa, bây giờ ông là Công giáo, thầy anh ruột của thầy, anh thứ năm của thầy á, là thầy thứ bảy, là ông đi đó, đi đâu huynh đệ biết rồi. Khi mà nhất tâm bất loạn, một ngày đến 7 ngày sau, nhất tâm bất loạn, thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Ông anh thầy không những mà 7 ngày mà tới 10 ngày vẫn là Nam Mô Di Đà Chúa. Tại sao? Vì ông lắng nghe được cái tiếng niệm của mình trong cái tâm thức của ông, tâm thức lặp lại như một cái máy vậy đó. Lúc đó cái đầu ông rất là sạch. Thì khi mà chết, cái năng lượng của cơ thể mình là cái sự sống đó, nó đưa hết trên đầu đó, bước ra khỏi đây là nó đi theo cái dòng điện đó, cái luồng năng lực đó. Còn nếu mà mình sống tầm bậy tầm bạ nặng trược quá, mà cái đầu của mình nó nhiều quan gia trái chủ quá độ cho thấy họ thôi, rồi bắt đầu nó tuột xuống bằng chân, làm cái phụt ra 2 bàn chân là mình biết đi đâu rồi đó. Bây giờ vấn đề chọn đi đâu, quyết định âm thầm, đừng nói ra thầy mắc cỡ đó. Nói đi thầy mắc cỡ giùm, muốn đi đâu? Đi lên đâu, chỗ nào trên đó để đi nè mới quan trọng đó. Bây giờ hỏi đi đâu, tiến lên đâu biết tiến lên ha. Tiến lên đâu biết tiến lên, hàng đầu, hàng đầu đâu thấy gì đâu, nhưng mà cũng biết tiến lên hàng đầu, lên bắn chết cha hết cả đám. Tiến lên hàng đầu nè. Tiến đi, đi đâu đâu biết đi đâu, đi Tây Phương biết chỗ nào, phải không? Nhưng cực lạc không biết ở đâu luôn. Bây giờ thầy hỏi Tây Phương ở đâu, đưa địa chỉ đây, điện thoại để tao liên lạc. Không có. Làm gì có địa chỉ liên lạc, đi về xứ đó, đi phải biết chỗ đi chứ. Người tu mà đi mù đi mò thì còn gì.
vừa tới lọt xuống hố hết rồi. Tu mù tu mò sẽ lọt chung với một hố. Cho nên nói về Tây Phương thì phải có địa chỉ, có số điện thoại đi liên lạc cái ông chủ ở đó coi có chấp nhận mình hay không. Con làm đơn xin việc làm nè, ông cho tôi địa chỉ tôi tới tôi phỏng vấn. Ông nhìn mặt mà nó khỏi tới. Nhìn mặt thấy gớm rồi bị phỏng vấn làm gì? Tại vì ông có điện thoại để huynh đệ thử liên lạc coi. Bây giờ nó con xin phỏng vấn việc làm, con lên làm người ở trước được chưa? Nó đừng có nói là vô đó mà ở chung nhà với ổng. Phải không? Mới niệm dài 3 năm mà tánh tình còn thấy mà gớm rồi đi vãng sanh cực lạc. Thầy nghe thầy phát nhột. Tánh tình vẫn còn thấy mà gớm, mở miệng là chửi người ta rồi, hơn thua rồi. Đi đâu? Đi đâu? Quý đệ niệm Phật đến bao giờ mà cái miệng mình cười gặp ai cũng thấy thương, cũng dễ thương. Lúc đó quý đệ có cơ hội cái đầu nóng đó. Chừng nào mình nhìn thấy mọi người mà cái lòng thương mình giống nhau, người nào muốn cho tình thương một cách nhẹ nhàng mà thực sự là thật lòng thương người ta, hy vọng cái đầu nóng, cái mặt nóng, cái ngực nóng. Từ phần này trở lên là tâm linh, phần này xuống dưới là địa ngục vật chất. Người mình nó có 7 điểm. Điểm thứ nhất đó gọi là luân xa 7, luân xa 6, luân xa 5, luân xa 4. Luân xa 4 này là từ tâm. Nếu huynh đệ tu mà cái ngực mình nó nặng, khó thở mà nó tức quá, có nghĩa là cái lòng từ bi huynh đệ còn quá hạn hẹp, cho nên luân xa 4 nó không mở được. Mà luân xa 4 trên luân xa 7 nó là luân xa tâm linh. Còn từ 3 trở xuống với bao tử, với cái đan điền, dưới xuống này đó là vật chất. Cho nên người nào mà về vật chất quá nhiều, mình cái bệnh phần díu người đàn bà rất là nặng, đàn ông cũng vậy. Còn ngược trở lên đây, mỗi một luân xa nó kiểm tra một bộ phận trong cơ thể. Chúng ta nếu sống đời sống tâm linh cao cả đó, thì luân xa 4, 5, 6, 7 tự động dần nó sẽ mở dần lên. Còn ông thầy nào nói con thầy sẽ mở luân xa cho con được, mình có lực mở luân xa cho ta được, nhưng mà về tới nhà nó không sống theo cái đời sống an lạc hạnh phúc đạo hạnh đó, thì tự động nó đóng lại. Nên người tu có nhiều cơ hội mở luân xa 4, 5, 6, 7. Còn tất cả tu không đúng, người thế gian cũng vậy, là những luân xa này đóng lại mình sẽ sanh bệnh tật và tánh tình mình không phát triển được. Trong cơ thể mình có nhiều điểm đặc biệt như vậy, nghĩa là sống thực sự là yêu thương bá tánh sanh, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh thì chú không ngừng nghỉ, ngày đêm sáng tối đi đứng nằm ngồi đều tưởng nghĩ tới Phật, thì có cơ hội đi là cái đầu nóng, cái mặt nóng hoặc cái ngực nóng. Còn khi rời cái mông nóng là biết đi đâu thì không biết, thầy chưa biết tới chỗ đó. Dạ, A Di Đà Phật. Để thầy nói không bao giờ dấp. Thì cái bài hôm nay là phải nói để con đệ phải thức tỉnh. Thầy tới đây nó nhiều lần rồi mà cũng chứng nào thật đó. Hỏi bệnh hoài. Gặp mặt thầy là nhăn cái mặt ra giống đòi nợ vậy đó. Thầy rất là hạnh phúc, rất là hoan nghỉ gặp huynh đệ. Chào thầy nói, con rất là vui để gặp thầy. Thầy nói, thầy rất là mừng để gặp con. Thì hai bên gặp nhau cùng chia sẻ được. Mình chia sẻ những cái an lành hạnh phúc của mình. Từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái cười của thầy, huynh đệ ngồi gần thầy một tiếng đồng hồ, huynh đệ cũng vui nữa. Rất là vui, thầy bảo đảm làm được điều này. Bởi trong lòng thầy chẳng có cái gì để làm cho huynh đệ phiền hết á. Đệ tử thầy nó gặp thầy là cả ngày chỉ biết cười thôi. Bị đứa nào nhăn thầy sẽ chửi tan nát cuộc đời của nó. Nó đem cái nhăn tới cho thầy à. Đâu phải cái thùng rác công cộng. Thầy bảo đảm huynh đệ ai buồn thì buồn, tới gặp thầy một tiếng đồng hồ sau là sẽ hết buồn. Nhưng mà ra khỏi cửa nhà thầy cái chuyện đó của nó nha. Còn trong cái chỗ khu vực thầy nó phải chấp nhận vui. Bởi vì nó không muốn buồn cũng không được nữa. Muốn nghĩ bậy cũng không nghĩ bậy được. Muốn hỏi thầy phải ghi xuống giấy, không chịu ghi gặp thầy là quên. Như vậy luôn đó. Thì thầy cũng còn quên mà. Thầy quên còn kinh khủng hơn nó nữa. Đứa nào cười la vậy? Cho nên chúng ta đi vào thế gian, chúng ta sống để trả nghiệp, rồi tiếp tục tạo nghiệp, rồi vay nghiệp. Chúng ta tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để tiếp tục cùng tạo nghiệp. Hãy chống đối thù hận là tạo nghiệp. Yêu thương huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau là mình giúp đỡ để hoàn tất nghiệp. Cho nên chúng ta bệnh tật nhiều ít cũng do mình từng tạo tác trong quá khứ. Trên thân thể mình ốm đau bệnh tật nặng nề. Tại sao một người cũng cùng tuổi mình họ vui vẻ thoải mái cùng mình lại bệnh? Hỏi lại coi cái cách sống như thế nào? Mình phải sống như thế nào để cho mình có cơ hội khỏe mạnh? Phải biết chăm sóc cái thân này bằng những tư tưởng tốt lành, những lời nói tốt lành, những hành động tốt lành, thì cơ thể mình có nhiều cơ hội khỏe mạnh. Tại vì á, tướng tự tâm sanh, nếu tâm không an lành á, thì tướng không được an lành. À, cái mặt mình, trong lòng mình đau khổ thì mặt mình sẽ buồn. Đau bệnh thì mặt sẽ nhăn. Nói chung là tướng tự tâm sanh. Trên cái tâm mình an lành, chừng an lành nhiều, cực cực an lành á, mình đã nằm trong cảnh giới Niết Bàn ở tại thế gian này á, thì người mình rất là khỏe và trong sáng.
Thầy mong rằng huynh đệ tiếp nhận sự chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta cùng tiến hóa với nhau, để cho giúp đỡ cho mình bớt đau khổ, bớt bệnh tật. Tại ra phải ngồi xuống, nghỉ thiền làm lành, tụng kinh trì chú. Tụng kinh trì chú để giúp đỡ cho cuộc đời mình thoát nạn, thoát khổ, giúp đỡ gia đình mình bớt phiền não. Nên việc làm huynh đệ là sao? Là làm ngồi xuống tụng kinh, niệm Phật cho đời bớt khổ. Còn thầy chỉ là cái người kéo phụ một chút xíu mà thôi. Nếu huynh đệ nào muốn bớt khổ, bớt buồn phiền não, thầy sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ. Còn kêu thầy rước hết nghiệp, thầy không làm. Nếu còn ăn mặn, thầy sẽ nói một câu, thầy sẽ không giúp. Bởi thầy giúp khỏe xong về nhà tiếp tục ăn mặn tạo tác nghiệp, thầy cho huynh đệ đó phương tiện tiếp tục làm ác, cho nên thầy sẽ không làm. Thầy nói thẳng. Còn nếu tu ăn chay, thầy sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ. Bởi vì cho người ta phương tiện tu là tạo đại phước. Còn làm cho nó khỏe hơn, tiếp tục ăn nhậu nữa là mình là đại họa. Cho nên thầy không làm. Mít lòng ráng chịu. Có vậy thôi. Còn đến với thầy, muốn hết bệnh, muốn khỏe, là phải ăn chay tụng kinh. Để thầy bớt phải cực khổ với huynh đệ. Hả? Còn ăn mặn thầy khó giúp lắm. Tại vì cái luồng, cái trược khí nó độc quá, nó mạnh quá, nó ra. Thầy để bàn tay vô, nó không có hút cái năng lượng an lành, nó cứ đẩy đồ dơ ra không mà. Thành ra thầy để vô nó phí đi. Thầy điểm nguyệt cho nó dội ngược ra, bởi vì nó không có lòng từ đối với những người xung quanh. Chỉ biết mình thôi mới tạo tác nghiệp. Mình còn dùng chúng sanh nhiều, còn nghĩa là mình chấp nhận bệnh tật của thế gian. Có vậy thôi. Huynh đệ phải hiểu rằng là thịt của chúng sanh rất là độc. Bây giờ nó nuôi còn kinh khủng hơn, nhất là những cá biển. Bây giờ đâu còn cá nữa đâu. Biển đâu còn cá nữa. Nó ăn tới trứng luôn, nó chích điện hết rồi. Bây giờ cá là cá nuôi, mà nuôi những cái gì độc nhất, để nó bự nhất, nó lẻ nhất để bán, thì mình ăn cái gì? Mình biết rồi, phải không? Mình tự mình cho thuốc độc vào người mình, nhưng mà mình le lưỡi ra khoái lắm. Tội nghiệp. Biết mà không sợ. Biết không sợ súng. Biết không sợ súng. Có nghe đâu mà sợ. Huynh đệ là vậy đó. Cả ông nổ bên cạnh không nghe nữa mà. Cái lưỡi này ngộ lắm. Có một tấc thôi. Hả? Thích rồi đó. Trong cái đầu mình nó có một cái tế bào rất là nhỏ. Nó gọi là cái memory cells. Đó là một cái tế bào ký ức á. Nó nhớ. Ăn thích quá là cái nó nhức cái vị này. Thấy gì đó. Là cái này nó ghi vô. Mốt ăn không trúng là nó nhăn cái mặt. Cho nên có gì mà không chúng sanh ăn, cứ bỏ miệng ăn đi, kệ nó, miễn no được rồi. Có là vui rồi, cho nên ai cho ăn cũng cảm ơn hết á. Nhớ không? Rồi ăn tầm bậy bạ vô múc bệnh kiếm thầy, thầy biết thầy không có nhận đâu. Rồi chưa kể mà nói bây giờ mà còn hiệu tu lo cho mình á, nợ quan gia trái chủ của Huyền Thất Tổ bà cho siêu hết đi. Rồi mình cũng siêu luôn, khỏi để lại gánh nặng cho con cháu của mình. Nếu mà không có làm mới múc bị gì, đừng có kêu thầy tụng tam thời niệm giúp đỡ đâu á nha. Thầy không có đi đâu á. Thầy biết trong đám có cái đứa đám này trong đó, thầy không có đi tam thời niệm đó. Mắc công nó đứng ké vô trong. Đúng không? Rồi nhờ thầy tới cúng cầu siêu đừng có hồng. Thầy biết trong đám nó có 5-7 đứa mà biết thầy mà còn nhờ thầy cầu siêu á, thầy tránh cho nó ra. Thầy cho nó lãng giảng cho nó biết mặt. Thầy có khả năng đó đó, đừng có tưởng. Bây giờ biết đi chưa? Đi đâu? Đi đâu đây? Đi đâu là biết đi đâu? Về đâu? Đó, về đâu nè? Niết bàn ở tại thế gian. Tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. Không đi đâu xa hết á. Đang vui vẻ hạnh phúc với nhau á. Đưa tiền vô chi không đều, đập đầu vỡ đầu là địa ngục rồi. Thấy chưa? Mới phút trước là niết bàn, vừa quay lại cái địa ngục tức thì. Sống làm sao đi, giây phút nào cũng là vui vẻ hạnh phúc là niết bàn. Thầy lặp lại cái câu này, thầy lặp cũng phải 100.000 lần rồi đó. Phải không? Huynh đệ là người niệm Phật, tụng kinh hiểu rồi. Thầy hỏi đi hỏi lại trong bao nhiêu cái dĩa đây, thầy đánh thức huynh đệ nào chưa nghe phải nghe. Phật A-di-đà là ai? Đó, ừ, câu này là biết rồi đó. Phật A-di-đà là ai? Nói lớn lên. Thầy cứ làm, ừ. Phật A-di-đà chính là ta chính là Phật A-di-đà. Phải không? Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Vậy này đi đâu? Ông Phật này không chịu sống trong an lành hạnh phúc thì ông Phật đang bị chôn trong cái địa ngục của trần gian. Còn nếu ông Phật này sống với cái tâm an lành hạnh phúc chân như chư Phật thì ông này đang sống trong cảnh cực lạc của Niết Bàn. Đi đâu? Địa chỉ nằm ngay đây nè, cần gì phải gọi xa. Gọi điện thoại ra kia là trật rồi, gọi vô trong này luôn, khỏi cần điện thoại cầm tay. Hello! Ngồi dậy đi ông cụ.
nói thẳng với cái ông này nè, ông chủ nhà này đó, ổng là chủ nhà, còn cái này là phương tiện của ổng để tiến hóa thôi. Nếu mà không chăm sóc cái phương tiện của ổng mà nó nghèo nàn á, nó bệnh tật á, nó gãy ngã giữa đường, nên cố gắng giữ cái phương tiện này cho trong sạch mạnh khỏe đi, thì phương tiện tu học mình rất là cao, rất là dài, rất là rộng. Nhưng phải biết chăm sóc căn nhà của ổng thì phương tiện tu học mình rất nhiều, cho nên mình tiến hóa rất là lẹ. Bây giờ biết mình là ai chưa? Phải sống làm sao cho cái đầu nóng chứ, biết sống rồi phải không? Tự lo đi, phải không? Còn kiếm thầy làm gì nữa? Cho hết rồi, có gì nữa đâu, đưa hết nãy giờ rồi không xài được nữa thôi. Thiệt là uổng công ngồi nói chuyện. Bây giờ biết rõ ông đó ở đâu chưa? Biết Tây Phương đâu chưa? Ông Phật có tên gì? Cũng thế gian đặt thôi. A-di-đà-đạo. A-di-đà-đạo, A-di-đà-đạo, A-di-đà-chúa, A-di-đà-chúa. Nó ông anh thầy đó, A-di-đà-chúa đó, A-di-đà-đạo. Tên gì con? Con tên gì? Nhi hả Nhi? Nam Mô Di Đà Nhi. Phật A Di Đà chính là ta, ta chính là Phật A Di Đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ cõi ta bà. Khi chứng ngộ đại đông là Tây Phương Cực Lạc. Như này xin đi đâu? Đi không có địa chỉ, không có nơi trốn, không có hướng đi. Mà lúc mà gần tưởng thử nghiệp á thì ma quỷ nợ nó đòi đầy nhóc, là có biết đường đi không? Lúc đó hả, lái xe lấy ẩu lái bậy á, đuổi vô chỗ khác không có chuyện nữa. Mình lái cái này đi đâu? Phải không? Nếu mà không tỉnh thức lái được không, cái thằng say rượu lái xe sẽ tạo tai nạn đó. Còn chưa kể cái nhà này nó gần đi rồi mà lái tầm bậy thế nào cũng chui xuống cái lỗ kia kìa. Làm sao mà đi về Tây Phương được, không có địa chỉ sao đi. Phải có cái bản đồ chứ, Tây Phương ở chỗ này nè, số mấy đường gì. Nắc đâu thấy đường đâu mà nhìn. Bản đồ có sẵn mà không, mò không được sao lái, không đụng tạo tai nạn đó. Trời ơi, trên con đường biết bao nhiêu chướng ngại vật, lái đi đâu. Phải không? Lúc đó xỉn quá độ rồi, cái xỉn của nghiệp lực ở đâu thấy đường, lái là ủi tầm bậy tầm bạ đó. Phải không? Muốn đi nữa không? Thôi ở nhà với ông này cho chắc ăn. Ông này là tất cả đó, huynh đệ bỏ ông này rồi huynh đệ mất tất cả. Huynh đệ mà rời xa ông này rồi huynh đệ không có một ông Phật nào khác hết. Huynh đệ mà còn ngồi thiền tụng kinh mà thấy Phật đứng trước mặt là chưa thiệt đâu. Chừng nào huynh đệ thấy cái ông mà đang ngồi đây mà thấy ông đứng trước mặt mình là ổng, hai người đó, ông nói là thiệt đó. Mà pháp thế gian nó gọi là pháp thân. Còn cái người ngồi đây là báo thân của ổng, còn nghĩa là cái nhà của ổng, ổng đứng trước mặt mình. Khi mình mà gặp cái ông đó đứng trước mặt mình là mình rồi đó, nhiều lần rồi đó, mình chấp nhận ông này là ông thầy của mình, là ông Phật của mình á, từ đó thì mình sẽ không bao giờ gặp ông Phật nào khác ngoài ông Phật của mình ra. Lúc đó mình mới thực sự là đã nhìn thấy Phật tánh của chính bản thân mình. Tu làm sao tu? Nhìn được pháp thân của mình, còn có nghĩa là mình nhìn được Phật tánh của chính mình. Muốn được như vậy, cái tâm của mình phải thật là an lành hạnh phúc tuyệt đối, mình mới có cơ hội nhìn được Phật tánh của chính bản thân mình đang ngự trị trong bản thể mà thế gian gọi là báo thân đó. Bởi vì chính cái đó là pháp thân của mình. Mà người tu khi nhìn được pháp thân còn có nghĩa là mình có cơ hội sẽ nhìn được đại ngã của mình là Như Lai. Bởi pháp thân chính là quyền năng biết được Như Lai. Quý đệ thấy chưa? Rồi tu kiếm ai? Kiếm ở đâu? Bộ lên trên kia ngồi à, nhịp đùi cái uống cà phê, uống thuốc lá, cái lá sen héo quá cái niệm cái nó tươi lên cái hút thuốc tiếp. Đỡ chơi à? Không bao giờ có đâu cưng, mơ đi. Mơ đi. Mơ cho nó vui vậy thôi. Bộ linh kia ngồi chơi cho đã đời, còn bá tánh như này sao? Hả? Đã là Phật rồi ha, đừng có hòng mà ở không một buổi, một giây, một phút, làm đầu tắt mặt tối mà không có lương đó, đừng có tưởng mặt. Đừng có tưởng giỡn. Muốn đi là dễ lắm sao? Đi đâu? Đừng muốn làm nghề đó cũng dễ lắm sao? Đừng có hòng. Phải sống như thế nào mới được ở chung với mấy đó người đó, rồi sống như thế nào mới được làm việc cho bá tánh chúng sanh. Chứ phải là đụng chút xíu làm chút xíu là mệt mỏi rên rỉ nhằn nhằn rồi làm sao làm. Tụi con phải biết làm cho bá tánh sanh là không có một lời cằn nhằn nào hết. Có về nhà mệt mỏi làm thinh, chui vô cái bùn nước muối ngâm cho nó đã, xong ra niệm Phật tụng kinh cho nó hết. Không được cằn nhằn, không được nhăn mặt, không được than thở với ai hết. Đó là làm việc cho chư Phật là phải vậy đó. Phải chịu đựng cái đám khỉ đột này nè. Tụi nó đủ thứ hết trơn á. Gặp cười hẹ với về nhà, ai da trời. Ai mình gãi, mình ngứa, mình gãi đâu nhờ ai gãi được. Trị bệnh nhiều quá về nhà mình mẹ ngứa phải tự gãi. Gãi được ngâm muối cho nó hết. Mình ôm nghiệp của người ta mình bị mà. Phải không? Ai biết được mình bị cái gì. Nhưng làm thinh làm tiếp. Về nhà sạch sẽ xong mai ra làm nữa. Làm hoài không ngừng.
Đừng có tưởng lên kia rồi ngồi nhịp đùi hút thuốc cà phê rồi đánh bài tứ sắc rồi nó héo xong cái niệm tiếp cho nó tươi cái ngồi nữa. Mơ chuyện tưởng tượng không à. Bây giờ biết niệm phật đi đâu chưa? Giờ hỏi lại, muốn đi chỗ đen thù lùi hay chỗ sáng? Muốn cái đầu nóng hay cái chân nóng? Chân nóng chúc mừng. Thầy trả lời sẵn luôn đi, còn muốn cái đầu nóng phải làm sao? Tự biết rồi phải không? Cứ vay mượn chúng sanh nhiều vô đi, đầu nó sẽ nóng. Đầu có chân cái đó, nó nóng. Bị gạt chưa? Còn đầu gối nóng cũng tốt lắm á. Thầy nói để huynh đệ thấy nó là sợ luôn, rồi có cơ hội sẽ hết bệnh tật. Tại vì trong thịt chúng sanh á, nó nhiều độc tố ghê lắm. Mình ăn, bây giờ mình không có bị gì, nhưng mà con trong cái bụng mình á, nó sẽ bị đó. Nó bị nhiều lắm luôn á. Thầy đứa nhỏ sau này nhiều đứa nhỏ bệnh lắm. Thì cha mẹ nghĩ ăn thịt chúng sanh là bổ, thực sự mình cấy cái độc tố vô trong cái trứng của mình á, con mình nó sanh bệnh tật. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu sâu sắc điều đó đâu, phải không? Chúng ta cấy thuốc độc vào những cái gen trong con người của mình á, mình cấy trong đó sẵn, khi đẻ đứa nhỏ ra nó sanh bệnh tật là lỗi của mình, không phải lừa đứa nhỏ, nó vô tội. Nhưng mà các ngài cho mình thấy điều đó là nhân quả, mình phải học để mình giải trừ nhân quả của mình, nghiệp lực của mình. Thầy nói nãy giờ nói liên tục mà. Đồ đệ, chúng ta chia sẻ Phật pháp là phải hỏi và nói chuyện với nhau. Hỏi bệnh cũng được, thầy sẽ giải thích tại sao bệnh, thầy sẽ chỉ cho huynh đệ tự giải bệnh. Chúng ta chia sẻ Phật pháp cho nên phải nói qua nói lại, đàm đạo với nhau mình mới giải quyết được vấn đề học. Cái gì là Phật, thầy nói đã đủ rồi đó, tới đây là cạn. Nghiệp chướng và bệnh tật hả, mình tạo tác nhiều trong cuộc sống thế gian từ nhỏ tới lớn thì chắc chắn quan gia thế chủ đeo đòi mình. Mình càng tệ, càng lúng lớn càng tệ. Sanh bệnh tật, bệnh nhiều bệnh ít do nghiệp nhiều, nghiệp ít. Nặng nhẹ do nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Tất cả chúng ta đều sống trong cái cõi ta bà này là đều phải bị luật nhân quả kiểm soát từng giây, từng phút, từng giờ, từng thở ra vào. Từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta phải biết rằng là mình luôn luôn bị quán xét bởi luật nhân quả của vũ trụ. Cái gì thiếu thì bổ vô, cái gì không đúng thì chỉnh lại. Tôi sửa, tôi bổ, tôi chỉnh mà. Thấy không? Còn huynh đệ, đem hết trong nhà mình ra, bệnh gì, đem tới đổ vô thầy, sao chịu nổi. Thầy đâu phải là cái nhà kho chứa bệnh tật đâu. Phải không? Chứ nghĩ là thầy, huynh đệ là bệnh tồn kho, đem cái kho đó đổ vô cho thầy, làm sao thầy chứa nổi. Cái nghiệp lực nó đeo đuổi mình. Hôm nay thầy xin phép, thầy chia sẻ với huynh đệ bệnh tật và nghiệp chướng. Hai cái này nó liên quan đến nhau. Bệnh tật và nghiệp chướng. Đây, bài này bài thứ hai đó. Phần hai. Thực sự huynh đệ, chúng ta sinh ra, khi ra khỏi mình người mẹ rồi đó, là mình đã có sẵn cuốn sổ đời của mình đó. Thật ra đứa bé nào cũng vậy, 99.9% tất cả đứa bé đều đẻ ra hai bàn tay nắm cứng thế này nè. Đúng không? Mình mở nó ra rồi nó nắm cứng lại. Khi sinh ra, huynh đệ có cái gì trong tay không? Rồi khi nằm thẳng cẳng, nín thở, tim ngừng đập gọi là gì? Có cầm gì theo không? Có cái lòng tham dục, cái nghiệp xấu, nghiệp tốt. Còn vật chất thế gian không thể nào đem đi được. Vật chất thế gian mình ra mình hưởng dụng xong mình để lại. Rồi tiếp tục mình tiến hóa. Một là mình cầm theo cái thức nghiệp thiệt là xấu cho cuộc đời mình. Hai, cầm theo cái thức nghiệp thiệt là tốt cho cuộc đời mình trong cái kiếp tới. Đừng có nghĩ rằng là chết là xong, chưa. Những gì mình tạo tác trong lúc sinh tiền, luật nhân quả đã giữ trữ lại một cái kho lưu trữ hồ sơ. Khi mà mình bắt đầu trở về cái nhà mới, vừa đẻ ra khỏi mình người mẹ là không có cái gì, bàn tay cũng không có gì, nhưng mà trong lòng bàn tay này nè, nó có cả một cái thức nghiệp tốt và xấu, ác và thiện, hiền và dữ đều nằm trong này hết. Thành ra lâu lâu để ý đứa nhỏ đi, huynh đệ để ý con mình đi, nó mới biết ngoe ngoe mà nó chừng 5-7 tháng vậy đó, nó dở bàn tay ra nó cười mình nó thôi là thấy cuộc đời thằng nhỏ này là đỡ khổ rồi đó. Còn đứa nhỏ mà dở bàn tay nhìn là khóc hoài, có phải là biết thằng này nó sẽ khổ. Huynh đệ phải để ý đi nha. Mà khi ra cửa, khỏi cửa người mẹ rồi đó, là bao nhiêu, khi mà có vợ, có chồng rồi đó, thì bắt đầu cái nghiệp bắt đầu nó đổ vô. Còn lúc từ nhỏ tới lớn á, nó chỉ biểu lộ khoảng chừng 60-70% của cái nghiệp cũ ngày xưa thôi. Nhưng mà khi bắt đầu lấy chồng, lấy vợ là bắt đầu nghiệp nó sẽ nở ra.
mình sẽ hưởng tất cả những gì mình từng tạo tác trong quá khứ và trong lúc từ nhỏ tới lớn mình sống khi có vợ có chồng. Nó sẽ nở tùm lum ra hết. Rồi trong lúc mình sống á, cái đầu mình nghĩ tầm bậy, cái miệng nói tầm bạ, cái thân làm tùm lum tà la chuyện á, thì mình tạo tác trong lúc còn sống vẫn trả cái nghiệp mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Rồi mình bắt đầu sống trong ngày để tạo tác cho nghiệp ngày mai. Tức là chúng ta tạo tác nghiệp lực không ngừng nghỉ, từ đời này qua đời nọ tới nữa, không bao giờ ngừng nghỉ. Khi mà bắt đầu nó quá lớn rồi á, nó xảy ra bệnh. Rồi chưa kể con mình nó lại mang cái bệnh, cái nghiệp của chính mình, bởi nó với mình cộng nghiệp với nhau, lại tiếp tục nó ra đời để mình nhìn thấy cái sự đau khổ của nó, để mình đau khổ. Cái đó là nghiệp của ai? Mình đau khổ chứ nó biết gì đâu, phải không? Nó bị đó, ai đau khổ? Cha mẹ đau khổ. Tại ra người cha mẹ vì nhìn cái sự đau khổ đó, để phải ngồi xuống mình tụng kinh, niệm Phật cho miên mật, để bản thân mình tự chuyển thức, chuyển hóa cái nghiệp lực của chính mình. Khi mà đứa nhỏ nó khỏe, mình vui, có phải là nghiệp của mình không? Thì nó bệnh mình đau khổ mà, là nghiệp của mình, chứ phải của nó. Bởi vì nó đâu có biết gì đâu, nó ra để nó đòi nợ mình đó. Vì khi ông bà cha mẹ quay lại đòi nợ xưa, bạc đãi ông bà cha mẹ quay lại đòi, nó phải trả thôi. Nhưng mà chúng ta không ý thức được điều này, chúng coi như cái chuyện bình thường. Không có bình thường đâu. Chúng ta còn dính líu tới nhau nhiều lắm. Gặp nhau một là đòi nợ, hai là trả nợ, ba là tiếp tục gây nợ. Rồi để một đống nợ đi kiếm thầy trung đạo. Trời đất ơi, trung đạo nó phải là như chứa nợ. Chúng ta phải hiểu, hả, cái nghiệp nặng á thì trước sau rồi cũng té xuống bệnh à. Nghiệp nhẹ thì còn tà tà chơi được. Nặng nhẹ là bệnh nhiều bệnh ít. Bệnh nặng bệnh nhẹ là do cái nghiệp mình tạo tác trong quá khứ, trong hiện tiền. Rồi cái quả của ngày mai là do những gì mình đã từng tạo tác trong ngày hôm qua. Bởi trong lúc đang sống đây là mình tạo nợ, phải không? Còn mình ngày hôm qua là vay nợ, bây giờ tạo nợ, ngày mai là trả nợ. Cho nên thầy viết câu là vay nghiệp, phải không? Trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi sinh tử luật không sai. Đó, ai là chủ nhân của nghiệp, ai chủ nhân là nợ? Mình. Tất cả chúng ta đều là chủ nhân sản xuất những điều xấu, tốt, thiện, ác, hiền dữ. Chúng ta là chủ nhân. Nên khi gặp cái chuyện nghịch cảnh, chướng duyên, hãy vui vẻ mà nhận nó, bởi mình phải ý thức rằng nó chính là con đẻ của mình trong quá khứ. Cho nên cười ra nước mắt đi, cười ha hả nhưng mà nước mắt vẫn chảy, nghe không? Cười là nó về lẻ quá, khóc là bởi vì nó ghê quá. Cho nên để đừng có làm nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục làm, phải không? Có chuyện bình thường. Chúng ta coi thường luật nhân quả quá, cho nên chúng ta tiếp tục tạo tác. Nếu huynh đệ hiểu luật rồi đó, thiệt huynh đệ á, như đây nè, sợ thế bà cố nội, nó ra trước con mắt mình không à, mình thấy đó, rõ ràng luôn à. Huynh đệ chưa có chứng kiến những cái bệnh khiếp khiếp lắm luôn đó. Thầy thấy mà, không lẽ bây giờ thầy lấy phép màu thầy xóa cái mặt nó luôn cho rồi. Nhưng mà mình làm vậy mình sẽ dính vào luật nhân quả, mình xía vào nghiệp của bá tánh chúng sanh. Chúng ta không ai được phép nhúng tay vào chỉnh sửa và chuyển hóa nghiệp của huynh đệ chung quanh mình. Dù có cách là giúp họ ngồi xuống tụng những gì mà mình đã có kinh nghiệm, mình chỉ cho họ, tự họ tụng, họ rửa những gì mà họ từng tạo tác, sám hối cho thiệt là miên mật sám hối, thì mình mới mong rằng là mình chuyển hóa được nghiệp lực mình từng tạo tác trong ngày hôm qua. Có rõ không? Rõ chưa? Để chúng ta huynh đệ tới thầy, thầy rất là hạnh phúc khi gặp huynh đệ, gặp thầy thì rất là hoan hỷ tiếp nhận. Nhưng thầy phải chia sẻ những gì cần thiết để huynh đệ phải làm, chứ không phải thầy làm hết. Nếu thầy làm hết thầy thành ai? Thì người nhiều chuyện xía vào nghiệp ta bà, thì làm sao thầy sống nổi với cái nghiệp lực của huynh đệ? Nếu làm được, chư Phật đã làm hết rồi, đâu có tới huynh đệ đứng đó mà hộ niệm cho thầy, phải không? Chúng ta có quyền giúp huynh đệ mình chỉnh sửa bằng cách là cả hai cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Người yếu nhờ người mạnh kéo phụ, nhưng mà đặc biệt là người yếu phải làm nhiều hơn cái người mạnh một chút, bởi nghiệp của mình mà đâu phải của ổng. Đừng có đưa tên tuổi cho thầy đường này, đừng có hòng mà bình an. Bản thân này còn chưa an nữa nè.